Hứa Thuần Lương tọa hạ cũng không lâu lắm, một nam một nữ hai người đến đây, hai người đều là Húc Đông trợ lý, ra hiệu Hứa Thuần Lương hướng bên cạnh chuyển một cái chỗ ngồi, Hứa Thuần Lương hướng bên cạnh xem xét đều là có tên hữu tính, cũng không thể chiếm người khác vị trí, biểu thị không tiện. Người nam kia có chút gấp, hướng về phía Hứa Thuần Lương nói, ta là Húc Đông tiên sinh trợ lý, làm phiền ngươi nhường một chút, chúng ta ngồi ở chỗ này thuận tiện chiếu cố. Hứa Thuần Lương xem thường nói, chỗ ngồi của ta dựa vào cái gì để ngươi? Người ta có tay có chân giống như cũng không cần ngươi chiếu cố. Húc Đông nghe phía sau đối thoại, xoay người lại, ánh mắt rất không thân thiện nhìn Hứa Thuần Lương một chút, hắn đem một nhân viên công tác gọi đi qua, thấp giọng bàn giao vài câu, con hàng này cũng là mê chi tự tin, cho rằng dựa vào mình cả vị người khác hẳn là nhường cho hắn tạo thuận lợi. Nhân viên công tác tại Đại Minh Tinh trước mặt cười theo, cũng không lâu lắm liền đến Hứa Thuần Lương trước mặt, thấp giọng nói, tiên sinh, ta giúp ngài lại tìm một cái vị trí, ngài thấy có được không? Hứa Thuần Lương lúc đầu không đáng cùng một cái tiểu minh tinh so đo, nhưng vị trí này là Tô Tình an bài, hắn dựa vào cái gì muốn để, một cái hàng hai tiểu minh tinh có gì có thể nhưu bức, lại nói lần này vượt năm tiệc tối hoa niên tập đoàn cũng là tài trợ phương, nhà kiếm tiền của chúng ta, còn mẹ nó cho chúng ta sĩ diện, ai là ra đều không làm rõ ràng được. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm hướng kia hai tên phụ tá nói, xéo đi. Hai tên trợ lý bị hắn mắng sững sờ, cho là mình nghe lầm, lẫn nhau xác nhận một chút ánh mắt, xác định thật là mắng bọn hắn. Tên kia nhân viên công tác nói, tiên sinh, đem ngài ra trận khoán cho ta xem một chút. Hứa Thuần Lương nheo mắt lại nhìn qua hắn, cho ngươi mặt mũi có phải không? Tiên sinh, ngài không có ra trận khoán A, xin ngài tự giác tuân thủ trật tự, nếu không ta sẽ để cho bảo an mời ngươi ra ngoài. Hứa Thuần Lương phát hỏa, chỉ vào kia hai tên phụ tá nói, ngươi làm sao không điều tra thêm bọn hắn ra trận khoán A. Lúc này vừa mới đem Hứa Thuần Lương mang tới nhân viên công tác chạy tới, nói cho đồng sự Hứa Thuần Lương là Tô Tình bằng hữu, cái này chỗ ngồi là Tô Tình an bài, hai người thương lượng một chút, quyết định vẫn là cho Hứa Thuần Lương lại tìm một cái vị trí, Tô Tình cùng Húc Đông so sánh, người ta cái sau mới là tai to mặt lớn, Tô Tình chỉ là một cái mới ra đời người mới. Hứa Thuần Lương liền muốn phát tác thời điểm, chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc chào hỏi hắn. Hứa Việt, là ngài A ngài tới chỗ này ngồi. Lại là Thịnh Chiêu Huy ra trận, hắn là cùng công ty hai tên phó tổng cùng đi đến, Thịnh Chiêu Huy chỗ ngồi liên tiếp Húc Đông, phía sau đối thoại hắn đều nghe được, Thịnh Chiêu Huy để trong đó một danh phó tổng về phía sau ngồi, đem bên cạnh mình vị trí tặng cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương suy nghĩ một chút vẫn là tạm thời không đem sự tình làm lớn chuyện, hắn đi hàng thứ nhất, bất quá hắn không có ngồi Thịnh Chiêu Huy trợ lý vị trí, để Thịnh Chiêu Huy đi ngồi, hắn lựa chọn ngồi tại Thịnh Chiêu Huy vị tử bên trên. Lần này hắn liền liên tiếp Húc Đông. Húc Đông nhìn hắn một cái, Hứa Thuần Lương hướng hắn cười cười, Húc Đông lật ra cái rõ ràng mắt. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi cái lớn ngu xuẩn, hôm nay không cho ngươi ra điểm làm trò cười cho thiên hạ, ta mẹ nó theo họ ngươi. Thịnh Chiêu Huy hướng Hứa Thuần Lương cười cười nói, Hứa viện trưởng cũng tới nhìn diễn xuất a. Hứa Thuần Lương nói, giống như ngươi, dùng tiền xem kịch a, Trường Hưng cũng móc phí tài trợ. Thịnh Chiêu Huy cười ha ha. Hứa Thuần Lương nói, hiện tại thế đạo này, ai là cháu trai ai là ra đều không phân biệt được, người nói đám này tiểu minh tinh từng cái ngạo đến cùng nhị ngũ bát phạt, ai cho mặt của bọn hắn. Thịnh Chiêu Huy đi theo gật đầu, hắn tại Hứa Thuần Lương trên tay nếm qua đau khổ, đến bây giờ còn phải dựa vào người ta giải dược giải trừ ngũ độc công tâm hoàn độc tính, có thể nói hắn bị Hứa Thuần Lương triệt để cả sợ, nghe xong liền biết người này phát hỏa, hôm nay cái này tiểu minh tinh phải xui xẻo. Đừng hỏi hắn làm sao mà biết được, hắn có kinh nghiệm. Thịnh Chiêu Huy một mặt lấy lòng nói, Hứa Việt, ai chọc ngươi tức giận nói với ta, ta lập tức phong sát hắn. Húc Đông liền ngồi ở một bên, nghe hai người đối thoại hơi sợ, chớ nhìn hắn một mặt ngạo mạn, cũng chính là tại Đông Châu là cái đại minh tinh, ra ngoài tối đa cũng chính là hàng hai, Hứa Thuần Lương hắn không biết, nhưng là Thịnh Chiêu Huy hắn biết, người ta là ân hàng chế dược tổng giám đốc. Lúc này đại biểu hoa niên lớn khỏe mạnh Triệu Phi Dương vợ chồng cũng đến đây, Hứa Thuần Lương đứng dậy chào hỏi hắn, Triệu Phi Dương cười vỗ vỗ Hứa Thuần Lương bả vai nói, đến như vậy sớm a, đi bên cạnh ta ngồi chứ sao. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương cùng Thịnh Chiêu Huy ngồi cùng một chỗ, hắn cũng có chút buồn bực, cái này quan hệ của hai người lúc nào trở nên tốt như vậy. Húc Đông nhìn thấy tình cảnh trước mắt trong lòng càng bất an, hôm nay khả năng chọc một cái không nên dây vào người. Hứa Thuần Lương chưa ngồi được bao lâu, Tô Tình tới chào hỏi hắn,
vừa rồi đi mình an bài vị trí không tìm được hắn, nghĩ không ra hắn ngồi hàng thứ nhất tới. Ngươi làm sao ngồi nơi này? Tô Tình cảm thấy ngạc nhiên. Hứa Thuần Lương cười nói, ngồi chỗ này nhìn ngươi thấy rõ ràng. Phát hiện Tô Tình hôm nay lễ phục mở có chút thấp, trắng bóng bả vai lộ ra, có chút chói mắt, còn tốt bộ ngực hộ đến không sai. Hứa Thuần Lương nhìn lúc đó phát hiện Húc Đông cũng đang nhìn, Hứa Thuần Lương trong lòng lập tức phát hỏa, tin hay không lão tử đem ánh mắt ngươi móc ra, đây là ngươi có thể nhìn sao? Quay sang, phát hiện Thịnh Chiêu Huy con mắt cũng không thành thật. Tô Tình gương mặt xinh đẹp có chút phát nhiệt, ngay trước nhiều người như vậy nói chuyện cũng không tị hiềm điểm, nàng muốn đi chuẩn bị, để Hứa Thuần Lương chiếu cố tốt chính hắn. Tô Tình sau khi đi, Thịnh Chiêu Huy một mặt lấy lòng hướng Hứa Thuần Lương nói, thật xinh đẹp. Hắn vừa rồi con mắt cũng không có nhàn rỗi. Hứa Thuần Lương nụ cười trên mặt đột nhiên thu liếm, Thịnh Chiêu Huy giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian giải thích, ta không có ý tứ gì khác, thật không có ý tứ gì khác, thưởng thức, đơn thuần thưởng thức. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không dám. Thịnh Chiêu Huy thừa nhận mình không dám, bởi vì Triệu Hiểu Tuệ sự tình kém chút không có đem mệnh cho thua tiền. Hứa Thuần Lương người này thật sự là quá phách lối, nhưng người ta có phách lối vốn liếng, nhớ tới hắn nhét vào trong cơ thể mình ba đầu ngô công, Thịnh Chiêu Huy liền cảm thấy không rét mà run. Hứa Thuần Lương chỉ tiết mục đơn bên trên Húc Đông, cố ý hướng Thịnh Chiêu Huy nói, hắn là cái ca sĩ. Thịnh Chiêu Huy nhẹ gật đầu, chẳng biết tại sao trong đầu hiện ra Hứa Thuần Lương hướng Húc Đông bỏ vào trong miệng minh công tràng cảnh. Hứa Thuần Lương nhìn qua Húc Đông nói, người thế mà lại ca hát. Húc Đông giả ra không nghe thấy dáng vẻ trong lòng đã biết con hàng này không dễ chọc, lúc này giả câm là tốt nhất, trước mặt mọi người, dù sao ngươi không thể xông lên cắn ta. Hứa Thuần Lương đưa tay không khách khí chút nào vỗ vỗ hắn, nói chuyện với ngươi đâu. Thịnh Chiêu Huy cảm giác cái vỗ này khả năng có huyền cơ, đừng hỏi hắn làm sao mà biết được, hắn có kinh nghiệm. Húc Đông hai tên trợ lý không vui, nam trợ lý đưa tay vỗ vỗ Hứa Thuần Lương bả vai, tiên sinh mời giữ một khoảng cách. Hứa Thuần Lương lạnh lùng nói, đem móng vuốt lấy ra. Kia trợ lý bỗng nhiên cảm thấy lòng bàn tay đau rát đau nhức, tranh thủ thời gian thu tay lại đi, mất một lúc, trên mu bàn tay đã nổi lên một tầng lít nha lít nhít đỏ u cục, hắn căn bản cũng không biết phát đã sinh cái gì tình huống, đập Hứa Thuần Lương bả vai một chút làm sao lại biến thành cái dạng này, hắn tranh thủ thời gian vặn ra bình nước suối khoáng vọt lên một chút mu bàn tay, nhưng chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp. MU bàn tay lấy mắt thường tốc độ rõ rệt sưng phồng lên. Tay của ta, nam trợ lý dọa đến tranh thủ thời gian đứng dậy rời sân, hắn phải đi bệnh viện, loại này khó chịu tư vị quá khó tiếp thu rồi. Người chung quanh trên cơ bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, Húc Đông biết trợ lý nguyên do về sau nội tâm từng đợt run rẩy, bên người người này có gì đó quái lạ, lúc này biểu diễn của hắn thời gian đến. Húc Đông quyết định hát xong liền đi, leo lên sân khấu về sau. Dưới đài vẫn là có không ít mê muội quơ vì hắn chuyên môn chế tác đèn bài, hiện tại phi thường kỳ quái, vô luận lớn tiểu minh tinh đều có phấn tia, cũng không biết các nàng mê đến tận cùng là cái gì. Rất có thể các nàng mê đến không phải minh tinh bản thân, mà là truy tinh quá trình. Hứa Thuần Lương cảm giác Húc Đông ngoại hình vẫn không như mình đâu, gầy cùng con gà con, hắn một quyền tuyệt đối có thể đánh ngã 5-6 cái dạng này loại hình, hiện tại người tuổi trẻ thẩm mỹ quan có chút kỳ hình. Húc Đông leo lên sân khấu. Bắt đầu chuẩn bị biểu diễn, khúc nhạc dạo âm nhạc vang lên, hé miệng chuẩn bị ca hát thời điểm, cuống họng liền trở nên ngứa lạ vô cùng, nhịn không được vụng trộm hắng giọng một cái, không thanh còn tốt, một hắng giọng, trong cảm giác phảng phất có người dùng lông vũ trêu chọc, ngứa đến khó chịu, hắn hận không thể đem dây thanh đào ra hung hăng cào mấy lần. Húc Đông hát phải là mình nhất tác phẩm tiêu biểu, nhưng một phát âm thanh, rõ ràng tẩu điều, dưới đài phát ra từng đợt cười vang, những này sao ca nhạc cũng chả có gì đặc biệt. Cảm giác là bọn chúng vê tẩu điều nước chuẩn. Hắn vội vàng làm thủ thế, biểu thị muốn tạm dừng, còn may là ghi âm, nếu như là hiện trường trực tiếp, liền không cách nào vãn hồi. Phía dưới có vị trẻ người non dạ đơn thuần nữ bánh phở lớn tiếng kêu lên, Húc Đông, ta hảo tâm thương ngươi. Húc Đông, ngươi phải thật tốt. Hứa Thuần Lương thật sự là không hiểu rõ đám này đứa nhỏ ngốc, đối ngươi cha ruột mẹ ruột đau lòng qua sao. Đau lòng như thế cái đồ chơi. Hắn quản ngươi ăn vẫn là quản ngươi mặc. Vẫn có thể phù hộ ngươi vô bệnh vô tai. Húc Đông điều chỉnh một chút trạng thái, cùng hiện trường đạo diễn trao đổi một chút, thu lại bắt đầu lại từ đầu cuống họng vẫn là không thoải mái, bất quá lần này hắn không sợ, bởi vì hắn quyết định giả hát, lần này chỉ cần đúng đúng khẩu hình là được rồi. Hắn nghĩ tới từ bỏ, nhưng từ bỏ diễn xuất số dư liền không cầm được, còn có thể phải đối mặt bắt đền,
hướng về phía tiền phân thượng cũng phải diễn tiếp. Dù sao là ghi âm, trước máy truyền hình người xem lại nhìn không xuất đến, thu tiết mục là cho phép, chỉ cần không ảnh hưởng cuối cùng hiệu quả, đạo diễn cũng ngầm thừa nhận giả hát hành vi. Thịnh Chiêu Huy nhìn Hứa Thuần Lương một chút, trong lòng tự nhủ Húc Đông biểu diễn lớn mất tiêu chuẩn khẳng định cùng hắn có quan hệ, Hứa Thuần Lương lần này dùng thủ đoạn gì? Mình ngồi gần như vậy, không thấy được hắn xuất thủ a. Hứa Thuần Lương nguyên bản định cho Húc Đông một cái nho nhỏ trừng trị, khiến người khác trước mất mặt coi như xong, thật không nghĩ đến người ta người có kế trương lương ta có thang trèo tường, cuối cùng còn có giả hát sát thủ đồng. Húc Đông một bên hát vừa cùng người xem hỗ động, một băng bánh phở thế mà không biết hắn là giả hát, quơ đèn bài không ngừng thét lên. Hắn dần dần hồi phục trạng thái, ánh mắt cùng Hứa Thuần Lương gặp nhau, cái này xem xét, cũng cảm giác ánh mắt như là bị hắn dính chặt, cũng không còn cách nào từ trên người hắn di động ra, đây là nhiếp hồn thuật, theo Hứa Thuần Lương công lực đang lặng lẽ khôi phục, rất nhiều tuyệt kỹ cũng bắt đầu ứng dụng tự nhiên, đối phó loại này hạ cửu lưu nhân vật biện pháp còn nhiều, rất nhiều. Hứa Thuần Lương hướng hắn mỉm cười, Húc Đông cũng cười theo, hắn nụ cười này liền quên ca hát, trong đầu một mảnh trống không, thậm chí không biết mình thân ở phương nào. Đứng trên đài cầm microphone cười đến cùng cái hai bức, miệng đều không có động một cái, âm nhạc tiếng ca như thường đi lên. Hiện tại tất cả mọi người nhìn ra con hàng này tại giả hát, Hứa Thuần Lương nhẹ nhàng đá Thịnh Chiêu Huy một cước thấp giọng nói, hắn giả hát. Thịnh Chiêu Huy lập tức lĩnh hội tinh thần, chỉ vào trên sân khấu Húc Đông nói, chúng ta tốn tiền nhiều như vậy mời ngươi qua đây, giả làm sao hát ha. Thịnh Chiêu Huy hôm nay là đại biểu Ân Hằng Chế Dược mà đến, hắn vừa lên tiếng, Ân Hằng Chế Dược trước tới tham gia thu nhân viên nhao nhao kêu la, kỳ thật tất cả mọi người đã nhìn ra, chỉ là trở ngại tiết mắt hiệu quả không nói, hiện tại tổng giám đốc đều đứng ra, mọi người thừa cơ muốn phát tiết bất mãn, may không phải buổi hòa nhạc, không phải bình nước suối khoáng tử đã sớm nện vào Húc Đông trên thân. Húc Đông mặc dù có mười mấy cái bánh phở, mà dù sao quần chúng cơ sở còn chưa đủ, nhìn thấy chiến trận này, đạo diễn mau để cho người chủ trì Tô Tình đi cứu lửa. Không đợi Tô Tình lên đài, Húc Đông ngay tại mọi người ồn ào âm thanh bên trong chật vật không chịu nổi chạy trốn tới dưới võ đài, nguyên bản không nhiều bánh phở bởi vì giả hát lại sói mòn không ít. Thịnh Chiêu Huy nhận định Húc Đông hôm nay ngoài ý muốn tình trạng cùng Hứa Thuần Lương có quan hệ, khẳng định là hắn lặng lẽ động tay chân, tuyệt đối đừng đắc tội Hứa Thuần Lương, nếu không tuyệt không có kết cục tốt hắn có kinh nghiệm. Húc Đông liền chỗ ngồi đều không có về, liền mang theo trợ lý chật vật rời đi. Tô Tình tranh thủ thời gian đăng tràng, nàng khống tràng năng lực rất mạnh, mấy câu liền đem cục diện lúng túng cho kéo lại, đạo diễn ở phía sau đài bàn bạc, tướng phía sau một cái tạp kỹ tiết mục sớm, cái này tiết mắt ăn mày thức phi đao. Loại này tiết mục mọi người hơn phân nửa đều nhìn qua, bình thường là một nam một nữ hai vị diễn viên bên trên tới biểu diễn, nữ trước đứng tại tấm ván gỗ trước, nam diễn viên phụ trách ném phi đao. Bình thường tới nói hai người đều là trải qua quá dài kỳ huấn luyện, lẫn nhau phối hợp ăn ý. Đôi này diễn viên vẫn là đem truyền thống tiết mục chơi xảy ra chút hoa văn, trước hết để cho nữ trợ thủ đứng tại cánh cửa trước, sau đó nàng giơ lên một chương rõ ràng giấy, đem nửa người trên của mình che khuất. Tạp kỹ sư cầm một nắm lớn phi đao, tại ngoài hai thước ném mạnh, nương theo lấy người xem từng tiếng kinh hô, từng chuôi phi đao xuyên thấu giấy trắng, đâm vào bối cảnh trên bảng. Không thể không nói dạng này biểu diễn phương thức hay là vô cùng mới lạ kích thích, bởi vì cách một lớp giấy, cho nên tăng lên không biết tính, tạp kỹ sư không nhìn thấy nữ trợ thủ thân thể, muốn bằng kinh nghiệm cùng cảm giác ném phi đao, đây là muốn xây dựng ở tạp kỹ sư đối nữ trợ thủ thân thể hết sức quen thuộc điều kiện tiên quyết, quen tay hay việc. Tạp kỹ sư ném mạnh xong chín đem phi đao, dáng người hiểu điệu nữ trợ thủ tướng giấy trắng kéo một cái, hoàn hảo không chút tổn hại đi ra, hiện trường tiếng hoan hô như sấm động. Người xem cảm xúc được thành công điều động khởi tới. Lúc này tạp kỹ sư muốn từ hiện trường trong thính phòng mời một vị nhiệt tâm người xem tham dự biểu diễn, nếu như là làm ảo thuật, khẳng định hiện trường phi thường nô nức tấp nập, nhưng bây giờ là ném phi đao, mà lại không phải để ngươi ném, là làm bia ngắm. Hiện trường nhiều như vậy người xem không giơ tay, ai đều không phải người ngu, sống có khúc người có lúc, vạn nhất cái này tạp kỹ sư thất thủ làm sao bây giờ. Phi đao đâm trên thân nhẹ thì thụ thương, nặng thì không có mệnh. Vị kia tạp kỹ gương tốt bày ra để quay phim sư quyết định, ống kính chỉ đến ai liền tuyển ai, ống kính vừa đi vừa về lắc lư, tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình lớn, đường ống kính cuối cùng dừng lại thời điểm, Hứa Thuần Lương một mặt cười xấu xa khuôn mặt xuất hiện tại trên màn hình lớn. Tô Tình cũng không nghĩ tới sẽ như vậy xảo, Hứa Thuần Lương vận khí này cũng không có người nào,
làm sao lại vừa vặn bắt hắn cho chọn chúng đâu. Tạp kỹ sư lớn tiếng nói, hiện tại mời một loạt số 09 khách quý ra sân. Hứa Thuần Lương lúc này mới ý thức được trên màn hình lớn là mình, tranh thủ thời gian thu liễm một chút cười xấu xa, giả ra chứng chạc đàng hoàng dáng vẻ, không để ý biểu lộ quản khống xảy ra vấn đề, liền chính hắn đều ghét bỏ mình cười đến hèn mọn. Hiện trường tiếng vỗ tay không bị nhiệt liệt, chỉ nếu không phải mình, mừng rỡ nhìn cái này náo nhiệt, không qua mọi người cũng đều rõ ràng, đơn giản là giúp đỡ sinh động một chút bầu không khí, coi như đi lên, người ta không nhất định thật ném phi đao, hẳn là khoa tay mấy lần, dọa ngươi một chút, trêu chọc vui liền có thể xuống tới. Hứa Thuần Lương cũng cảm thấy đủ xảo, nghĩ khởi mình bây giờ ngồi là Thịnh Chiêu Huy vị trí, hẳn là sự tình trước sắp xếp xong xuôi muốn mời con hàng này đi lên hỗ động, kết quả trời xui đất khiến biến thành chính mình. Thịnh Chiêu Huy giang tay ra, ý là không có quan hệ gì với mình, trước đó đài truyền hình ngược lại là thông chi hắn có cái này hỗ động khâu, nhưng Thịnh Chiêu Huy hôm nay nhìn thấy Hứa Thuần Lương cái này khắc tinh có chút khẩn trương, vừa rồi chỉ chú ý hắn cùng Húc Đông sự tình, đem cái này cha nhi đem quên đi, hiện tại ngay trước nhiều như vậy người xem cũng không tốt đổi. Tô Tình nhìn thấy Hứa Thuần Lương đi lên, cảm thấy kinh ngạc, dựa theo trước đó tiết mục an bài hẳn là Thịnh Chiêu Huy, nàng còn phải giới thiệu một phen. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương ngồi vị trí lập tức minh bạch, khẳng định là náo loạn ô long, nhưng hiện dưới loại tình huống này, cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao, giới thiệu cũng miễn đi, dù sao bộ kia từ là nhằm vào Thịnh Chiêu Huy chuẩn bị. Hứa Thuần Lương lên đài về sau, tạp kỹ sư nhiệt tình cùng hắn nắm tay, hàn huyên vài câu, để Hứa Thuần Lương làm cái tự giới thiệu. Lúc đầu đây là Thịnh Chiêu Huy tuyên truyền ân hằng chế dược thời gian đoạn, Hứa Thuần Lương đương nhiên không có khả năng giúp hắn tuyên truyền, đã tới lại giúp Trường Hưng bệnh viện làm một chút tuyên truyền. Triệu Phi Dương tại dưới đài nghĩ thầm nói thầm, loại này lộ mặt hỗ động không phải hẳn là để Trường Hưng bệnh viện người đứng đầu đi lên sao? Hứa Thuần Lương có phải hay không tự mình đưa tiền cho đài truyền hình rồi? Tạp kỹ sư sau đó đem Hứa Thuần Lương giao cho nữ trợ thủ mang theo Hứa Thuần Lương đi vào tấm ván gỗ trước. Ra hiệu hắn ở nơi đó đứng vững, sau đó hai tay tại trước mắt hắn lung lay, biến ra một trái táo đặt ở Hứa Thuần Lương trên đỉnh đầu. Kỳ thật loại này biểu diễn đều nát đường cái, người biểu diễn cũng rõ ràng, cho nên mới dẫn vào người xem hỗ động khâu, dạng này mới rõ rệt thú vị vị. Hiện trường người xem đều biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, từng cái tươi cười rạng rỡ, chỉ cần mục tiêu không phải mình liền không có chút nào khẩn trương. Dưới đài Bùi Lâm dùng cùi trỏ đụng đụng Triệu Phi Dương nói, vị kia diễn viên sẽ không phải thật dùng phi đao bắn quả táo a. Triệu Phi Dương hứng hở tới một câu, người khẩn trương a. Bùi Lâm nghe ra hắn nói bóng gió, liếc hắn một cái nói, người giấm khô còn không ăn xong. Nhưng trong lòng có chút cao hứng, ăn giấm chứng minh hắn quan tâm. Triệu Phi Dương không có chút nào quan tâm, hắn là cố ý nói cho Bùi Lâm nghe, chính là muốn để nàng cảm thấy mình quan tâm, tâm tính của hắn bây giờ trở nên càng ngày càng kỳ quái. Bùi Lâm trong lòng hắn tồn tại cảm giác càng ngày càng yếu, hắn thậm chí sinh ra một cái ý nghĩ cổ quái, coi như Bùi Lâm thật cùng Hứa Thuần Lương có cái gì, hắn cũng không quan trọng, vừa vặn cho hắn thoát khỏi lý do. Tạp kỹ sư đi vào Hứa Thuần Lương trước mặt hỏi hắn có sốt sắng không, Hứa Thuần Lương lắc đầu, liền tự mình cái này tâm lý tố chất nguy hiểm gì chàng diện chưa thấy qua, hắn cũng không tin cái này đùa nghịch phi đao dám tại trước mặt mọi người thật đem mình cho đâm. Hứa Thuần Lương ra hiệu hắn một mực tới. Tạp kỹ sư cầm một đem phi đao, tại khoảng cách Hứa Thuần Lương 2 mét địa phương đứng vững, cười tủm tỉm nói, ngươi tuyệt đối không nên khẩn trương, càng không nên động, vạn nhất động, đâm ở trên người nhưng oán không hầu tìm. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, ta nhìn khẩn trương là ngươi, tranh thủ thời gian tới đi. Âm nhạc vang lên, nhịp trống tiết tấu tướng không khí tô đậm đến vô cùng khẩn trương, hiện trường người xem tâm tình cũng tùy theo khẩn trương lên, vừa rồi hai vị diễn viên là trải qua trường kỳ huấn luyện, phối hợp ăn ý. Hứa Thuần Lương nhưng không có bất kỳ cái gì sân khấu biểu diễn kinh nghiệm, nếu như tạp kỹ sư ném mạnh phi đao thời điểm, hắn bởi vì sợ động một cái, đó chính là vừa ra thảm án. Tô Tình biết loại này biểu diễn xáo lộ, tạp kỹ sư thỉnh xem chúng đi lên chỉ là vì sân khấu hiệu quả, hắn sẽ không thật đem phi đao ném ra. Quả nhiên tạp kỹ sư lần thứ nhất xuất thủ chính là hư chiêu, làm bộ phát ra phi đao, có thể di động làm được, phi đao còn trong tay. Bình thường tới nói mời lên phối hợp người xem sẽ dọa kêu to một tiếng, 8-9 phần 10 sẽ ngồi xuống, thậm chí sẽ phát ra sợ hãi kêu to. Nhưng Hứa Thuần Lương không nhúc nhích, cười tủm tỉm nhìn qua kia tạp kỹ sư, lần này tạp kỹ sư có chút mộng bức, không nên là cái dạng này, người hẳn là sợ hãi a à, người một hại sợ, người xem liền cười, sân khấu hiệu quả liền đạt đến,
ta cùng ngươi nắm nắm tay biểu thị hạ cảm tạ, liền thả ngươi đi xuống. Lại dương một chút tay, phi đao bay ra ngoài, lần này vẫn là không có bay về phía Hứa Thuần Lương, mà là quăng về phía sau lưng, đâm tại cái kia đại viên bàn bên trên. Hứa Thuần Lương vững như Thái Sơn, ngáp một cái nói, ngươi đến cùng bắn không bắn. Ta đều nhanh ngủ thiếp đi. Hiện trường người xem nhao nhao cười ha hả, bội phục Hứa Thuần Lương can đảm đồng thời, lại là tạp kỹ sư cảm thấy xấu hổ, gặp một cái không phối hợp, tiếp xuống không tốt diễn. Tạp kỹ sư vẫn là lần đầu gặp được loại tình huống này, con hàng này là cái khở lớn mật a. Hứa Thuần Lương chỉ đỉnh đầu của mình quả táo, ra hiệu phi đao sư nắm chặt biểu diễn. Tạp kỹ sư cũng bị người này cho khơi dậy lòng háo thắng, hắn lui về phía sau một bước, chuẩn bị chính thức ném mạnh. Kỳ thật bắn Hứa Thuần Lương đỉnh đầu quả táo tương đối vẫn là an toàn, bởi vì coi như Hứa Thuần Lương sợ hãi, hắn cũng chỉ có thể ngồi xuống, không có khả năng nhảy dựng lên, đây là người tránh né nguy hiểm bình thường tâm lý. Tạp kỹ sư cũng là có chút bản lĩnh, 3 mét bên trong bách phát bách trúng, chỉ cần mục tiêu không di động, hắn khẳng định có thể bắn trúng, nhưng là đã đi qua chưa từng có đem hỗ động khách quý đương bia ngắm bắn thiệt kinh lịch, không phải hắn trình độ không được, mà là lo lắng khách quý tâm lý tố chất không được. Hắn nhắm ngay Hứa Thuần Lương đỉnh đầu quả táo, đột nhiên một đao bắn ra ngoài. Hiện trường phát ra một tiếng kinh hô, Bùi Lâm dọa đến bịt miệng lại, Triệu Phi Dương vụng trộm nhìn phản ứng của nàng, không khỏi nhíu mày, khẩn trương như vậy làm gì? Phi đao chuẩn xác bắn trúng quả táo, tướng quả táo một phân thành hai. Tạp kỹ sư nhẹ nhàng thở ra, người này lợi hại a, không nhúc nhích tí nào, cái này can đảm tuyệt không phải người bình thường, hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động. Chẳng những là vì phi đao sư cao siêu kỹ nghệ cũng là vì Hứa Thuần Lương hơn người can đảm. Tạp kỹ sư đi qua hướng Hứa Thuần Lương biểu thị cảm tạ, mời Hứa Thuần Lương xuống đài. Nhưng Hứa Thuần Lương không có lập tức đi xuống ý tứ, hắn chỉ trong tay hắn phi đao, biểu thị muốn cùng hắn đến cái vị trí trao đổi. Tạp kỹ sư lập tức đau đầu, hôm nay làm sao mời lên như thế một cái khó chơi khách quý, thế mà để mình làm bia ngắm, hắn tìm tới ném phi đao. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, người sợ hãi à? Tạp kỹ sư thấp giọng nói, đừng đùa à, chúng ta đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Hứa Thuần Lương nói, ta đã trải qua chuyên nghiệp huấn luyện à? Thân là người chủ trì Tô Tình tới hòa giải, cảm tạ khách quý Hứa Thuần Lương tiên sinh nhiệt tâm trợ diễn, để chúng ta lần nữa vì bọn họ phấn khích diễn xuất lớn tiếng khen hay. Mọi người cùng nhau vỗ tay. Hứa Thuần Lương hôm nay bị khơi dậy biểu diễn muốn. Chủ động tìm Tô Tình muốn microphone, Tô Tình cười nói, xem ra Hứa tiên sinh còn có cảm tưởng muốn đối mọi người nói. Nàng coi là Hứa Thuần Lương muốn mượn cơ tuyên truyền một chút bọn hắn bệnh viện. Nhưng Hứa Thuần Lương căn bản không có ý tứ này, hắn đối microphone nói, chúng ta tiết mục chỉ biểu diễn một nửa, vừa rồi ta cùng vị lão sư này thương lượng một chút, chúng ta tới cái vị trí trao đổi, hắn đương bia ngắm ta tìm tới, mọi người có muốn hay không nhìn? Muốn nhìn. Dưới võ đài núi kêu biển gầm xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Tạp kỹ sư trong lòng thầm mắng, cái này mẹ nó đều là cái gì người xem. Ta là chuyên nghiệp, hắn là cái phổ thông người xem, ta có thể bắn chuẩn, hắn nào có bản sự kia. Các ngươi cứ như vậy nghĩ nhìn một chút sân khấu thảm kịch, gần sang năm mới cũng điểm xấu. Tô Tình đem lời ống đưa cho tạp kỹ sư, nàng cho rằng vẫn là sân khấu hiệu quả, cùng lắm thì đạo diễn quay đầu cho cắt đi chính là... Dương lão sư, ngài nguyện ý không? Tạp kỹ sư đem đầu lắc cùng chống lúc lắc, mượn hắn 100 cái lá gan cũng không dám cho Hứa Thuần Lương đương bia ngắm, liền cái tiết mục này, hắn khổ luyện bao nhiêu năm, cái này còn phải bao quát cùng cộng tác phối hợp, thiếu một thứ cũng không được. Tạp kỹ sư nói, mượn cơ hội này ta muốn nói cho trước máy truyền hình khán giả, chuyên nghiệp kỹ năng, xin chớ bắt trước. Phía dưới hư thanh nổi lên bốn phía hiện tại người xem liền thích xem chương trình truyền hình thực tế, càng thật càng tốt. Tô Tình mỉm cười nói, Dương lão sư nói hay lắm, chuyên nghiệp kỹ năng, xin chớ bắt chước. Hứa Thuần Lương nói, ta không phải bắt chước, ta là cảm thấy vị này Dương lão sư có thể làm được ta cũng có thể làm được. Tạp kỹ sư mặt đều tái rồi, con hàng này ngay trước mặt của nhiều người như vậy đập phá quán A, ta nhổ vào. Ngươi có thể làm được, ta xuất tràng phí đều tặng cho ngươi, trong lòng nghĩ như vậy, nhưng không nói ra, dù sao hắn không phải lưu lượng minh tinh. Kiếm chút thông cáo tiền cũng không dễ dàng. Hắn chỉ vào 3 mét bên ngoài bia ngắm nói, đã vị này Hứa tiên sinh có lòng tin như vậy, vậy ngươi ném mạnh trước mặt bia ngắm thử một chút, ta cho ngươi 3 thanh kiếm, nếu như ngươi tất cả đều có thể ném trúng hồng tâm, ta liền cho ngươi làm bia ngắm.
Hiện trường đạo diễn có chút mộng bức, tiết mục này lúc dài rõ ràng vượt qua, trước đó kịch bản nhưng không bao gồm cái này a. Hứa Thuần Lương chuyển hướng Tô Tình nói, Dương đại sư không dám, ngươi dám không? Tô Tình sửng sốt một chút, gia hỏa này hôm nay muốn đang diễn truyền bá sảnh, muốn tại nhiều như vậy ánh mắt hạ làm như vậy. Thế nhưng là Tô Tình nhưng từ Hứa Thuần Lương trong ánh mắt thấy được cường đại lòng tin, nàng hơi cười nói, đã Hứa tiên sinh sách ra, như vậy, ta liền thay thế Dương đại sư khi ngài bia ngắm. Lộn xộn, toàn lộn xộn, hiện trường đạo diễn vẫn tưởng đoán nhưng nhìn đến người xem nhiệt tình như vậy, tiếng vỗ tay giống như là thủy triều phun trào, hắn lại không dám tùy tiện bỏ dở, sinh sợ khiến mọi người nổi giận, đuổi gấp xin chỉ thị tổng đạo diễn. Tổng đạo diễn cho rằng khả năng này là mấy người bọn hắn tự mình thiết kế biểu diễn khâu, lấy Tô Tình trí tuệ, hẳn là sẽ không cầm tính mệnh mạo hiểm, quyết định trước nhìn kỹ hãng nói. Tô Tình đứng ở bia ngắm vị trí, Hứa Thuần Lương để nàng cũng cầm lấy một tờ giấy trắng đem mặt cùng nửa người trên ngăn lại, bắt lấy cổ tay của nàng giúp đỡ nàng đem hai tay giơ lên, thấp giọng nói, ngươi tin hay không ta? Tô Tình ừ một tiếng, hai người thiếp đến gần như thế, chỉ cách lấy thật mỏng một lớp giấy, hô hấp thanh âm tướng nghe. Hứa Thuần Lương từ tạp kỹ sư trong tay tiếp nhận phi đao, tạp kỹ sư bắt đầu coi là người này chỉ là diễn trò, hiện tại mới ý thức tới hắn thực có can đảm, thấp giọng nói, đừng đùa, mạng người quan trọng. Hứa Thuần Lương mỉm cười, hướng lui về phía sau đến 5 mét khoảng cách, so với tạp kỹ sư 2 mét đã xa hơn 2 lần, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, Hứa Thuần Lương tướng phi đao trong tay xoay tròn quăng lên, phi đao một lần nữa rơi vào lòng bàn tay thời điểm, đột nhiên một đao bắn ra. Hiện trường tất cả mọi người đồng thanh hét lên kinh ngạc, người này coi là thật muốn tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ đem đẹp nữ MC cho tươi sống đâm không chết được. Phi đao giấy rách mà vào, Hứa Thuần Lương xuất thủ như thiểm điện, trong khoảnh khắc, trong tay năm đem phi đao đã như bắn liên thanh bắn về phía Tô Tình. Giấy trắng hậu phương Tô Tình không nhìn thấy Hứa Thuần Lương động tác, nàng đối Hứa Thuần Lương tràn đầy tín nhiệm, chỉ nghe được cốc 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 không ngừng bên tai, phi đao đính tại thân thể của nàng chung quanh. Tạp kỹ sư vừa bắt đầu nơm nớp lo sợ, nhưng Hứa Thuần Lương ném ra đao thứ nhất về sau, hắn liền ý thức được người ta là thật là có bản lĩnh, liền cái này xuất đao cường độ cùng độ chính xác, hắn khẳng định tự than thở không bằng. Hứa Thuần Lương ném xong 5 đao lại là 5 đao, 10 liên phát về sau, đi vào cái bia trước, dắt Tô Tình mềm mại tay nhỏ mang theo nàng đi ra. Tô Tình xinh đẹp trên mặt biểu lộ phong khinh vân đạm, Hứa Thuần Lương trong lòng thầm khen, cô nàng này tâm lý tố chất có thể. Đương nhiên cái này cũng chứng minh Tô Tình tín nhiệm với hắn, nếu như không phải đầy đủ tín nhiệm làm sao khả năng đem tính mệnh giao cho trên tay của hắn. Tạp kỹ sư trong lòng thầm than, cái này chẳng những muốn đao pháp xuất chúng, còn phải xây dựng ở đối mục tiêu thân thể hết sức quen thuộc trên cơ sở, hắn lấy mình đẩy người, phán đoán Hứa Thuần Lương cùng mỹ nữ chủ trì quan hệ không nha. Hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động, ở trong đó chia hai bộ phận, một phần là thuần túy bởi vì biểu diễn bản thân vỗ tay. Còn có một phần là nhận biết Hứa Thuần Lương. Tỷ như Thịnh Chiêu Huy, Triệu Phi Dương Chi Lưu, từng cái nhìn trợn mắt hốc mồm, còn có cái gì là người này sẽ không? Sợ hãi thán phục sau khi, có người thậm chí còn cảm giác được cổ rễ từng đợt phát lạnh, liền tay này phi đao tuyệt kỹ, về sau cũng không thể tùy tiện trêu chọc hắn, vạn nhất chọc giận hắn, phía sau cho mình một đao, đây còn không phải là bách phát bách trúng. Tô Tình đôi mắt đẹp phát quang, nhìn qua Hứa Thuần Lương. Sùng bái chi tình đã không che giấu được, bất quá nàng vẫn là không có quên thân phận của mình, rõ ràng nói ra, để chúng ta lần nữa là Hứa tiên sinh phấn khích biểu diễn vỗ tay. Hứa Thuần Lương tại mọi người trong tiếng vỗ tay lớn tiếng khen hay bên trong về tới chỗ ngồi, Thịnh Chiêu Huy một mặt sùng bái đưa cho hắn một bình nước. Hứa Thuần Lương uống một hớp, cười tủm tỉm nói, Thịnh Tổng cảm thấy đao pháp của ta thế nào? Thịnh Chiêu Huy nói, đều nói tiểu lý phi đao thành thất truyền, người có gặp hay không Sở Lưu Hương? Ta nhìn ngươi so tiểu lý phi đao lợi hại hơn nhiều. Hứa Thuần Lương khinh thường nói, cái này tính là gì? Ta từ nhỏ luyện châm cứu, chân chính lợi hại đến mức là phi châm, một châm bay ra ngoài, xuyên thẳng trái tim, chết như thế nào đến độ không tra được. Thịnh Chiêu Huy hít vào một ngụm khí lạnh, đây là uy hiếp ta sao? Cùng ngày vãn sẽ tổng thể coi như đặc sắc, ngoại trừ ca sĩ Húc Đông lớn mất tiêu chuẩn, hiệp ước quy định diễn viên nhất định phải thật hát. Con hàng này giả hát vi phạm với hiệp ước biểu diễn của hắn bộ phận khẳng định sẽ bị xóa bỏ, bất quá còn tốt phi đao biểu diễn bộ phận, Hứa Thuần Lương thêm hí không ít, hiện trường phản hồi 10 phần nhiệt liệt, đạo diễn cũng cho rằng không tệ, quyết định gia tăng một đoạn này thường xuyên tới lấy thay Húc Đông biểu diễn. Cùng ngày thu sau khi hoàn thành, đã là 9 giờ tối, Tô Tình tháo trang,
cùng đạo diễn cùng đi bên cạnh bảo cánh đường tham gia tiệc ăn mừng. Tiến vào phòng, Tô Tình nhìn thấy Đường Thiên Nhất thế mà ngồi ở chỗ đó, trong lòng không khỏi khẽ giật mình, chợt cảm thấy có chút phẫn nộ, khó trách đạo diễn lặp đi lặp lại bàn giao muốn để cho mình tới tham gia lần này khánh công yến. Cái này Đường Thiên Nhất thật đúng là âm hồn bất tán, thế mà thông qua loại này đường tắt để tới gần chính mình. Nếu như không phải đài lãnh đạo đều tại, nàng thật muốn quay đầu bước đi, đạo diễn an bài nàng đi Đường Thiên Nhất bên cạnh ngồi, Tô Tình không có phản ứng hắn, mình tìm cái chỗ ngồi xuống, lặng lẽ cho Hứa Thuần Lương phát cái tin, để hắn nửa giờ sau tới đón nàng. Hứa Thuần Lương vừa mới tốt, tiếp vào Tô Tình tin tức có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn lập tức liền phản ứng lại, nên là Tô Tình gặp phải phiền toái, không phải sẽ không phát cho mình đầu này tin hơi thở. Thế là Hứa Thuần Lương lại quay người đi ra ngoài, đúng giờ đi vào bảo cánh đường trước cửa, nhìn thấy Tô Tình từ bên trong sau khi ra ngoài bột có một người đuổi theo ra đến, lại là Đường Thiên Nhất. Đường Thiên Nhất cũng không có gì quá phận cử động, chính là nghĩ đưa Tô Tình trở về. Tô Tình nhìn thấy Hứa Thuần Lương tựa như thấy được cứu tinh, thân thiết kêu lên, Thuần Lương. Đường Thiên Nhất nhìn thấy Hứa Thuần Lương dọa đến khẽ run rẩy. Lần trước Tô Tình nói Hứa Thuần Lương là nàng bạn trai đem Đường Thiên Nhất dọa đi, về sau Đường Thiên Nhất hỏi thăm một chút, căn bản cũng không phải là chuyện như vậy, nhận là Tô Tình là cố ý dùng Hứa Thuần Lương tới dọa mình, cho nên hắn ngóc đầu trở lại. Tô Tình đi vào Hứa Thuần Lương bên người, thân thiết khoác lên cánh tay của hắn, hướng Đường Thiên Nhất nói, Đường công tử, bạn trai ta tới đón ta, không phiền phức ngài đưa. Hứa Thuần Lương hướng về phía Đường Thiên Nhất miệng méo cười một tiếng, Đường Thiên Nhất, làm sao cái tình huống a? Đường Thiên Nhất trong lòng sợ hãi, nhưng ngoài miệng vẫn là không chịu thua, Tô tiểu thư một người trở về ta không yên lòng, ta hảo tâm đưa tiễn. Hứa Thuần Lương nói, chính ngươi người nào không rõ ràng a? Hảo tâm, ngươi nhà có thể có hảo tâm a? Đường Thiên Nhất cả giận nói, Hứa Thuần Lương, ngươi không muốn quá phận, ta nhịn ngươi rất lâu. Hứa Thuần Lương cười nói, ta làm người luôn luôn như thế quá phận, không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn. Ngươi qua đây đánh ta à? Ngươi! Tô Tình thật lo lắng Hứa Thuần Lương đem Đường Thiên Nhất cho đánh một trận, tranh thủ thời gian lôi kéo hắn bên trên xe của mình, Hứa Thuần Lương trở lại xem xét, Đường Thiên Nhất đã sớm trượt không còn hình bóng. Hứa Thuần Lương hướng Tô Tình nói, nếu không phải ngươi lôi kéo ta, ta không phải đánh cho hắn một trận không thể. Tô Tình gắt giọng, được rồi, biết ngươi lợi hại, tạ ơn a. Cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn ngươi giúp ta giải vây a. Tô Tình khởi động ô tô hướng Hồi Xuân Đường chạy tới. Hứa Thuần Lương nói, ngươi tại sao lại đụng tới tên vô lại này rồi? Tô Tình đem tiền căn hậu quả nói một lần, Hứa Thuần Lương nghe xong tức giận nói, các ngươi đài truyền hình đám này lãnh đạo thật không phải thứ gì, đây không phải đem ngươi hướng trong hố lửa đẩy sao? Hắn nhớ tới Triệu Hiểu Tuệ, trước đó Triệu Hiểu Tuệ cùng Thịnh Chiêu Huy Nghiệt Duyên đoán chừng cũng là đám này đài lãnh đạo thúc đẩy, thật không biết đám này hàng là lãnh đạo vẫn là làm mai. Tô Tình nói, ngươi yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, những sự tình này có thể xử lý tốt. Hứa Thuần Lương nói, ta nghe nói ngươi tại đại học thành tích phi thường ưu tú, lúc đầu có hy vọng tiến ban tổ chức. Tô Tình cười nói, bọn hắn ngược lại là có ý hướng này, nhưng là cha ta cái dạng này, ta làm sao có thể ở lại kinh thành. Thật dự định vì cha ngươi hy sinh tương lai của mình. Ngươi liền không hối hận. Tô Tình nói, không có ta cha ở đâu ra ta, có gì có thể hối hận. Nếu như cha ngươi khôi phục khỏe mạnh đâu? Tô Tình nhìn Hứa Thuần Lương một chút, phụ thân tình huống gần nhất rõ ràng có một chút chuyển biến tốt đẹp, nguyên bản đối phụ thân khôi phục đã không ôm hy vọng nàng cũng một lần nữa manh động một chút hy vọng. Ta nghĩ ta hẳn là sẽ rời đi Đông Châu đài truyền hình đi. Mỗi người đều có mộng tưởng, chỉ là bởi vì hiện thực tàn khốc mà không thể không tạm thời lựa chọn từ bỏ. Hứa Thuần Lương nói, ta hỏi qua Trịnh Thúc, cha ngươi khang phục hy vọng rất lớn. Tạ ơn. Tô Tình chân thành nói. Hứa Thuần Lương cười nói, giữa bằng hữu không cần đến khách khí như vậy, ta còn không có cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Tạ ngươi hôm nay tại trên sân khấu đối tín nhiệm của ta. Tô Tình ngượng ngùng nở nụ cười, kỳ thật lúc ấy ta cũng là có chút sợ hãi, chỉ sợ ngươi không cẩn thận liền cắm đến ta. Nói ra miệng mới ý thức tới có chút không ổn, Tô Tình xấu hổ đến mặt đỏ dần. Hứa Thuần Lương nhắc nhở nàng đèn đỏ. Tô Tình tranh thủ thời gian một cước đạp xuống chân ga, hai người thân thể đồng thời xông về trước một chút. Thật xin lỗi, Tô Tình ôn nhu nói. Hứa Thuần Lương nói, ngươi quá khách khí. Tô Tình nói, cảm ơn ngươi đêm nay giúp ta giải vây. Không phải mới vừa cảm ơn qua.
Tô Tình nở nụ cười, ta có thể là quá mệt mỏi, đầu óc có chút hồ đồ rồi. Nàng nhưng không có chút nào hồ đồ, chính là nhìn thấy Hứa Thuần Lương mới sẽ cái dạng này, Tô Tình ý thức được Hứa Thuần Lương trong lòng hắn trở nên không giống bình thường, nàng cũng không biết lúc nào phát sinh cải biến. Đúng rồi, ta còn chưa thấy qua bạn gái của ngươi đâu. Tô Tình nói sang chuyện khác, cũng không phải là vô ý, cái đề tài này nàng kỳ thật phi thường quan tâm. Hứa Thuần Lương nói, bạn gái. Tô Tình gật đầu nói, ta nghe Hiểu Tuệ tỷ nói qua, Mai Như Tuyết, nghe nói là vị đại mỹ nữ. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, nàng a, ta cũng có trận không gặp, một tháng trước về nhà, giữa chúng ta cùng mất liên lạc đồng dạng. Tô Tình nói, lâu như vậy không gặp mặt không muốn sao. Tình cảm cũng là cần gắn bó. Hứa Thuần Lương nói, người phương diện này giống như rất có kinh nghiệm a. Tô Tình khuôn mặt đỏ lên, Phong nói mò, ta đều không có nói qua yêu đương. Không thể nào, người điều kiện tốt như vậy sẽ không ai truy. Tô Tình nói, ta không có cân nhắc qua vấn đề này, ta điều kiện tuyệt không tốt, gia đình gánh vác nặng như vậy, người khác biết gia đình ta tình huống nhất định kính nhi viễn chi. Hứa Thuần Lương cười nói, cái loại người này là có mắt không biết kim tương ngọc, người rất ưu tú. Hai người ngươi một lời ta một câu trò chuyện, Hứa Thuần Lương đoán được Tô Tình đang suy nghĩ gì, Tô Tình cũng cảm thấy Hứa Thuần Lương hẳn là phát hiện mình đối với hắn hảo cảm, đi cùng với hắn thời điểm, bản đến không dài đường xá càng có vẻ ngắn ngủi. Tô Tình đem Hứa Thuần Lương đưa đến Hồi Xuân Đường trước cửa, Hứa Thuần Lương căn dặn nàng lái xe cẩn thận một chút liền xuống xe, đứng tại ven đường nhìn Tô Tình đi xa. Về đến nhà, nhìn thấy Gia Gia tại thư phòng chỉnh lý y án. Gần nhất lão gia tử đều đang bận rộn ở phương diện này công việc. Trưởng thành theo tuổi tác, Hứa Trường Thiện cảm giác được tinh lực không lớn bằng lúc trước, nhận thức đến sinh mệnh cuối cùng cũng có cuối cùng, thời gian trở nên gấp gáp, lúc trước quyết định kết thúc Hồi Xuân Đường cũng không phải muốn triệt để cáo biệt Hạnh Lâm, mà là nghĩ có nhiều thời gian hơn tướng suốt đời tâm đắc chỉnh lý thành văn. Hứa Thuần Lương nhìn thấy Gia Gia viết tập trung tinh thần cũng không có quấy rầy hắn, ngồi ở một bên nhìn xa xa. Hứa Trường Thiện tướng bút lông buông xuống, tháo kiếng lão xuống cười tủm tỉm nói, trở về. Hứa Thuần Lương nói, bận bịu ngài, đừng quản ta. Hứa Trường Thiện nói, cũng không có gì có thể bận bịu, hôm nay cũng mệt mỏi, không viết. Hứa Thuần Lương đi qua giúp lão gia tử nhào nặn hai vai, thủ pháp của hắn vừa đúng, Hứa Trường Thiện cho là mình có phương pháp giáo dục, nhắm mắt lại hưởng thụ lấy cháu trai xoa bóp, cảm thán nói, người cái này xoa bóp thủ pháp càng phát ra lô hỏa thuần thanh. Hứa Thuần Lương cười nói, ta nghe nói nếu như nhìn một người thuận mắt, vô luận hắn làm cái gì đều là đúng. Hứa Trường Thiện cười ha ha, không có cách nào a, ta chính là nhìn ngươi thuận mắt, nhìn cha ngươi là thấy thế nào đều không vừa mắt. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ Gia Gia khẩu thị tâm phi, kỳ thật hắn trong lòng cũng là một dạng yêu thương Hứa Gia Hiên, nên là yêu chi thâm trách chi cắt. Hứa Thuần Lương sách từ bản thân hai ngày nữa đi kinh thành chuyện học tập. Hứa Trường Thiện tự nhiên là toàn lực ủng hộ xã hội hiện nay mặc kệ làm gì đều muốn nhìn trình độ, bảo bối cháu trai ở phương diện này tồn tại ngắn tấm, có cơ hội bổ đủ đương nhiên không thể tốt hơn. Lão gia tử đầu tiên quan tâm cháu trai tiền có đủ hay không dùng. Hứa Thuần Lương hiện tại không có cái gì đặc biệt lớn chi tiêu, tiền lương của mình thu nhập đủ xài, để Gia Gia không cần quan tâm, hắn đi kinh thành thời gian cũng không dài, chính là tập trung học tập một cái tinh kỳ, vì chính là trộn lẫn Trương Văn Bằng. Về sau mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có như thế một chuyến. Hứa Trường Thiện hiện tại đối cháu trai đã là càng ngày càng yên tâm, phi thường xem trọng tương lai của hắn, cho rằng Hứa Thuần Lương thành tựu khẳng định phải vượt qua mình, thậm chí cũng có thể vượt qua cha hắn. Hứa Thuần Lương đem mình tổng kết một bộ luyện khí phương pháp vẽ ra, lấy ra cho Gia Gia nhìn, lấy cớ thỉnh giáo, nhưng thật ra là để lão gia tử tu luyện bộ này dưỡng sinh chi pháp, coi như không thể để cho hắn phản lão hoàn đồng. Nhưng cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ còn có thể làm được. Bộ công pháp này cùng Đông Nghiễm Sinh đều nguồn gốc từ tại Thiên Dưỡng Thiên, nhưng là lại có khác nhau, Hứa Thuần Lương bằng vào mình đối với võ học khắc sâu lý giải, diễn dịch ra hai bộ thiên về điểm khác biệt tu luyện phương pháp. Dạy cho Đông Nghiễm Sinh bộ kia, chú trọng bổ huyết sinh tủy, Đông Nghiễm Sinh từ khi sau khi luyện tập các hạng phòng thí nghiệm chỉ tiêu rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, thể chất cũng có chỗ cải thiện. Đây hết thảy đều để con của hắn tức huyết dịch bệnh chuyên gia Nguyễn Tinh Mai cảm thấy kinh ngạc, tự mình hỏi công công phải chăng lại tiếp nhận cái khác trị liệu, Đông Nghiễm Sinh một mực chắc chắn chỉ ăn Hứa Thuần Lương cho hắn đẩy tiến đến sinh sinh đan. Thân thể của mình rõ ràng nhất, hắn gần nhất rõ ràng cảm giác có khí lực, muốn ăn trở nên tràn đầy, giấc ngủ cũng phá lệ nhẹ nhàng vui vẻ,
Đông Nghiễm Sinh ý thức được nhất định là Hứa Thuần Lương dạy cho hắn nuôi máu quy nguyên công làm ra tác dụng. Đông Nghiễm Sinh đã nói trước, tướng chuyện này coi là hắn cùng Hứa Thuần Lương ở giữa bí mật lớn nhất, liền xem như tại con dâu trước mặt cũng không sẽ tiết lộ nửa điểm phong thanh. Hứa Thuần Lương quyết định sớm đi kinh thành, hắn muốn đi xem Mai Như Tuyết, trước khi đi chuyên đi tìm Cao Tân Hoa chào từ biệt. Cao Tân Hoa nghe nói hắn đi kinh thành, lập tức liền nghĩ đến nữ nhi Cao Hiểu Bạch, mặc dù bây giờ hắn đối giữa hai người đã không báo hy vọng, nhưng Cao Tân Hoa vẫn là nói một chút, để Hứa Thuần Lương có cơ hội đi giúp mình nhìn xem Cao Hiểu Bạch, nàng ở kinh thành đến cùng thế nào. Có phải hay không có đối tượng? Một số thời khắc nhất không hiểu rõ hài tử hiện trạng thường thường là cha mẹ ruột. Hứa Thuần Lương đáp ứng, lúc đầu ra ra liền để hắn lần này tiện đường đi qua cho Cao Hoành Đường lão gia tử mang chút điều lý thuốc đông y đi qua. Cao Tân Hoa lại để cho hắn đi cùng Triệu Phi Dương lên tiếng kêu gọi, càng là loại thời điểm này, càng là muốn biểu hiện ra đối Triệu Phi Dương tôn kính. Hứa Thuần Lương cũng là quyết định này, rời đi Cao Tân Hoa văn phòng về sau, thẳng đến phòng làm việc của viện trưởng mà đi, hiện tại hắn là viện trưởng trợ lý, muốn gặp viện trưởng cũng không cần sớm xin chỉ thị. Gõ cửa phòng một cái, cửa phòng từ bên trong mở ra, lại là Bùi Lâm. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, Bùi Lâm lại mặt mày hớn hở nói, Thuần Lương a, mau mời tiến. Ngã một lần khôn hơn một chút, nàng hiện tại không gọi tiểu Hứa, phi thường rõ ràng Hứa Thuần Lương không ăn nàng kia một bộ. Hứa Thuần Lương nói, Triệu Viện ở đây sao? Hắn đi khu công nghệ cao công trường, cái này liền trở lại. Hứa Thuần Lương chính đang do dự có phải hay không đi vào thời điểm, Bùi Lâm đã đi cho hắn châm trà. Hứa Thuần Lương tiến vào văn phòng, không đóng cửa, có kinh nghiệm lần trước, lần này phải tất yếu tránh hiểm nghi, đóng cửa lại, còn không biết người khác sẽ nói thế nào nhàn thoại. Bùi Lâm đưa cho hắn một ly trà, nhìn thoáng qua rộng mở cửa phòng, lập tức minh bạch ý nghĩ của hắn, tiện tay tướng cửa phòng cho mang lên. Hứa Thuần Lương nói, nếu không ta còn là đợi lát nữa lại đến đi. Bùi Lâm khanh khách nở nụ cười, người sợ người nói xấu a, ta còn không sợ ngươi sợ cái gì. Hứa Thuần Lương nói, ta còn chưa có kết hôn mà. Bùi Lâm trừng mắt liếc hắn một cái gắt giọng, tử tướng. Hứa Thuần Lương 10 cái đầu ngón chân đồng thời tê dần, nổi da gà đều mẹ nó đi lên, Bùi Lâm đây là muốn làm cái gì a? Nên không phải thật sự coi trọng ta đi. Bùi Lâm nói, ta có chuyện vẫn muốn hỏi ngươi đâu, ngày đó ngươi tại đài truyền hình có phải hay không cùng cái kia tạp kỹ sư thương lượng xong. Nàng mới không tin là ngẫu hứng biểu diễn, cho rằng trước đó khẳng định diễn luyện qua. Triệu Phi Dương lại cho rằng chính là ngẫu hứng biểu diễn, phù hợp Hứa Thuần Lương tính cách. Hứa Thuần Lương biết nữ nhân này thích tự cho là thông minh, liền để nàng cao hứng một chút, thế là gật đầu nói, đúng a, trước đó câu thông qua. Ta đã nói rồi, Phi Dương còn không tin, quay đầu ngươi nói cho hắn biết. Hứa Thuần Lương nói, Triệu Viện lúc nào trở về? Liền trở lại, vừa gọi điện thoại trên đường. Hứa Thuần Lương nói, các ngươi hôn lễ định từ lúc nào? Bùi Lâm nói, tạm định nhị nguyệt sơ nhị. Hứa Thuần Lương nói, Long Sĩ Đầu, ngày tốt lành. Bùi Lâm lại không biết nghĩ tới điều gì địa phương, khuôn mặt đỏ lên phong nói, người thật là không thành thật. Hứa Thuần Lương cái này oan uổng, ta là thành thành thật thật, vấn đề là ngươi nghĩ sai, Triệu Phi Dương a, Triệu Phi Dương, người cái này nàng dâu phải hảo hảo quản quản, cẩn thận về sau đem đầu ngươi cho tái rồi. Hứa Thuần Lương nói, đừng quên cho ta phát bài post a. Bùi Lâm cười nói, khẳng định chạy không được ngươi. Nàng nhấp một ngụm trà nói, ta nghe nói Nguy Sơn đảo bên kia công trình liền muốn khai công. Hứa Thuần Lương lắc đầu, chỉ là định ra đến sang năm khởi công, cụ thể chừng nào thì bắt đầu còn không biết. Bùi Lâm nói, Đường Tổng rất thưởng thức ngươi a. Ngươi nói cái nào Đường Tổng? Bùi Lâm nhìn ra người này nghĩ minh bạch giả hồ đồ, đang muốn vạch trần hắn, Triệu Phi Dương đẩy cửa tiến đến. Triệu Phi Dương nhìn thấy Hứa Thuần Lương cũng là khẽ giật mình, sau đó cười nói, ta còn tưởng rằng mình đi nhầm gian phòng. Bùi Lâm chừng Triệu Phi Dương một chút gần nhất không biết làm sao vậy, hắn cả ngày nói hết chút âm dương quái khí nói. Hứa Thuần Lương đứng lên nói, ta vừa tới, cũng cho là mình đi nhầm gian phòng. Một câu liền xảo diệu hóa giải xấu hổ. Bùi Lâm thở dài nói tới nói lui, liền chê ta dư thừa thôi, đến a, ta đi y mỹ trung tâm nhìn xem. Không chậm trễ các ngươi nói chuyện phiếm. Bùi Lâm sau khi đi, Triệu Phi Dương chào hỏi Hứa Thuần Lương ngồi, cầm khởi chén trà của mình tục một chút nước nóng, uống hai ngụm mới nói, ta gần nhất hơn phân nửa thời gian đều tại khu công nghệ cao. Hứa Thuần Lương cười nói,
ngài thật là đủ kinh nghiệm, tự mình chằm chằm công trình tiến độ. Triệu Phi Dương nói, có biện pháp nào? Bên người có thể tin quá ít người. Hứa Thuần Lương biết hắn nói là cho mình nghe, cười tủm tỉm nói, nếu không ta còn là trở về được, đi theo ngài bên người có thể học bản sự. Triệu Phi Dương chua xót nói, ngươi còn cần học à? Ta nhưng không dạy được ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ta đến bây giờ còn nhớ kỹ chúng ta lần thứ nhất nhận biết thời điểm, ta lúc ấy còn tại y tế chỗ, hợp làm như thế nào khai triển không hiểu ra sao, may mắn ngươi chỉ điểm ta một chút, ta lúc này mới thể hồ quán đỉnh. Triệu Phi Dương nhớ tới bọn hắn lần thứ nhất lúc gặp mặt, cũng không nhịn được nở nụ cười, lúc ấy Hứa Thuần Lương mặc dù cơ linh, nhưng xử lý sự tình không biết tại như thế lão đạo, tiểu tử này nói như vậy chứng minh hắn vẫn là trọng cảm tình, người ta cũng cho thấy là lính của mình, liền xông phần này thái độ đã làm cho khen ngợi. Triệu Phi Dương nói, người hôm nay tới tìm ta có chuyện gì à? Hứa Thuần Lương đem mình muốn đi kinh thành tập bên trong chuyện học tập nói, Triệu Phi Dương nghe hắn nói muốn đi hỗn cái tiếng nước ngoài bằng, đầu tiên chất vấn hắn cái này cái văn bằng chân thực tính. Hứa Thuần Lương nói, Triệu Viện, ngài cứ yên tâm, ta đều điều tra qua, nhiều nhất 3 năm ta là có thể đem thạc sĩ cầm xuống. Vậy ta trước chúc mừng ngươi, Triệu Phi Dương trong lòng thầm nghĩ, làm không tốt người ta đường đi dã đâu, ngẫm lại Mai Như Tuyết cùng quan hệ của hắn, có lẽ chính là Mai Như Tuyết giúp hắn giải quyết. Triệu Phi Dương nhớ tới một sự kiện, hắn giao cho Hứa Thuần Lương một chương WeChat danh thiếp, để Hứa Thuần Lương đi kinh thành đi Đông Châu thị trú kinh bạn tìm hắn bạn học cũ chuyện quốc dân, hắn vị bạn học cũ này trước mắt là Đông Châu thị trú kinh bạn phó chủ nhiệm. Chú kinh bạn có mình nhà khách cùng nhà ăn, Triệu Phi Dương mỗi lần đi đều ở tại nơi này, hắn làm như vậy rõ ràng là đem Hứa Thuần Lương xem như người mình. Kỳ thật Triệu Phi Dương rất muốn cùng Hứa Thuần Lương nói chuyện khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện sự tình, nhưng là nói đến bên môi vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao Hứa Thuần Lương đối với chuyện này khởi không đến bất luận cái gì tác dụng chủ đạo, muốn thoát khỏi trước mắt khốn cảnh nhất định phải từ Đường Kinh Vĩ thân nhúng tay vào. Hứa Thuần Lương rời đi thời điểm, tại đầu bậc thang gặp Chu Nghĩa Sinh, Chu Nghĩa Sinh nhìn thấy người này không tự chủ được đem mặt trầm xuống, tại Chu Nghĩa Sinh trong suy nghĩ Hứa Thuần Lương chính là cái ôn thần, lần trước thuốc cao phong ba chính là hắn ở sau lưng điều khiển, khiến cho Trung Y chẩn đoán điều trị trung tâm hồng hồng hỏa hỏa sinh ý không gượng dậy nổi. Chu Nghĩa Sinh hận thấu Hứa Thuần Lương, vốn nghĩ không chào hỏi cứ như vậy gặp thoáng qua, nhưng Hứa Thuần Lương chủ động bắt hắn cho gọi lại, Chu lão bản. Chu Nghĩa Sinh dừng bước lại, có việc. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, người còn chưa đi à? Chu Nghĩa Sinh nói, ta tại sao phải đi? Ta cùng Trường Hưng ký đến chính thức hợp đồng, ta nói chuyện này cũng không thuộc sự quản lý của ngươi à? Hứa Thuần Lương liền thích cùng mình nổ ngượng nghịu, nếu như Chu Nghĩa Sinh gặp hắn nhận sợ. Lẫn mất xa xa, thật là không có ý nghĩa, Hứa Thuần Lương nói, về không thuộc quyền quản lý của ta đến nhìn tâm tình của ta, cho ngươi một cái lời khuyên a. Chu Nghĩa Sinh một mặt không phục nhìn qua hắn. Hứa Thuần Lương nói, kịp thời dừng tổn hại. Chu Nghĩa Sinh ha ha cười lạnh, đây là uy hiếp sao? Đây là lời khuyên. Hứa Thuần Lương vừa mới đến kinh thành liền tao ngộ một trận tuyết lớn, nhìn một chút chờ xe taxi hàng dài, lập tức đánh lên chống lui quân. Quyết định vẫn là tàu điện ngầm. Tập bên trong chỗ học tập ở vào X, khu, Hứa Thuần Lương sách tới trước một tuần, ở giữa còn có Tết Nguyên Đán ngày nghỉ, sở dĩ sớm tới chính là vì cùng Mai Như Tuyết gặp mặt một lần, đã tiếp cận nửa tháng không có liên hệ. Đến kinh thành trước đó, Hứa Thuần Lương cho Mai Như Tuyết phát cái tin, cho tới bây giờ chưa hồi phục. Hứa Thuần Lương lựa chọn Đông Châu thị trú kinh bạn làm chỗ đặt chân, chủ yếu là Triệu Phi Dương đề cử. Triệu Phi Dương còn để hắn cho truyền quốc dân mang chút Đông Châu đặc sản in dấu bánh bao không nhân, muối hạt đậu cùng trao kho, lần này Hứa Thuần Lương nhất định phải đi một chuyến. Hứa Thuần Lương đi vào kinh thành mới xin thêm truyền quốc dân làm hảo hữu, vốn cho rằng truyền quốc dân lớn nhỏ là cái phó sự cấp cán bộ, có thể có chút kiểu cách nhà quan không nghĩ tới người ta lập tức liền thông qua được. Triệu Phi Dương trước đây đề cập với hắn chuyện này, truyền quốc dân phi thường nhiệt tình, WeChat bên trong hỏi Hứa Thuần Lương lúc nào đến kinh thành. Hứa Thuần Lương nói cho hắn biết đã đến, ngay tại hướng Đông Châu thị trú kinh bạn trên đường. Truyền quốc dân để hắn đến, mình ngay tại trú kinh bạn chờ lấy. Đông Châu thị trú kinh bạn khoảng cách đường sắt cao tốc đứng có 5 đứng lộ trình, trước mắt ký túc xá là mua lại, vẫn là thế kỷ trước thập niên 90 Đông Châu cảnh phó thư ký đánh nhịp làm ra quyết định, lúc ấy mua xuống địa phương này chỉ tốn 700 vạn, nghe nói hiện tại giá trị 7 ức cũng không chỉ. Nhắc tới vị cảnh phó thư ký cũng cùng Trường Hưng có chút nguồn gốc. Nữ nhi của hắn Cảnh Văn Tú chính là trước mắt Trường Hưng bệnh viện phó viện trưởng,
nhi tử Cảnh Văn Tuấn đương nhiệm khu công nghệ cao bí thư. Hứa Thuần Lương ra tàu điện ngầm, để Baidu dẫn đường, đi đại khái hơn 900 mét, liền thấy nói bên đường Đông Châu tiệm cơm. Ở kinh thành to to nhỏ nhỏ chú kinh bạn gần 300 nhà, đây là chỉnh đốn về sau, trên cơ bản đều làm ba sinh, mà lại tuyệt đại bộ phận đều là tiệm cơm, dựa vào thống kê không trọn vẹn, trước mắt chú kinh xử lý tại mở tiệm cơm có 112 nhà. Chú kinh bạn công việc chuyển tiếp, mời khách ăn cơm là trạng thái bình thường, không tính chú kinh bạn xin thượng cấp vẻn vẹn là hạ cấp đến chú kinh bạn ăn ở tiêu phí chính là một số lớn thu nhập, trong thành phố suy nghĩ, cùng số tiền kia để cái khác khách sạn kiếm lời. Không bằng tự sản tự tiêu, cái này kêu là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Truyền quốc dân tại Đông Châu thị chú kinh bạn công việc đã có 10 năm, đến nay vẫn là phó chủ nhiệm, hắn năm đó là cùng Triệu Phi Dương cùng một đám sách đến phó phòng, Triệu Phi Dương chính sử sớm đã chứng thực, bây giờ người nhà lại sa thải công chức, mà truyền quốc dân vẫn là dậm chân tại chỗ. Bất quá hắn cũng không thể nói là không có chút nào thu hoạch, tại chú kinh bạn 10 năm, đem vợ con hộ khẩu đều đưa đến kinh thành. Cũng ở kinh thành mua phòng. Kỳ thật nếu như hắn về Đông Châu, khẳng định có thể sách nửa cấp, nhưng là lão bà của hắn kiên quyết phản đối, truyền quốc dân cũng chỉ có thể khơi thông quan hệ tiếp tục ở tại chú kinh bạn. Chủ nhiệm đổi 4 cái, hắn còn tiếp tục đương phó chủ nhiệm, hắn cũng không có hy vọng xa vời, cứ như vậy lẫn vào rất tốt, lãnh đạo thành phố cũng nhìn ra hắn không muốn phát triển, tự nhiên không có khả năng đem dạng này người phụ chính. Nhưng là truyền quốc dân vẫn là tương đối có năng lực. Hắn tại chú kinh bạn 10 năm, cấp trên các bộ các ti tình huống hắn mò được rõ ràng, chú kinh bạn chủ nhiệm làm không được sự tình, không mời được người, hắn xuất thủ lập tức giải quyết. Lãnh đạo thành phố cũng hoàn toàn chính xác không thể rời đi một người như vậy, cho nên truyền quốc dân mới có thể an an ổn ổn ở tại chú kinh bạn, bị người gọi đùa là chú kinh bạn hộ không chịu di rời. Hứa Thuần Lương đi vào Đông Châu tiệm cơm đại đường, nhìn đến đại sảnh suối phun tạo cảnh trung tâm hán chân dung thạch, liền biết đến đúng chỗ. Một vị thân xuyên màu xanh đậm sáo trang trung niên nữ tử đi vào trước mặt hắn, cười nói, là Hứa tiên sinh a. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Đối phương tự giới thiệu, nàng gọi Lý Tú Mai, là Đông Châu tiệm cơm quản lý, truyền quốc dân an bài nàng ra nghênh tiếp. Lý Tú Mai trước giúp Hứa Thuần Lương làm vào ở, Hứa Thuần Lương lần này ra đi được là công phái học tập, cuối cùng số tiền kia là Hoa Niên cho ra, Triệu Phi Dương tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên đương nhiên sẽ không làm khó dễ hắn. Dù sao cũng không phải hắn xuất tiền, bút lớn vung lên một cái đặc cách cho Hứa Thuần Lương dựa theo viện trưởng tiêu chuẩn. Trường Hưng hiện tại khách lữ hành tiêu chuẩn tham chiếu đến còn là đã đi qua chế độ công hữu quy định, Triệu Phi Dương phê chuẩn liền mang ý nghĩa, Hứa Thuần Lương ngồi đường sắt cao tốc có thể nhất đẳng tòa, dừng chân tiêu chuẩn cùng cấp cục cấp tiêu chuẩn, ở kinh thành tiêu chuẩn chính là 650. Hứa Thuần Lương đặc địa lưu ý một chút Đông Châu tiệm cơm dừng chân tiêu chuẩn, cái này xem xét giật mình kêu lên. Rẻ nhất tiêu chuẩn ở giữa cũng phải 888, nói như vậy, hắn ở một ngày còn phải đi đến lấy lại 238. Lý Tú Mai nói cho Hứa Thuần Lương phía trên là treo biển hành nghề giá, thực tế giá sau cùng sẽ thấp rất nhiều, truyền quốc dân trước đó đánh qua chào hỏi, ngắn hạn dừng chân, từ hắn đến an bài, nếu như trường kỳ liền đi ở giữa bộ giá. An bài cho hắn thương vụ phòng giá tiền là 588 một ngày, treo biển hành nghề giá là 1588. Hứa Thuần Lương làm vào ở, đi theo Lý Tú Mai đi nhìn một chút gian phòng. Gian phòng rất lớn, có tiếp khách khu, khu làm việc cùng khu nghỉ ngơi, phòng như vậy tại Đông Châu cái giá tiền này cũng bắt không được đến. Hứa Thuần Lương dự định ở lâu, nơi này cách hắn về sau tập trung lên lớp địa phương không xa, hắn dự định ngay ở chỗ này ở. Lý Tú Mai nói cho hắn biết truyền quốc dân tại 709 văn phòng chờ hắn, lầu 7 là chú kinh bạn khu làm việc. Hứa Thuần Lương cho truyền quốc dân phát cái tin. Biểu đạt cảm ơn, nói cho hắn biết mình tắm trước, nửa giờ sau đi qua tiếp. Hứa Thuần Lương tắm rửa một cái, thay quần áo khác, tử điếm nội bộ hơi ấm rất đủ, mùa xuân ấm áp. 709 phòng cửa khép hờ, từ trong khe cửa bay ra một cỗ mùi thuốc lá hương vị. Hứa Thuần Lương lễ phép gõ cửa một cái, bên trong truyền tới một âm thanh vang dội, tiến đến. Hứa Thuần Lương đẩy cửa đi vào, nhìn thấy một vị trung niên mập da nam tử chính đứng dậy hướng hắn đi tới. Hứa Thuần Lương gặp qua truyền quốc dân WeChat ảnh chân dung, bởi vì là bản nhân ảnh chụp, cho nên hắn có vào trước là chủ ấn tượng, cùng trước mắt vị này mập mạp tròn vo hình tượng có rất lớn rơi chênh lệch. Truyền quốc dân cười hướng Hứa Thuần Lương vươn tay ra, tiểu Hứa đi, ta là truyền quốc dân. Hứa Thuần Lương cùng hắn nắm tay, truyền quốc dân tay mập mạp trơn nhẵn lại ấm áp,
xem xét chính là sống an nhàn sung sướng tay. Hứa Thuần Lương nói, truyền chủ nhiệm ngài tốt, ta là Hứa Thuần Lương, đúng, đây là chúng ta Triệu viện ủy thác ta cho ngài mang tới in dấu bánh bao không nhân, muối hạt đậu, trao kho. Truyền quốc dân như nhặt được chí bảo tiếp tới, ta quá yêu những vật này, chú kinh bản cũng có thể làm, đáng tiếc không chính tông. Hứa Thuần Lương lại đem mình mang tới lễ vật đưa qua, hắn cho truyền quốc dân mang theo hai sách hiển hồng trà nhà máy phổ nhị. Nhiều lễ thì không bị trách, truyền quốc dân vui tươi hớn hở mời Hứa Thuần Lương ngồi xuống, đang uống trà phương diện hắn phi thường có một bộ, nhất là thích uống phổ nhị, loại này phổ nhị hắn không có uống quá tức phá hủy một bánh, xem xét chất lượng liền biết là thượng phẩm. Truyền quốc dân một bên nấu nước pha trà, một bên cho Lý Tú Mai gọi điện thoại, để nàng 6 giờ rưỡi đúng giờ ăn cơm. Truyền quốc dân nói, người hôm nay vừa tới, chúng ta ngay tại chú kinh bạn ăn cơm. Truyền chủ nhiệm, ngài công vụ bận rộn như vậy liền không phiền toái. Truyền quốc dân cười nói, ta công vụ chính là nghênh đón mang đến, chính sự không có, việc vặt nhiều, rượu cục nhiều, người nếu là chậm thêm 2 ngày ta còn thực sự không có thời gian tiếp đãi, mắt thấy chính là mùa xuân chúng ta bận rộn lấy chạy bộ tiền tiến. Hứa Thuần Lương cười theo, cảm giác truyền quốc dân người này không có bất kỳ cái gì kiểu cách nhà quan. Truyền quốc dân nhấp một hớp hắn mang tới phổ nhị, khen, địa đạo a. Ta lâu dài uống phổ nhị, liền không uống qua cái này tấm bảng trà. Hắn cầm lấy một cái trà bánh nghiên cứu khởi bao bên ngoài chứa. Hứa Thuần Lương nói cho hắn một cái cố sự này một nửa đến từ Đông Nghiễm Sinh, một nửa kia đến từ Vương Kim Vũ. Truyền quốc dân nghe được rất chân thành, không biết là cố sự bản thân quá đặc sắc, vẫn là Hứa Thuần Lương giảng thuật quá sinh động, truyền quốc dân thế mà cảm giác động, quá tốt rồi, dạng này lá trà vì cái gì không hảo hảo mở rộng một chút. Tiểu Hứa, có cơ hội giúp ta giới thiệu nhận thức một chút, chúng ta Đông Châu chú kinh bản có thể giúp một tay mở rộng. Tại Triệu Phi Dương trong giới thiệu truyền quốc dân người này cấp bậc không cao, đường đi rất dã. Truyền quốc dân hỏi Hứa Thuần Lương ở kinh thành có không có bằng hữu, nếu có thể gọi tới uống rượu với nhau, càng nhiều càng tốt. Hứa Thuần Lương nhìn một chút điện thoại di động của mình, Mai Như Tuyết đến nay vẫn là chưa có trở về tin tức của hắn, bởi vì khoảng cách ban đêm ăn cơm còn có một đoạn thời gian. Hứa Thuần Lương cũng không có ở truyền quốc dân văn phòng làm quá nhiều dừng lại, uống 2 chén trà, liền cáo từ rời đi. Truyền quốc dân để hắn 6 giờ rưỡi đi Nguy Sơn Hồ Sảnh, từ truyền quốc dân an bài có thể thấy được hắn vẫn là động một phen tâm tư. Hứa Thuần Lương trên đường trở về nghe được có người gọi hắn, Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương trở lại xem xét lại là Nam Giang trường đảng đồng học, gác chuông khu lớn bí Nghiêm Kính Tùng. Nghiêm Kính Tùng vui vẻ nói, ta liền nhìn xem giống ngươi. Không nghĩ tới thật là ngươi. Hắn đi nhanh tới, rất xa liền vươn tay. Hứa Thuần Lương cũng không thích con hàng này, nhưng là thể chế bên trong loại người này chỗ nào cũng có, người ta có mình sinh tồn chi đạo, người có thể khinh thường hắn xử sự phương thức, nhưng là ngươi không có thể phủ định hắn tồn tại. Hứa Thuần Lương cười cùng hắn nắm tay, ban trưởng, trùng hợp như vậy à. Nghiêm Kính Tùng nói, ta bồi lãnh đạo đến kinh thành công vụ, cơ hồ mỗi lần tới đều ở chỗ này, ta thường xuyên đến. Nhưng là lần đầu ở chỗ này gặp được ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ta lần đầu tiên tới, liền gặp được ngươi. Nghiêm Kính Tùng ha ha cười nói, duyên phận a. Cầm Hứa Thuần Lương tay không thả, ngươi ở số mấy a? Hứa Thuần Lương đem số phòng báo cho hắn, đoán được Nghiêm Kính Tùng là thông qua hắn dừng chân số phòng đến suy đoán tiêu chuẩn của hắn, còn trẻ như vậy liền có thể hỗn đến gác chuông khu lớn bí cũng không phải bình thường. Nghiêm Kính Tùng lúc này mới buông ra Hứa Thuần Lương tay, trong lòng thầm nghĩ, Hứa Thuần Lương tiêu chuẩn không thấp a, mình còn so ra kém đâu, cười rạng rỡ nói, ban đêm có không có an bài, ta mời khách, huynh đệ chúng ta hai ngồi một chút. Hứa Thuần Lương vừa định chối từ, nhưng linh cơ khẽ động, ban đêm truyền quốc dân cho mình an bài tiếp phòng yến có thể kêu lên hắn, cũng ra vẻ mình ở kinh thành có bằng hữu, vì vậy nói. Ban trưởng, ban đêm ngươi cùng ta cùng một chỗ đi, chú kinh bạn phó chủ nhiệm an bài. Nghiêm Kính Tùng nội tâm khẽ giật mình, truyền quốc dân. Mình cùng truyền quốc dân ăn cơm xong, không qua người ta là thỉnh khu trưởng, mình tiếp khách, Hứa Thuần Lương bài diện có thể a? Hắn giả mù sa mưa từ chối một chút, Hứa Thuần Lương lại mời một lần, hắn lập tức liền đáp ứng xuống. Hứa Thuần Lương về đến phòng, trước cho gia gia báo âm thanh bình an, lão gia tử thông lệ hỏi han ân cần, không phải cùng hắn video nhìn xem dừng chân điều kiện lúc này mới yên tâm. Cầm điện thoại di động lên lại nhìn thoáng qua. Phát hiện Mai Như Tuyết vẫn là không có bất kỳ hồi phục, Hứa Thuần Lương càng phát ra cảm thấy kỳ quái,
lấy Mai Như Tuyết tính cách vốn không nên như thế, coi như dự định cùng mình chia tay, khẳng định cũng sẽ rõ ràng nói ra. Chẳng lẽ nàng bị người khống chế rồi, điện thoại bị mất rồi. Nghĩ đến tầng này, Hứa Thuần Lương bắt đầu cảm thấy bất an, hắn ý thức được mình đối Mai Như Tuyết quan tâm vẫn là quá ít, Mai Như Tuyết khẳng định gặp sự tình mà lại là đại sự, hiện tại hẳn là nàng cần có nhất giúp mình thời điểm, mà mình hết lần này tới lần khác không tại bên cạnh nàng. Còn có một loại khả năng, đó chính là Mai Như Tuyết không muốn mang đến cho mình phiền phức cùng bối rối, nàng muốn đơn độc xử lý gặp phải vấn đề. Hứa Thuần Lương đang suy nghĩ như thế nào tìm đến Mai Như Tuyết thời điểm, điện thoại di động của hắn vang lên, cầm điện thoại lên, lại là Cao Hiểu Bạch điện báo, vẫn là lần trước Cao Hiểu Bạch về Đông Châu thời điểm lẫn nhau thêm phương thức liên lạc, nhưng là bọn hắn chưa hề đơn độc liên lạc qua. Cao Hiểu Bạch gọi cú điện thoại này tới là mang theo nhiệm vụ, phụ thân Cao Tân Hoa chuyên môn gọi điện thoại cho nàng, nói Hứa Thuần Lương đi kinh thành, cho gia gia của nàng mang theo chút điều lý thuốc đông y, để nàng mời Hứa Thuần Lương ăn bữa cơm, tẫn hạ địa chủ tình nghĩa. Lấy Cao Hiểu Bạch trí tuệ không có khả năng nhìn không ra phụ thân kiệt lực nghĩ tác hợp bọn hắn ý tứ, nhưng là nàng cũng không tán đồng phụ thân hành vi, đều niên đại gì, đâu còn có cha mẫu nhúng tay con cái tình cảm. Bất quá Cao Hiểu Bạch cảm thấy mời Hứa Thuần Lương ăn bữa cơm cũng không có gì, dù sao là bạn học cũ, khi còn bé còn cùng một chỗ chơi, bên trên lần gặp gỡ, Hứa Thuần Lương lưu cho nàng ấn tượng cũng không sai, có thể nói ra hỏa này phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Hứa Thuần Lương nói cho Cao Hiểu Bạch mình đã tại Đông Châu tiệm cơm ở, Cao Hiểu Bạch biết Đông Châu tiệm cơm, khoảng cách nàng trường học tàu điện ngầm chỉ có 2 trạm địa, chủ động đưa ra đi qua gặp Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương để Cao Hiểu Bạch trực tiếp đi ăn cơm, lần này hắn ở kinh thành liền có 2 cái bằng hữu. 6:20 thời điểm, Nghiêm Kính Tùng hướng Hứa Thuần Lương gian phòng gọi điện thoại, hẹn hắn cùng đi, Hứa Thuần Lương ra cửa, nhìn thấy Nghiêm Kính Tùng đã tại cửa thang máy chờ hắn. Hứa Thuần Lương ý thức được Nghiêm Kính Tùng tích cực như vậy không là hướng về phía mình, 89/10 là hướng về phía chú kinh bản phó chủ nhiệm truyền quốc dân. Vừa thấy mặt, Nghiêm Kính Tùng liền hướng Hứa Thuần Lương trong túi lấp 2 hộp thuốc lá thơm, để hắn xã giao dùng. Hai người cùng đi đến Nguy Sơn Hồ Sảnh, truyền quốc dân còn chưa tới, khách sạn quản lý Lý Tú Mai tại cửa ra vào chờ đợi, mỉm cười tướng hai người bọn họ mời đi vào. Nghiêm Kính Tùng cùng Lý Tú Mai rất quen, cười nói. Lý tỷ đêm nay tự mình phục vụ sao? Lý Tú Mai cười nói, phó chủ nhiệm quý khách, ta đương nhiên muốn lấy tiêu chuẩn cao nhất đến phục vụ. Đã có người sớm đến, đều là truyền quốc dân gọi tới bồi rượu bằng hữu. Một vị là Thủy Mộc Đại học viện nghiên cứu sinh chiêu xử lý chủ nhiệm Khương Tư Miễn, một vị là thủ đô khối U nghiên cứu chỗ xạ trị khoa chủ nhiệm Hồ Ngọc Xuân. Truyền quốc dân đang chọn tuyển người tiếp khách phương diện là rất có một bộ, Hứa Thuần Lương cấp bậc tương đối thấp, Trường Hưng bệnh viện viện trưởng trợ lý. Tối đa cũng chính là cái khoa cấp, cho nên an bài phổ thông bằng hữu bồi tử tốt nhất. Hai người này đều là truyền quốc dân hảo bằng hữu, cũng đều là từ Đông Châu đi ra. Bình thường ba người bọn hắn là thiết tam giác, cơ hồ mỗi tháng đều sẽ tụ một lần, đêm nay an bài cũng coi là nhất cử lưỡng tiện. Truyền quốc dân tới thời điểm, vừa vặn Cao Hiểu Bạch cũng tới, truyền quốc dân thấy được nàng thẳng đến Nguy Sơn Hồ Sảnh, liền đoán được là Hứa Thuần Lương bằng hữu. Hắn hướng Cao Hiểu Bạch cười cười, tìm Hứa Thuần Lương. Cao Hiểu Bạch nhẹ gật đầu. Truyền quốc dân nói, cùng một chỗ, ta họ Phó, cũng là Hứa Thuần Lương bằng hữu. Cao Hiểu Bạch đi theo truyền quốc dân cùng đi đến Vi Sơn Hồ Sảnh, bên trong mấy người đã tương hỗ giới thiệu qua, chính đang tán gẫu, nhìn thấy bọn hắn tiến đến, Hồ Ngọc Xuân trêu chọc nói, ta cảm thấy giả Phó làm sao đến muộn, nguyên lai là đang chờ Mỹ nữ a. Truyền quốc dân vui tươi hớn hở nói, đừng loạn nói đùa, Cao Tiểu Thư là Tiểu Hứa bằng hữu. Cao Hiểu Bạch không nghĩ tới có nhiều người như vậy, sớm biết cái dạng này mình liền không tới, bất quá nàng nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Khương Tư Miễn đối Cao Hiểu Bạch cũng có chút ấn tượng, dù sao viện nghiên cứu xinh đẹp nữ hài tử cứ như vậy mấy vị, ngươi là học viện chúng ta học sinh a. Cao Hiểu Bạch có chút ngại ngùng nói, Khương chủ nhiệm. Nàng dù sao tiếp xúc xã hội không nhiều. Hứa Thuần Lương đi vào Cao Hiểu Bạch bên người, ta giới thiệu một chút a, vị này là bạn học ta. Cũng là bạn tốt của ta Cao Hiểu Bạch, Thủy Mộc Cao Tài Sinh. Hồ Ngọc Xuân nói, nguyên lai là Thanh Mai Trúc Mã A. Hắn kiểu nói này Cao Hiểu Bạch đỏ mặt. Hứa Thuần Lương nhìn ra Cao Hiểu Bạch mặt mũi mỏng, cười nói, được cho bạn bè thân thiết. Nghiêm Kính Tùng nhìn thấy Cao Hiểu Bạch, trong lòng không khỏi cảm thán, Hứa Thuần Lương người này nữ nhân duyên thật sự là hâm mộ không đến, tại Nam Giang huấn luyện trong lúc đó, chỉ thấy qua mỹ nữ đèn kéo quân ở bên cạnh hắn đi dạo.
cái này vừa tới kinh thành, lập tức lại tới một cái, con hàng này đến cùng cái gì mị lực a? À? Truyền quốc dân chào hỏi mọi người ngồi, an bài Cao Hiểu Bạch ngồi tại Hứa Thuần Lương bên người, để Lý Tú Mai tại bên người nàng ngồi, hai vị nữ sĩ cùng một chỗ cũng tốt tìm tới cộng đồng chủ đề. Lên trước hai bình rượu, một bình ngũ lương dịch, một bình trăm năm ngưu nhị, ngũ lương dịch là chiêu đãi nơi khác khách nhân, kinh thành nơi đó trên cơ bản đều uống trăm năm ngưu nhị, có địa phương tình nghi ngờ nguyên nhân, cũng bởi vì số độ thấp tốt hạ. Truyền quốc dân tới trước đoạn mở màn từ, chủ yếu là hoan nghênh Hứa Thuần Lương đến kinh thành, mọi người mới bằng lão hữu tề tụ một đường, cũng đều là Đông Châu đồng hương, không cần câu thúc, một mực mở nghi ngờ uống. Hứa Thuần Lương làm đêm nay chủ khách tự nhiên trở thành hôm nay mời rượu hạch tâm, truyền quốc dân gọi tới hai cái đều là hải lượng. Đông Châu người chiêu đãi bằng hữu thứ nhất ý chính là muốn để bằng hữu uống tốt tiêu chuẩn trên cơ bản chính là uống say ngất. Hứa Thuần Lương ai đến cũng không có cự tuyệt, vài vòng rượu xuống tới, tất cả mọi người rõ ràng, hóa ra con hàng này ngàn chén không say, truyền quốc dân ba cái cộng lại chỉ sợ cũng uống bất quá hắn một cái. Nghiêm Kính Tùng làm Hứa Thuần Lương bằng hữu, đương nhiên muốn cùng Hứa Thuần Lương đứng tại cùng một lập trường, hắn nguyên bản còn làm xong giúp Hứa Thuần Lương cản vài chén rượu dự định, xem xét tràng diện này, căn bản không cần tự mình động thủ. Cao Hiểu Bạch dù sao cũng là học sinh, nàng đối loại rượu này trận tiếp xúc không nhiều, từ vừa mới bắt đầu liền biểu thị mình không uống rượu, còn tốt cũng không ai miễn cưỡng nàng, Lý Tú Mai tương đối thiện người am hiểu ý, cùng với nàng trò chuyện chút trường học sự tình. Khương Tư Miễn ngồi tại Hứa Thuần Lương bên người, cùng hắn nổ cái lôi tử, hỏi Hứa Thuần Lương lần này tới kinh mục đích. Hứa Thuần Lương đem đến đi học sự tình nói, hắn tập bên trong chỗ học tập ở vào Yến Kinh Đại học. Nghiêm Kính Tùng mặc dù nghe nói qua dạng này dạy học phương thức, nhưng là hắn hoài nghi loại phương thức này có thể hay không cầm tới quốc gia thừa nhận trình độ. Khương Tư Miễn làm giáo dục xuất thân đối cái này xáo lộ phi thường rõ ràng, hắn cười nói, văn bằng khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì, có thể làm học người tuyệt đối không phải nhân vật bình thường, bọn hắn đã có thể tại châu Âu giải quyết mở trường tư cách, liền có biện pháp để bọn hắn trình độ ở thế giới các quốc gia đạt được thừa nhận, bất quá bình thường giá cả không ít a. Hắn cũng là uyển chuyển cho thấy, đây chính là dùng tiền mua trình độ. Truyền quốc dân nói, kỳ thật hiện tại trình độ không có trọng yếu như vậy, các ngươi nhìn hiện tại nhiều như vậy tiếp tục giáo dục cơ cấu, cái gì thương học viện, cái gì khăn yêu ngươi coi người ta thật là muốn vì học tập, vì liều trình độ. Hắn lắc đầu nói, không phải, mục đích thực sự là thông qua loại phương thức này nhiều nhận biết người. Khương Tư Miễn nói, đúng, sớm nhất lĩnh ngộ được trong đó chân lý vẫn là chính khách, các ngươi trên cơ bản đều đi trường đảng học bổ túc qua a. Nghiêm Kính Tùng cùng Hứa Thuần Lương liếc mắt nhìn nhau, hai người bọn họ chính là Nam Giang trường đảng đồng học. Truyền quốc dân nói, uống rượu không nói chính trị, hắn đề nghị mọi người cùng uống một chén. Hồ Ngọc Xuân cùng Nghiêm Kính Tùng uống hai chén, nghe nói hắn là gác chuông khu lớn bí, hướng bên người truyền quốc dân nói, giả phó, người nếu là một mực lưu tại Đông Châu đã sớm là chính sự cấp A. Truyền quốc dân nói, ta ngược lại thật ra muốn trở về, nhưng lão bà của ta không cho. Nàng không phải ở lại kinh thành đương nhị đẳng công dân. Khương Tư Miễn nói, lời ấy sai rồi, người cũng không phải nhị đẳng công dân đều được hưởng bình đẳng quyền lực, người so Đông Châu dân chúng còn nhiều thêm một vóc dáng nữ học lên quyền, biết một kinh thành hộ khẩu bao nhiêu tiền không? Truyền quốc dân nói, chỗ nào cho dù tốt cũng so ra kém nhà tốt. Hắn hít mũi một cái, nghe được cái gì sao? Khương Tư Miễn cùng Hồ Ngọc Xuân chăm miệng một lời, già đoàn kết trao kho. Lúc này phục vụ viên đem trao kho cho bưng lên, lại lên một đạo muối đậu trứng tráng. Hồ Ngọc Xuân cảm khái nói, chính tông, chính tông. Có nóng màn thầu sao? Nhất định, vừa ra nồi bột lên men màn thầu. Khương Tư Miễn cầm lấy một cái bột lên men màn thầu, đẩy ra, bên trong xoa trao kho, nóng hầm hập thối hoắc, cái mùi này lập tức để hắn nghĩ tới quê quán. Khó quên nhất quê quán vị, vô luận người đi tới chỗ nào, nghe thấy tới quê quán đặc sản hương vị. Loại kia cảm giác quen thuộc liền đi lên. Truyền quốc dân ý vị thâm trường nói, vẫn là quê quán tốt ha. Lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên, truyền quốc dân thấy là Đông Châu Chu thư ký điện thoại, tranh thủ thời gian đứng dậy nghe. Tiếp điện thoại xong về sau, hướng bọn họ nói, liền nói không nói chính trị đi, nhìn xem, cấp trên đến nhiệm vụ, ta phải đi trước một bước. Hồ Ngọc Xuân nói, người đi còn thế nào uống? Truyền quốc dân cười nói, ta là chính trị nhiệm vụ, các ngươi tiếp tục uống, có lý quản lý bồi tiếp, ta không ở tại chỗ, các ngươi lại càng dễ giao lưu tình cảm.
Lời mặc dù nói như vậy, truyền quốc dân sau khi đi, mọi người cũng sẽ không có uống rượu hào hứng, tiếp tục nửa giờ, liền đứng dậy kết thúc. Hắn đem mang tới thuốc đông y cho Cao Hiểu Bạch, đây là gia gia đặc địa là lão bằng hữu Cao Hoành Đường chế biến. Cao Hiểu Bạch còn muốn đi tàu địa ngầm trở về, Hứa Thuần Lương chủ động đưa ra đưa nàng đi chạm xe lửa, Cao Hiểu Bạch cũng không có cự tuyệt. Rời đi Đông Châu tiệm cơm, Cao Hiểu Bạch nói, bằng hữu của ngươi thật nhiều. Hứa Thuần Lương cười nói, không tính là bằng hữu, đều là lợi dụng lẫn nhau. Cao Hiểu Bạch nhìn hắn một cái, Hứa Thuần Lương thay đổi, lại không là đã đi qua cái kia thành tích hạng chót, trầm mặc ít nói ra hỏa, hắn hiện tại tràn ngập tự tin, lõi đời lại khéo đưa đẩy, cảm giác hắn đột nhiên liền trưởng thành, phụ thân đối với hắn thưởng thức cũng không phải là không có nguyên nhân, nhưng là hắn cũng không thuộc về Cao Hiểu Bạch lý tưởng hình, có lẽ tại tháp ngà bên trong ở lâu, Cao Hiểu Bạch càng ưa thích phong hoa tuyết nguyệt, không thích đạo lý đối nhân xử thế. Cao Hiểu Bạch nói, vậy cũng phải có bị giá trị lợi dụng, chứng minh năng lực của ngươi đạt được bọn hắn khẳng định. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, Cao Hiểu Bạch lời nói này có chút ra vẻ thành thục, hắn nói cho Cao Hiểu Bạch, truyền quốc dân sở dĩ mời mình là bởi vì viện trưởng Triệu Phi Dương bắt chuyện qua, hắn là cho Triệu Phi Dương mặt mũi, hắn hai vị bằng hữu là tới bồi rượu là cho truyền quốc dân mặt mũi, Nghiêm Kính Tùng là mình trường đảng đồng học, hai người không có gì giao tình, hồ Nghiêm Kính Tùng là vì bồi tử, Nghiêm Kính Tùng nguyện ý tới là bởi vì muốn thông qua mình cùng truyền quốc dân làm sâu sắc quan hệ. Cao Hiểu Bạch thầm than, đừng nhìn Hứa Thuần Lương học tập không bằng mình, nhưng hắn đối với xã hội bên trên một bộ này lý giải nhưng so với mình sâu nhiều lắm, có câu nói thế nào, người trưởng thành thế giới quá phức tạp, mình mặc dù trưởng thành, nhưng là dù sao không có chính thức bước vào xã hội, nàng cũng không thích cái này mị tục hiện thực xã hội. Cao Hiểu Bạch nói, người dự định ở kinh thành ngốc bao lâu? Hứa Thuần Lương nói, lần này lâu hơn một chút, đoán chừng nửa tháng đi. Cao Hiểu Bạch cười nói, vậy được. Hôm nào ta mời ngươi ăn cơm. Hứa Thuần Lương nói, nhìn thời gian đi, chỉ cần học tập thong thả, cũng không có vấn đề. Cao Hiểu Bạch nhẹ gật đầu, từ Hứa Thuần Lương trả lời có thể nghe ra hắn đối với mình cũng không có ý gì, nhớ kỹ hắn có bạn gái, dạng này tốt nhất, đưa người bằng hữu ở chung, về sau cũng tránh khỏi xấu hổ. Cao Hiểu Bạch nói, cùng bạn gái của ngươi thế nào? Hứa Thuần Lương nở nụ cười, còn tốt. Cao Hiểu Bạch nói, đẹp đặc biệt. Nghe nói còn là một vị trưởng trấn. Hứa Thuần Lương nói, người kiểu nói này cùng ta trèo cao giống như. Cao Hiểu Bạch cười nói, ta cũng không có ý tứ kia, Hứa Thuần Lương, người bây giờ tâm nhãn nhưng nhiều lắm. Hai người trò chuyện một chút đã đi tới trạm xe lửa, Hứa Thuần Lương dừng bước lại, Cao Hiểu Bạch hướng hắn phất phất tay, tiến vào trạm xe lửa. Hứa Thuần Lương trở lại Đông Châu tiệm cơm, đang chuẩn bị tắm rửa, Nghiêm Kính Tùng lại đến đây. Hắn cho Hứa Thuần Lương lấy ra hai hộp lá trà, hai điếu thuốc. Hứa Thuần Lương cảm thấy có chút buồn cười, coi như mình nhận biết truyền quốc dân, Nghiêm Kính Tùng cũng không trở thành cho mình tặng lễ a. Nghiêm Kính Tùng cũng không nói vì sự tình gì, chính là để Hứa Thuần Lương lưu lại những lễ vật này thuận tiện xã giao. Hứa Thuần Lương biết Nghiêm Kính Tùng khẳng định còn có hậu chiêu, bất quá gặp chiêu phá chiêu là hắn cường hạng, người nghĩ hủ hóa ta không dễ dàng như vậy, ta nghĩ độc hại ngươi đó chính là vài phút sự tình. Sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, Hứa Thuần Lương vẫn là không có đợi đến Mai Như Tuyết tin tức. Đánh răng rửa mặt về sau, đi trước phòng tập thể thao rèn luyện, chạy bộ thời điểm, truyền quốc dân cũng tới. Truyền quốc dân nhà liền tại phụ cận, gần nhất trong khoảng thời gian này thường xuyên sáng sớm tới rèn luyện, chủ yếu là hắn mập lợi hại, nhất định phải giảm cân, nam nhân một béo một số phương diện liền sẽ thụ đến ảnh hưởng, lão bà hắn gần nhất liền thường xuyên kháng nghị. Nói hắn trước đây ít năm còn có thể một tháng bận rộn một lần, liền cùng thu tiền điện, có thể đi năm bắt đầu liền biến thành đưa miếng quảng cáo, tùy tiện bịt lại lập tức bàn giao công trình, hiện tại biến thành đưa sữa bò, vẫn là một tháng đưa tới. Thả tại cửa ra vào liền xong việc. Vừa mới bắt đầu truyền quốc dân còn có thể thu nhận công nhân làm bận rộn để giải thích, nhưng về sau lão bà hoài nghi hắn có ngoại tình, thế mà vụng trộm xem xét hắn WeChat ghi chép. Nhất là lúc nghe Triệu Phi Dương tìm cô vợ nhỏ về sau. Cho rằng Ngưu Tầm Ngưu Mã Tầm Mã, Triệu Phi Dương có thể tìm nhỏ, truyền quốc dân cũng có thể, cặp vợ chồng bởi vậy không ít giận dỗi. Truyền quốc dân ở phương diện này hay là vô cùng tự hạn chế, để chứng minh mình, cũng là vì tận một cái trượng phu nghĩa vụ, truyền quốc dân từ đầu tháng này bắt đầu vùi đầu vào khắc khổ rèn luyện bên trong. Bất quá hắn rượu cục quá nhiều, rèn luyện cũng là ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương mặc áo lót nhỏ, sải bước tại máy chạy bộ bên trên chạy. Truyền quốc dân có chút hâm mộ,
cũng ở bên cạnh chạy, hắn vận tốc bình thường sẽ không siêu qua 6 xuyến. Hứa Thuần Lương hô, phó chủ nhiệm, sớm a. Truyền Quốc Dân gật đầu cười, có chút kỳ quái người này chạy thế nào nhanh như vậy còn bột không đỏ hơi thở không gấp, âm thầm cảm thán tuổi trẻ thật tốt, nhưng hắn cũng phi thường rõ ràng, tuyệt không vẻn vẹn tuổi trẻ nguyên nhân. Đại khái bên người có Sinh Long Hoạt Hổ Hứa Thuần Lương, Truyền Quốc Dân cũng bị công việc của hắn lực lây nhiễm, cũng tăng nhanh tốc độ chạy bộ, chạy trước, cảm giác toàn thân nhiệt lực tóe phát, chạy trước, cảm thấy nhịp tim hữu lực, chạy trước cảm giác một trận tim đập nhanh. Truyền Quốc Dân cảm thấy có chút choáng đầu còn có chút nghĩ nôn mửa, hắn tranh thủ thời gian lay hạ tạm dừng khóa, ý thức được mình có chút thoát lực, nếu như trễ dừng lại máy chạy bộ sợ rằng sẽ phát sinh một đầu vừa ngã vào máy chạy bộ bên trên thảm kịch. Hắn dừng lại về sau, tập tễnh bước chân đi phía trước cửa sổ trên ghế dài ngồi xuống, nóng đến khó chịu, đem kéo đẩy cửa sổ kéo ra một đường nhỏ, một cỗ lạnh gió thổi vào mặt, cảm giác thật nhiều. Một cái tay tướng cửa sổ đóng lại, lại là Hứa Thuần Lương đi tới. Ngươi không sợ gió tà xâm lấn à? Hứa Thuần Lương nhìn ra Truyền Quốc Dân tình trạng không đúng, đi tới trước giúp hắn tướng cửa sổ đóng lại, sau đó duỗi tay nắm lấy Truyền Quốc Dân cổ tay, lấy nội quan huyệt. Nội quan huyệt, bên trong ngón tay bộ, quan chỉ cửa ải, nội quan là chỉ tâm bao kinh bên ngoài thân trải qua nước bởi vậy huyệt chú nhập thể nội, thuộc về tâm bao kinh kinh mạch huyệt đạo, trên cơ thể người trước cánh tay trưởng bên cạnh, cổ tay nếp nhăn trung ương hướng lên hai thốn vị trí. Nội quan tay phải trúng gió nóng, quyết chí thề, đau lòng, mắt đỏ, chỉ đầy khuỷu tay luyên, mát xa nội quan huyệt đối ẩm ăn không khiết, uống rượu quá độ, không ngừng nôn mửa, tim đập nhanh thần hoảng có tuyệt tốt tác dụng, nhưng bình tâm an thần, dùng thuốc lưu thông khí huyết giảm đau, cùng dạ dày hàng nghịch. Tại Hứa Thuần Lương vừa đúng xoa bóp hạ Truyền Quốc Dân nhịp tim dần dần hướng tới nhẹ nhàng, vừa rồi muốn ói dục vọng cũng bắt đầu biến mất. Hứa Thuần Lương lại lấy đại lăng huyệt, đại lăng chính là đống đất chi ý. Chỉ theo tâm bao kinh trải qua nước trôi soát chuyến về tỳ thổ sản chất ở chỗ này trồng chất. Đại lăng huyệt cùng nội quan huyệt cùng thuộc tâm bao kinh kinh mạch, trên cơ thể người cổ tay trưởng nếp nhăn trọng điểm, trưởng dài gân bắp thịt cùng lâu bên cạnh cổ tay khuất gân bắp thịt ở giữa, mát xa đại lăng huyệt có thể hóa giải tỳ thổ sản chất tụ tập, cùng doanh thông lạc, rộng ngực cùng dạ dày, chỉ được liệu tim đập nhanh mất ngủ, đau bụng đau đầu, đối làm dịu túc rượu ảnh hưởng có rất tốt hiệu quả. Xoa bóp đại lăng huyệt còn có một cái công hiệu, đó chính là trị liệu miệng thối, nếu như mỗi ngày kiên trì xoa bóp đại lăng huyệt, không bao lâu nữa, liền có thể làm dịu miệng thối, trả lại cho ngươi tươi mát khí. Hứa Thuần Lương xoa bóp làm ra hiệu quả nhanh chóng tác dụng, Truyền Quốc Dân tim đập nhanh cảm giác rất nhanh biến mất, Hứa Thuần Lương đi lấy một bình chất điện phân nước đưa cho hắn, Truyền Quốc Dân uống nước bọt, thở dài nhẹ nhõm, ra, không còn dùng được, mới chạy hai bước liền không thở ra hơi. Hứa Thuần Lương chỉ cổ của hắn nói, phó chủ nhiệm. Ngài cổ giống như có chút không đúng lắm. Truyền Quốc Dân gật đầu nói, đã nhìn ra, ta năm ngoái giáp công năm hạng có chênh lệch chút ít ra bình thường gặp, không nghiêm trọng, đi bệnh viện nhìn qua, bác sĩ mở cho ta một chút thuốc, ta phục dụng một cái đợt trị liệu, kết quả kiểm tra bình thường. Hứa Thuần Lương trưng cầu đồng ý của hắn về sau, đưa thay sờ sờ cổ của hắn, chạm đến Truyền Quốc Dân cái cổ trước hầu kết hai bên có kết khối. Truyền Quốc Dân làm qua siêu thanh kiểm tra, xong bên cạnh tuyến giáp trạng nút. Phân loại hai hình, chuyên gia nói cho hắn biết muốn trị tận gốc cũng chỉ có thể giải phẫu, hắn sợ hãi giải phẫu, bởi vì giáp công năm hạng đã hồi phục bình thường, liền cho rằng cả đời mang theo cũng không có ảnh hưởng gì. Hắn hiện tại biểu hiện ra triệu chứng chính là nhiều mồ hôi, về phần tim đập nhanh cũng là vận động dữ dội sau mới ngẫu nhiên phát tác một lần. Hứa Thuần Lương xem hắn hai mắt có rất nhỏ đột xuất, lưỡi đỏ rêu bạch, mạch dây cung đếm, cái này tại trung y bên trên là rũ bệnh, lá gan úc đàm ngăn chứng đợi. Cũng mang theo tỳ hư chứng bệnh, trị liệu bên trên lẽ ra lấy bình lá gan kiện tỳ làm chủ, kim quỹ yếu lực có nói, gặp lá gan chi bệnh, biết lá gan truyền tỳ, đi đầu thực tỳ. Nói rõ coi như không có tỳ hư triệu chứng biểu hiện cũng nên chú ý bồi dưỡng thể nội thổ tính vật chất. Truyền Quốc Dân từ Triệu Phi Dương nơi đó sớm đã biết được Hứa Thuần Lương là Hồi Xuân Đường tên trung y Hứa Trường Thiện cháu trai, hắn thấy Hứa Thuần Lương khẳng định là gia học uyên thâm, cho nên thừa cơ cầu dạy một cái cải thiện trước mắt hắn tình trạng đơn thuốc. Hứa Thuần Lương đưa tới giấy bút viết xuống mở ứ tiêu chứng canh, này mới có mở úp hành khí, lưu thông máu hóa ứ, tiêu trừ sưng công hiệu. Úp kim 10 cam, ba cạnh 10 cam, ta thuật 10 cam, dễ sô đỏ 30 cam, xuyên đại hoàng 10 cam, thịt hoan dung 10 cam, tiên linh tỳ 10 cam, ba kích thiên 10 cam, mỗi tuần phục 6 tề, nước sắc phục,
bình thường tới nói phục dụng một tháng liền có thể nhìn thấy hiệu quả, trong vòng 3 tháng phần cổ ứ chướng liền có thể toàn bộ biến mất, uống thuốc trong lúc đó cần phải gìn giữ tâm tình thư sướng, phòng ngừa tâm tình chập chờn, tận lực bỏ hẳn rượu thuốc lá. Phương bên trong thủ vị Úc Kim, đã phá hữu hình chi huyết ứ, lại tán vô hình chi khí Úc, dựa vào ba cạnh, ta thuật nhưng dùng thuốc lưu thông khí huyết cùng máu, hóa ứ tiêu tích, ta lấy rễ sô đỏ, công cùng bốn vật, có thể sống máu khử ứ, lại có thể nuôi máu an thần, ta lấy xuyên đại hoàng thức có thể phối hợp tiêu tích đạo trệ, lại có thể hóa ứ tán kết, vì phòng ngừa công phạt quá mức, tổn thương chính khí, phương bên trong pha thuốc thịt hoan dung, tiên linh tỳ, ba kích thiên, dụng ý là bổ sung mệnh môn chi hỏa. Lấy tráng nguyên dương ấm áp ngũ tạng, những thuốc này phối hợp cùng một chỗ, ngũ phá tại bổ, làm cho phá mà không tổn thương chính khí, bổ mà không trệ kinh mạch, bổ phá kết hợp, thu được điều bổ âm dương, mở úp tán kết công hiệu. Truyền quốc dân nhìn thấy Hứa Thuần Lương trần bệnh phương một mạch mà thành, trong lòng thầm khen dù sao cũng là danh y về sau, hắn quyết định thử một chút, chỉ là cái này kiêng rượu cai thuốc lại làm không được, chú kinh bản công việc tính chất quyết định hắn cơ hồ mỗi ngày đều có rượu trận. Mà lại trên cơ bản đều là đối diện lãnh đạo để ngươi uống ngươi tổng không thể không cấp mặt mũi. Hứa Thuần Lương biểu thị không sao, có thể khống chế một chút tửu lượng, nhiều nhất dược hiệu đánh lên một chút chiết khấu, đối tổng thể ảnh hưởng không lớn. Truyền quốc dân ngay tại hướng Hứa Thuần Lương thỉnh giáo dưỡng sinh kiện thể phương pháp thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền tới một thanh âm nói, nhỏ phó, làm gì chứ? Truyền quốc dân hoảng vội vàng đứng dậy, Chu thư ký. Hứa Thuần Lương cũng đi theo thân đến, sau lưng vị này hơn 50 tuổi trung niên nhân hắn đi qua tại Đông Châu tin tức bên trên trải qua thường gặp được, là Đông Châu Chu Thư Ký. Chu Thư Ký là đêm qua tới, đến trường đảng học tập, người ta đào tạo sâu đến cái này trường đảng muốn so Hứa Thuần Lương trước đó đi qua Nam Giang trường đảng cao suất mấy cái đẳng cấp, là trường đảng bên trong trí cao tồn tại. Chu Thư Ký cũng là người vận động nhiều, sáng sớm liền đến phòng tập thể thao rèn luyện. Nhất định phải bảo trì dư thừa thể lực cùng tràn đầy tinh thần mới có thể ứng phó mỗi ngày nặng nề công việc. Truyền quốc dân bởi vì vừa mới không thoải mái duyên cớ cũng không có lưu ý đến hắn tới, áy náy nói, Chu thư ký, ngài sao lại tới đây? Chu thư ký cười nói, làm sao? Ta tới đây còn muốn trước hướng người báo cáo chuẩn bị sao? Truyền quốc dân nói sai, lúng túng nói, ta cũng không phải ý tứ này, ta vừa mới chính hướng tiểu Hứa thỉnh giáo một chút kiện thân bảo dưỡng tri thức. Chu thư ký nhìn Hứa Thuần Lương một chút, Hứa Thuần Lương cũng cung kính nói, Chu thư ký. Trước mắt vị này chính là Đông Châu người đứng đầu. Chu thư ký cười tủm tỉm nói, bác sĩ A. Hứa Thuần Lương khiêm tốn nói, trung y học đồ, còn không có xuất sư đâu. Truyền quốc dân cuối cùng đem thoại đề cho chuyển di đi ra, cười giúp đỡ nói, tiểu Hứa là khiêm tốn, hắn là hồi xuân đường truyền nhân chính tông, Đông Châu chứ danh lão trung y Hứa Trường Thiện tiên sinh chính là gia gia của hắn. Chu thư ký ánh mắt sáng lên, đánh giá Hứa Thuần Lương nói, ta có ấn tượng, người thật giống như gọi Hứa Thuần Lương a. Hứa Thuần Lương hơi kinh ngạc, Chu thư ký làm sao lại biết mình danh tự. Truyền quốc dân đồng dạng kinh ngạc, nghĩ không ra Hứa Thuần Lương danh khí như thế lớn, đồng thời cũng bội phục Chu thư ký trí nhớ, liền dạng này một tiểu nhân vật danh tự đều nhớ như thế thanh mộc mộc. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, đúng, ta chính là Hứa Thuần Lương. Chu thư ký cười nói. Ngươi thật giống như rất biết đánh nhau a, à, hồi trước có phải hay không là ngươi xông vào Ân Hằng chế dược tổng bộ đem Thịnh Chiêu Huy đánh. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm, chuyện này truyền đi rất rộng, liền Chu thư ký đều biết, hắn cười nói, chỉ là phát sinh một chút nhỏ hiểu lầm, hiện tại đã giải thích rõ, ta cùng Thịnh Chiêu Huy cũng nhất tiếu mẫn ân cửu, đều thành hảo bằng hữu. Chu thư ký nói, oan gia nên giải không nên kết nha, ngươi là trung y thế gia xuất thân. Vậy nhất định hiểu được xoa bóp. Đều không cần Hứa Thuần Lương trả lời, truyền quốc dân nói, tiểu Hứa xoa bóp rất lợi hại, ta vừa rồi hoảng hốt khó chịu, hắn liền tùy tiện giúp ta bóp mấy cái, xong ngay đây. Linh như vậy à, tiểu Hứa, ta bên trái xương bả vai có chút đau đau nhức, người giúp ta xem một chút. Truyền quốc dân lặng lẽ hướng Hứa Thuần Lương đưa cái ánh mắt, đây chính là nịnh bợ đại lãnh đạo cơ hội tốt, đương nhiên cái này cũng xây dựng ở hắn vừa mới thử qua Hứa Thuần Lương thủ pháp trên cơ sở. Kia là thực sự tốt, bằng không hắn cũng không dám mạo nhiên đề cử cho lãnh đạo cấp trên. Hứa Thuần Lương đơn giản hỏi Chu thư ký chứng bệnh, hắn tướng loại này mau bệnh đều quy kết làm văn phòng hội chứng, đơn giản tới nói chính là trường kỳ dựa bàn công việc rơi xuống mau bệnh. Hứa Thuần Lương để Chu thư ký ngồi xuống, đi vào phía sau hắn, chọn lựa đầu tiên Thiên Tông huyệt, Thiên Tông huyệt thuộc thủ thái dương tiểu tràng kinh,
ở vào xương bả vai Cương Hạ ổ trung ương chỗ lõm xuống, hẹn vai Cương trung điểm cạnh dưới cùng giáp vai góc dưới ở giữa bên trên 1/3 lần điểm chỗ. Đời nhà Thanh Ẩn Sĩ Tông tại Hoàng đế tố vấn thẳng giải, bên trong viết, vai cởi xuống 3 tấc, hai ngày tông huyệt, khác nắm gió 3 tấc, phàm gặp được vai nặng khuỷu tay cánh tay nặng không nhưng nâng, ngực sườn chi đầy, vai đau nhức, đau lưng thời điểm, ấn ép nơi đây huyệt đạo có thể làm bệnh tình đạt được làm dịu, có thư gân linh hoạt, dùng thuốc lưu thông khí huyết tiêu sưng công hiệu. Truyền quốc dân lưu ý Hứa Thuần Lương thủ pháp đấm bóp phi thường đặc biệt, một tay vịn chặt Chu thư ký đầu vai, một cái tay khác lấy ăn chỉ ép tại trên ngón giữa lòng bàn tay theo ép huyệt vị. Chu thư ký cảm thấy đầu vai một trận chua thoải mái, đau đớn lập tức tiêu trừ, hắn chịu đựng loại này chua thoải mái cảm giác, nguyên bản căng cứng co vào cơ bắp tại Hứa Thuần Lương vừa đúng nén hạ bắt đầu giãn ra buông lỏng. Hứa Thuần Lương hai vai riêng phần mình nén 2 phút đồng hồ, sau đó lựa chọn huyệt kiên tỉnh. Huyệt kiên tỉnh, vai chỉ huyệt vị trên vai bộ, giếng chỉ địa bộ lỗ hồng, kiên tỉnh là chỉ đảm kinh địa bộ trải qua nước từ cái huyệt vị này chảy vào, ở vào nhân thể hai bờ vai, đại truy cùng vai phong bưng liên tuyến trọng điểm. Huyệt kiên tỉnh trên cơ thể người là cái phi thường đặc thù huyệt vị, mát xa cái huyệt vị này cường độ trưởng khống rất là trọng yếu, nếu như dùng sức quá nặng, sẽ dẫn đến nhân thể nửa người tê liệt, tay không thể nâng, thậm chí tại chỗ ngất, cho nên rất nhiều thuật phòng thân cùng võ công chiêu thức bên trong, đều có trọng kích huyệt kiên tỉnh chiêu thức. Tại một mặt khác, đối cái này huyệt đạo vừa phải nhu hòa chậm theo, có thể đưa đến làm dịu áp lực, khử phong thanh nóng, linh hoạt tiêu sưng, buông lỏng vai cái cổ cứng ngắc, khơi thông kinh lạc máu mạch tác dụng. Chu thư ký đi qua cũng thường xuyên làm xoa bóp, massage sư thủ pháp thế nào, một giúp đỡ hắn liền có thể biết, Hứa Thuần Lương ấn mấy lần, Chu thư ký lập tức liền ý thức được, người trẻ tuổi kia là thật là có bản lĩnh, danh y đời sau quả nhiên danh bất hư truyền. Hứa Thuần Lương nén huyệt kiên tỉnh thủ pháp cùng Thiên Tông huyệt giống nhau, hai bên riêng phần mình xoa bóp sau 3 phút, hắn để Chu thư ký ngồi tại yoga trên nệm, trừ bỏ vớ giày, lấy Côn Luân huyệt. Côn Luân, mênh mông vô ngần ý tứ, bàng quang kinh nước ẩm ướt chi khí từ nơi này hút nóng ngược lên, ở vào đủ mắt cá ngoài phần sau tấc, căn cốt bên trên chỗ lõm xuống. Xoa bóp Côn Luân huyệt chẳng những có thể lấy loại trừ cổ chân đau đớn, mắt cá chân đau đớn, còn có thể trị liệu đau đầu, đau vai, lưng eo đau nhức, thần kinh tọa đau nhức, viêm khớp bao gồm loại bệnh, nhưng giải nhiệt hóa khí, thư gân linh hoạt. Truyền quốc dân nhìn thấy Hứa Thuần Lương đổi đi theo chân, trong lòng có chút không giải, Chu thư ký là vai đau không phải chân đau, tiểu tử này chẳng lẽ sai lầm. Chu thư ký lại biết đau đầu y đầu chân đau y chân vậy cũng là phổ thông đại phu, trung y chỗ thần kỳ ở chỗ toàn cục xem, một cái tốt trung y thường thường sẽ từ chỉnh thể cân nhắc vấn đề. Thông qua không tưởng tượng được thủ pháp để đạt tới trị liệu chỗ đau mục đích, Chu thư ký tướng loại thủ pháp này xưng là dương đông kích tây, hắn thậm chí cho rằng trung y cùng quản lý mưu lược có lấy dị khúc đồng công chi diệu, đạo đức kinh bên trong không phải nói, trị đại quốc như nấu món ngon, kỳ thật trị quốc không phải là không giống xem bệnh. Phát hiện vấn đề sửa lại vấn đề, chỉ là sơ cấp quản lý trình độ, phát hiện vấn đề từ căn nguyên bên trên giải quyết, đó mới là một cái hợp cách người lãnh đạo. Hứa Thuần Lương ngón cái uốn lượn, dùng đốt ngón tay từ bên trên hướng phía dưới nhẹ nhàng phá theo, đây là ngón cái ép pháp, song bên cạnh Côn Luân huyệt các theo 3 phút, ấn xong sau, hắn đứng dậy, hướng Chu thư ký nói, Chu thư ký, ngài hiện tại hoạt động một chút bả vai thử một chút. Chu thư ký hoạt động một chút bả vai, cảm giác không có chút nào đau, hai vai hoạt động tự nhiên, lần này tới kinh trước đó, hắn đặc địa đem Trung y viện xoa bóp khoa chủ nhiệm La Giang Phong mời đi giúp hắn xoa bóp, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nghĩ không ra người trẻ tuổi này một suốt tay liền đem mình vai đau đớn giải quyết, thật sự là so ăn phân nhất định được thấy hiệu quả còn nhanh hơn, hậu sinh khảo ý, danh môn chi hậu quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này chú kinh bạn chủ nhiệm Tiễn Ái Quân nghe hỏi chạy tới, hắn lúc đầu tại phòng ăn bếp sau cho Chu thư ký an bài điểm tâm đâu, không nghĩ tới Chu thư ký sớm như vậy liền đến phòng tập thể thao rèn luyện tới. Nhìn thấy truyền quốc dân cùng một người trẻ tuổi vây quanh Chu thư ký, Tiễn Ái Quân trong lòng thầm than tới chậm. Để truyền quốc dân chui chỗ trống, mặc dù biết rõ truyền quốc dân căn bản không có đỡ chính cơ hội, nhưng là ở sâu trong nội tâm vẫn tại không tự chủ được cùng hắn tranh thủ tình cảm. Đây cũng là bình thường tâm lý, mắt thấy trợ thủ của mình cùng đại lãnh đạo đi được quá gần, trong nội tâm sẽ sinh ra cảm giác nguy cơ. Tiễn Ái Quân tuét miệng, một mặt nịnh nọt nói, Chu thư ký, ngài thật là sớm a, chúng ta đến hướng ngài học tập. Chu thư ký nói, học tập cái gì? Học bả vai ta đau không? Tiễn Ái Quân không khỏi lúng túng, truyền quốc dân cười thầm, cái này Tiễn Ái Quân vuốt mông ngựa cũng phải hiểu rõ tình trạng.
Chu thư ký khoát tay áo nói, các ngươi đừng vây quanh ta, ta cùng tiểu hứa đại phu trò chuyện hai câu. Truyền quốc dân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tiễn ái quân lúc này sao có thể còn không thức thời, cùng truyền quốc dân cùng đi. Chu thư ký hướng Hứa Thuần Lương cười cười nói, thật vất vả mới có cái ra ngoài học tập cơ hội, liền muốn thanh tịnh, nhưng đám người này vẫn là không cho ta yên tĩnh. Hứa Thuần Lương nói, mọi người cũng là nghĩ là lãnh đạo phục vụ. Chu thư ký cười nói, lãnh đạo cũng có tay có chân, rất nhiều chuyện cũng là có thể tự thân đi làm, bọn hắn a không đem lãnh đạo cấp trên đương người nhìn. Hứa Thuần Lương ngộ đến hắn câu nói này hàm nghĩa, cũng cười theo, cảm giác vị này Chu thư ký vẫn là rất bình dị gần gũi. Chu thư ký hỏi Hứa Thuần Lương học y kinh lịch, Hứa Thuần Lương hồ xiểm một trận, hắn đương nhiên không thể nói chính mình mới đi theo gia gia học y mấy tháng, liền nói mình từ nhỏ đi theo gia gia bên người, 3 tuổi hiểu được xoa bóp, 5 tuổi hiểu được châm cứu, 7 tuổi có thể khai can tử, con hàng này đem mình đóng gói thành một danh trung y thiên tài, kỳ thật nước của hắn chuẩn nói là thiên tài cũng không đủ. Chu thư ký đối chuyện xưa của hắn tin tưởng không nghi ngờ, cảm thán nói, xã hội bây giờ bên trên có một bộ phận người đem trung y yêu ma hóa, thổi phồng tây y rèm pha trung y, dần dần đem trung y chen xuất chữa bệnh chủ lưu bình đài, loại hiện tượng này thật không tốt ha, ta từ đầu đến cuối cho rằng trung y là quốc túy, cũng là truyền thống văn hóa cực kỳ trọng yếu tạo thành bộ phận, chúng ta có trách nhiệm phát dương cũng phát triển trung y văn hóa. Hứa Thuần Lương nói, Chu thư ký nói đến quá tốt rồi, hiện tại trung y thanh thế đã hoàn toàn không thể cùng tây y so sánh, liền bắt chúng ta Trường Hưng bệnh viện tới nói đi, trung y khoa đã bị biên duyên hóa. Chu thư ký nhẹ gật đầu, chúng ta văn hóa chính chúng ta không ủng hộ ai đến ủng hộ. Nghe được Trường Hưng bệnh viện, hắn mới biết được người trẻ tuổi trước mắt này đến từ Đông Châu chữa bệnh cải cách thí điểm bệnh viện. Chu thư ký hỏi thăm một chút Trường Hưng bệnh viện tình hình gần đây, Hứa Thuần Lương đơn giản nói một lần, lấy thân phận của hắn không thích hợp nói quá nhiều, còn tốt Chu thư ký cũng không có kỹ càng hỏi. Chu thư ký chạy trong chốc lát bước, liền rời đi. Hứa Thuần Lương tiếp tục hắn kiện thân vận động, đề cử tạ thời điểm, truyền quốc dân lại trở về, vui tươi hớn hở nói, tiểu Hứa, Chu thư ký đối người đánh giá rất cao a. Hứa Thuần Lương nói, tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Hắn đem tạ đặt ở trên kệ, đứng dậy hoạt động một chút khớp nối. Truyền quốc dân nói, chỉ bằng lấy y thuật của ngươi, tiền đồ bất khả hạn lượng. Hứa Thuần Lương lặng lẽ nói cho hắn biết mình còn không có cầm tới bằng cấp bác sĩ, truyền quốc dân cũng không có cảm thấy ngạc nhiên, Hứa Thuần Lương thủ pháp hắn cùng Chu thư ký đều nghiệm chứng qua, không nghe nói giúp người xoa bóp còn muốn bằng cấp bác sĩ. Hứa Thuần Lương cùng truyền quốc dân nói chuyện phiếm vài câu. Truyền quốc dân hỏi hắn có cái gì sở trường tuyệt chiêu, Hứa Thuần Lương nói cho hắn biết, xoa bóp bó xương, châm cứu nhổ bình, hồi xuân đường phàm là có tuyệt kỹ hắn liền không có không am hiểu. Hứa Thuần Lương hiện tại càng ngày càng phát hiện, xã hội hiện nay có rất ít người khiêm tốn, quá khiêm tốn gọi là khuyết thiếu tự tin, muốn giỏi về thổi phồng mình, 3 phần tiêu chuẩn thổi đủ 12 phần, không gọi thổi như bức, gọi cá nhân marketing. Hứa Thuần Lương hướng truyền quốc dân nghe ngóng có nghe nói hay không qua Kiều Như Long người này, Hứa Thuần Lương sớm đến kinh thành mục đích đúng là muốn gặp Mai Như Tuyết, hắn một mực liên lạc không được Mai Như Tuyết, đành phải từ cách khác vào tay. Mặc Hàm đã từng nói Mai Như Tuyết đại ca gọi Kiều Như Long, tra được người này cũng không khó. Truyền quốc dân nói, Kiều Như Long a, hắn là Minh Thịnh đầu tư tổng giám đốc, người này nhưng khó lường a, dễ chính mầm đỏ, thời đại mới quý tộc. Hứa Thuần Lương bay đu qua Kiều Như Long người, nhưng là tại trên mạng cũng không có hắn cụ thể tư liệu. Truyền quốc dân nói cho Hứa Thuần Lương, giống Kiều Như Long loại người này bình thường làm việc vô cùng cẩn thận. Tại trên buôn bán đều là lấy phía sau màn đẩy tay phương thức tồn tại. Trong nước có như vậy một nhóm người, người tại tài phú trên bảng cha không được bọn hắn, nhưng là bọn hắn tài sản viễn siêu những cái kia xếp hạng hàng đầu, có chút kinh doanh chỉ có thể bọn hắn mới có tư cách làm. Hứa Thuần Lương minh bạch truyền quốc dân ý tứ, phó chủ nhiệm, ngài nhận biết Kiều Như Long sao? Truyền quốc dân lắc đầu, gặp qua, xa xa ngưỡng vọng, người ta lẫn vào cùng chúng ta không cùng một đẳng cấp, ta biết hắn. Hắn không biết ta, làm sao ngươi biết hắn sao? Truyền quốc dân hỏi xong liền cảm thấy mình lời này có chút dư thừa, Hứa Thuần Lương cùng Kiều Như Long ở giữa không có khả năng có bất kỳ gặp nhau. Hứa Thuần Lương nói, ta không biết, nhưng là ta tìm hắn có chút việc. Truyền quốc dân cười nói, ta đây thật là không giúp được ngươi, bất quá ta biết Kiều Như Long lão bà hắn gọi Diệp Thanh Nhã, là Thủy Mộc Mỹ Viện Quốc Họa hệ giáo sư, trong nước nổi danh thanh niên nữ thư họa nhà.
gần nhất nàng cá nhân thư họa triển ngay tại thủ đô viện bảo tàng mỹ thuật tổ chức, người nếu là có hứng thú có thể đi thử thời vận, nói không chừng có thể đụng phải Kiều Như Long. Hứa Thuần Lương quyết định đi thủ đô viện bảo tàng mỹ thuật thử thời vận, coi như không đụng tới Kiều Như Long, cũng có khả năng nhìn thấy Diệp Thanh Nhã, nàng cá nhân thư họa triển, đoán chừng đại khái suất sẽ ở hiện trường xuất hiện. Hứa Thuần Lương cùng ngày liền tiến về thủ đô viện bảo tàng mỹ thuật, hiện tại viện bảo tàng mỹ thuật đều là miễn phí tham quan, bằng thẻ căn cước trên mạng hẹn trước trực tiếp tiến vào tham quan. Hứa Thuần Lương tại cửa ra vào thấy được Diệp Thanh Nhã thư họa triển cự phúc dương tấm, phía trên có Diệp Thanh Nhã ảnh chụp, chỉ từ trên tấm ảnh nhìn, Diệp Thanh Nhã là một vị khí chất lãnh diễm đẹp nữ, giống kiểu gia loại này gia đình, kiểu như Long tài phú cùng địa vị, khẳng định phải một vị tài hoa cùng mỹ mạo đều xem trọng nữ nhân mới xứng với hắn. Hứa Thuần Lương nhìn một chút Diệp Thanh Nhã giới thiệu, nàng nay tuổi 30 tuổi, dương trên bảng thư họa nhìn không ra chân chính bản lĩnh, bất quá cũng có thể đánh giá ra không phải lừa đời lấy tiếng chi bối. Kinh thành hoàn cảnh nhân văn cùng Đông Châu không thể so sánh nổi, mặc dù không là ngày nghỉ, người xem vẫn là rất nhiều, vẫn là cần phải xếp hàng ra trận, Hứa Thuần Lương đi theo đội ngũ chậm rãi tiến lên, đẩy hơn nửa giờ mới tiến vào Viện Bảo tàng Mỹ thuật. Viện Bảo tàng Mỹ thuật bên trong đồng thời tổ chức mấy trận dương xuất, trong đó ngoại quốc nổi danh bức tranh dương cần ngoài định mức trả tiền, Hứa Thuần Lương đối tranh Tây lúc đầu cũng không có hứng thú gì, cho nên thẳng đến lầu 3 Diệp Thanh Nhã cá nhân chuyên đề thư họa triển. Lầu 3 rõ ràng thanh tịnh rất nhiều, Hứa Thuần Lương đi vào sảnh triển lãm liền không có phát hiện mấy cái người xem, hắn nhìn xuống lời mở đầu lời giới thiệu, chủ yếu là giới thiệu Diệp Thanh Nhã nghệ thuật lịch trình, từ cái này đoạn văn tự có thể nhìn ra Diệp Thanh Nhã cũng là một đường danh giáo lấy được thưởng vô số, vẻn vẹn cả nước tính thư họa thưởng lớn cầm 10 cái, mà lại trên cơ bản đều là giải đặc biệt, tổng thể đến nói đều là cực điểm dự đẹp chi từ. Hứa Thuần Lương đối thư pháp càng cảm thấy hứng thú, Diệp Thanh Nhã chủ công xấu kim thể, cái này tại nữ tử bên trong ngược lại không thấy nhiều. Xấu kim thể là Tống Huy Tông Triệu Cát sáng tạo, cá tính cực kỳ mãnh liệt, có thể gọi là thư pháp sử thượng một cái một mình sáng tạo, vận dụng ngòi bút linh động mau lẹ, bút tích gầy kinh, đến gầy mà không mất thịt, to lớn chứ càng có thể thấy được phong thái hiểu điệu chỗ. Bởi vì bút họa tương đối gầy cứng rắn, cho nên bút pháp lộ ra ngoài, nhưng rõ ràng nhìn thấy vận chuyển sách bỗng nhiên các loại vận dụng ngòi bút vết tích, là một loại phong cách tướng đương đặc biệt kiểu chữ. Hứa Thuần Lương cho rằng đương thời thư pháp tiêu chuẩn phổ biến hạ xuống, cái này cùng xã hội hiện đại lấy bút đầu cứng thư pháp thay thế bút lông có quan hệ, đi qua phàm là biết viết chữ trên cơ bản đều là bút lông chữ, hiện tại biết viết chữ người bên trong, 100 người có thể có một cọng lông bút chữ viết thật tốt cũng không tệ rồi. Buồn cười nhất chính là có người dùng bút đầu cứng viết xấu kim thể, hoàn toàn mất đi bản tới thần vận, cho dù là người viết cho dù tốt, cũng vô pháp đạt tới gầy mà không củi hàm ý. Bởi vì từ viết công cụ lựa chọn liền sai. Thư pháp xuống dốc, từ hiện tại thư pháp biến thành một loại yêu thích liền có thể thấy được lốm đốm, nói câu không khoa trương, đi qua tùy tiện tìm một vị tư thục tiên sinh đặt ở bây giờ xã hội đều là thư pháp đại gia. Hứa Thuần Lương đi qua thư pháp trình độ cũng chính là trung thượng, nhưng là hiện nay hắn liền chưa thấy qua mấy cái thư pháp đại sư mạnh hơn chính mình, thật không biết lịch sử phát triển là tại tiến bước vẫn là tại chuyển xe, miễn cưỡng nói là đều có lợi và hại đi. Hứa Thuần Lương đứng tại Diệp Thanh Nhã một bức thư pháp trước, bức chữ này viết là Lý Thanh Chiếu từng tiếng chậm. Tìm kiếm thăm dò, lãnh lãnh thanh thanh, thê thê thảm thảm ưu tư. Chợt ấm còn lạnh thời điểm, khó khăn nhất điều dưỡng. Hai ly ba chén nhạt rượu, sao địch hắn, muộn gió gấp. Nhạn qua vậy, chính thương tâm, lại là quen biết cũ. Đầy đất hoa cúc trồng chất, tiêu tụy tổn hại, bây giờ có ai có thể hái. Trông coi cửa sổ, một mình sao ngày thường hắc. Ngô đồng càng thêm mưa phùn, đến hoàng hôn, từng ly từng tí. Lần này thứ, sao một cái sầu chữ. Hứa Thuần Lương nhìn trong chốc lát, cảm giác Diệp Thanh Nhã thư pháp hoàn toàn chính xác được xấu kim thể mấy phần thần vận, tại hình phương diện đã làm được 9 phần, hẳn là xứng đáng tài nữ hai chữ. Lúc này có mấy người cùng đi tiến đến, bởi vì đã thấy hình, Hứa Thuần Lương một chút liền nhận ra trong đó tên kia dáng người cao gầy khí chất cao quý nữ tử chính là Diệp Thanh Nhã. Trong lòng mừng thầm, hôm nay quả thật tới. Hắn liền là hướng về phía Diệp Thanh Nhã tới, Diệp Thanh Nhã cá nhân triển lãm tranh, nàng mỗi ngày đều sẽ tới đây, nếu có trọng yếu khách quý tới tham quan, nàng còn sẽ đích thân cùng đi. Đi tại Diệp Thanh Nhã bên người vị kia Hạc Phát Đồng Nhan, tết tóc đuôi ngựa bím tóc nhỏ chính là cả nước sách hiệp phó hội trưởng Nhạc Thiên Sơn, là trong nước thư họa giới nhân vật phong vân, đi qua đại sư thâm tàng bất lộ ẩn vào khói bụi, hiện tại đại sư đặc lập độc hành, ăn mặc đều muốn lập dị.
hận không thể tại trên trán viết lên trang bức hai chữ, sợ người khác không biết hắn là người làm công tác văn hóa. Hứa Thuần Lương ngừng chân chờ đợi, đám người kia vừa đi vừa trò chuyện, Nhạc Thiên Sơn đối Diệp Thanh Nhã thư họa khen không dứt miệng, Hứa Thuần Lương nghe được rõ ràng, công bình nói, Diệp Thanh Nhã thư pháp tại trẻ tuổi nhất đại bên trong cũng được cho siêu quần bạt tụy, nhưng là còn không có Nhạc Thiên Sơn tán dương đến hoàn mỹ như vậy, Nhạc Thiên Sơn hành vi có thương nghiệp lẫn nhau nâng chi ngại. Nhạc Thiên Sơn một nhóm đi tới bước kia từng tiếng chậm trước, Hứa Thuần Lương không có nhường ra, tay phải chống cằm giả trang ra một bộ say mê trong đó bộ dáng. Nhạc Thiên Sơn nhìn trong chốc lát, khen, tốt, này tấm từng tiếng chậm viết tốt, gây thật thoải mái lợi, bên cạnh Phong Như Lan Trúc, coi như Tống Huy Tông Triệu Cát năm đó cũng bất quá như đây, trong câu chữ tướng trong lòng u buồn sầu khổ cảm xúc diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế, Thanh Nhã tiên sinh bức chữ này tuyệt đối là làm kinh điển. Diệp Thanh Nhã chính mình cũng nghe không nổi nữa, tranh thủ thời gian khiêm tốn nói, đâu có, Nhạc lão sư quá khen rồi. Hứa Thuần Lương lúc này thổi phù một tiếng nở nụ cười, loại thời điểm này bật cười là cực kỳ không lễ phép hành vi, mấy người đều ngây ngẩn cả người, Nhạc Thiên Sơn mím môi, đè nén xuống nghĩ trách cứ người trẻ tuổi kia suy nghĩ, Diệp Thanh Nhã hàm dưỡng rất tốt, mà lại khách quý đều tại không đáng cùng một cái người xem so đo, làm cái mời động tác, mời khách quý nhóm rời bước nhìn bước tiếp theo tác phẩm. Hứa Thuần Lương lúc này nói, loại sách này thể muốn lấy thần cơn giận không đâu định tâm cảnh để hoàn thành, căn bản không thích hợp biểu đạt u buồn sầu khổ cảm xúc, đây cũng là vì sao Triệu Cát kinh điển tác phẩm đều xuất hiện ở hắn làm hoàng đế thời điểm nguyên nhân, khi đó áo cơm không lo, tâm cảnh bình thản, mới có thể viết ra chữ khải ngàn chữ văn, trồng trọt phương thơ, dạng này kinh điển, chờ hắn bị kim nhân tù binh, liền rốt cuộc không viết ra được dạng này tác phẩm xuất sắc, nguyên nhân là tâm cảnh phát sinh cải biến. Vị lão tiên sinh này chỉ biết một mà không biết hai a. Nhạc Thiên Sơn bị Hứa Thuần Lương trước mặt mọi người điểm đến trên mặt, tấm mặt mo này lập tức nhịn không được rồi, hắn cũng thừa nhận Hứa Thuần Lương nói đúng, nhưng khi nhiều người như vậy há có thể cam tâm bị một người trẻ tuổi giáo huấn, lạnh lùng nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, người trẻ tuổi, người cũng hiểu được thư pháp. Hứa Thuần Lương mỉm cười nhìn qua Nhạc Thiên Sơn nói, hiểu sơ một hai, tại hạ mặc dù bất tài, nhưng cá nhân ta cảm thấy này tấm thư pháp cũng chính là 60 điểm tiêu chuẩn. Diệp Thanh Nhã gương mặt xinh đẹp nóng lên, người này là ai? Là đến đập phá quán sao? Nàng thừa nhận thư pháp của mình không có đạt tới thập toàn thập mỹ tình trạng, hướng về phía trước còn có tăng lên không gian, nhưng là nói nàng chỉ có 60 điểm tiêu chuẩn nàng có thể không phục, đây không phải nói chữ của ta mới vừa vặn đạt tiêu chuẩn sao? Bản thân ước định làm sao cũng phải 85 phân hướng lên trên. Diệp Thanh Nhã nói, vị tiên sinh này, xin ngài lời bình một chút bức chữ này khuyết điểm. Người nói ta viết không được khá, tổng muốn nói ra cái 1-2-3 đi. Hứa Thuần Lương thật xa chạy đến nơi đây, chính là muốn gặp Diệp Thanh Nhã, rèm pha Diệp Thanh Nhã tác phẩm, đơn giản là muốn gây nên chú ý của nàng, từ tình trạng trước mắt đến xem hắn đã thành công một nửa. Hứa Thuần Lương nói, chỉ nói không luyện giả kỹ năng, vừa vặn, ta cũng viết qua xấu kim thể, nơi này có hay không bút mực giấy nghiên. Ta hiện trường viết một bức 70 phân chữ, cung cấp mọi người đánh giá. Diệp Thanh Nhã vừa nghe liền hiểu, người ta chính là đến đập phá quán, nói thư pháp của mình chỉ có 60 điểm, hắn muốn hiện trường viết 70 phân chữ, nói đúng là thư pháp của hắn thắng qua mình. Diệp Thanh Nhã nghiên cứu thư pháp nhiều năm như vậy, cá nhân thi triển cũng làm mấy chục trận, loại tình huống này vẫn là lần đầu gặp được, nàng thông minh hơn người, nhìn ra đối phương khiêu khích phía sau khẳng định giấu giếm động cơ, cười nhạt một tiếng nói. Nhạc tiên sinh, ngài mời tới bên này. Diệp Thanh Nhã cử động lập hiền cách cục, cho thấy ta khinh thường tại cùng ngươi so đo, căn bản không vui với phản ứng ngươi, bản đến như vậy đi, sự tình liền có thể thật xinh đẹp giải quyết, nhưng ai bên người không có 2-3 cái heo đồng đội giúp đỡ. Nhạc Thiên Sơn vừa rồi mất mặt mũi, để Hứa Thuần Lương đâm thủng hắn thổi phồng Diệp Thanh Nhã sự thật, có chút thẹn quá hóa giận, kìm nén kình muốn ở trước mặt mọi người tìm về chàng diện, ha ha cười nói. Tiểu tử này rất có tự tin nha, Thanh Nhã tiên sinh, không bằng chúng ta thưởng thức một chút chữ của hắn. Nhạc Thiên Sơn liền thư pháp hai chữ đều keo kiệt tại sử dụng, liền Hứa Thuần Lương dạng này có thể đem chữ viết tinh tế lại nói. Diệp Thanh Nhã trong nội tâm thầm thở dài một tiếng, Nhạc Thiên Sơn lớn tuổi như vậy tâm tính còn dễ dàng nhận ngoại nhân ảnh hưởng, khó trách hắn gần mười mấy năm qua thư pháp không có bất kỳ cái gì tiến cảnh, để ba phần gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Làm gì cùng một cái người không liên hệ so đo, mọi người cấp độ không giống, từ ngươi cùng người ta so đo một khắc này đã trải qua thua. Nhạc Thiên Sơn đã mở miệng, Diệp Thanh Nhã cũng không tốt bác hắn mặt mũi này,
thi triển hiện trường liền có bút mực giấy nghiên, chuẩn bị những vật này là chuyên môn cho Nhạc Thiên Sơn loại hình danh gia vẽ tranh đề tự, ai có thể nghĩ nửa đường giết ra một cái Trình Giảo Kim. Hứa Thuần Lương đi vào dài trước án, không khách khí chút nào chọn lựa một con bút lông sói, hắn cũng không có vội vã hạ bút, tiếp tục lời bình, bức kia từng tiếng chậm viết tốt thì tốt, nhưng là so với Triệu Cát còn kém chút hỏa hầu, cái này xấu kim thể, vốn là gầy gân thể, lấy kim dễ gân, là đối ngữ sách tôn trọng. Xấu kim thể bút tích gầy kình, đến gầy mà không mất đi thịt, bởi vì bút họa tương đối gầy cứng rắn, cho nên bút pháp lộ ra ngoài, nhưng rõ ràng nhìn thấy vận chuyển sách bỗng nhiên các loại vận dụng ngòi bút vết tích, là một loại gió cách tương đương đặc biệt kiểu chữ. Hứa Thuần Lương mặc dù không có nói rõ, nhưng là mọi người cũng có thể nghe ra hắn là nói Diệp Thanh Nhã chữ chỉ có gân cốt mà không thịt. Ở đây đều là thư pháp giới danh lưu, nghe tiểu tử này chậm rãi mà nói, cảm giác hắn nói đến cũng có chút đạo lý. Diệp Thanh Nhã chữ mặc dù không có đạt tới hoàn mỹ hoàn cảnh, nhưng nói là chỉ có sáu hết sức rõ ràng có rèm pha chi ngại. Nhạc Thiên Sơn nói, tiểu hỏa tử ngươi dự định viết cái gì? Hắn thậm chí lười hỏi người này tính danh, một cái hạng người vô danh thôi. Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, ta viết ra mọi người liền hiểu. Hắn nâng bút bắt đầu viết, vận dụng ngòi bút linh động mau lẹ, chỉ viết một chữ một cỗ gầy mà không củi yểu điệu phong thái liền đập vào mặt. Ổn phương theo Thúy Ngạc, hoán nát một trong đình. Số không lộ dính như túy, mây tàn chiếu giống như tan. Màu vẽ khó hạ bút, tạo hóa độc lưu công. Phú điệp mê hương kính, nhẹ nhàng trục gió đêm. Diệp Thanh Nhã từ chữ thứ nhất liền đoán được hắn viết là trồng trọt phương thơ thiếp chữ lớn chữ khải, mỗi đi hai chữ, chung 20 đi. Thư pháp cấu tạo nét vẽ tiêu sái, phong cách viết kình kiện, cái này bức chữ chính là Tống Huy Tông Triệu Cát tác phẩm tiêu biểu, trước tồn tại ở đài đảo cố cung viện bảo tàng. Diệp Thanh Nhã gặp qua bút tích thực, lúc ấy kinh là thần tác, vì bức chữ này, nàng đã từng liên tục 3 ngày trước hướng viện bảo tàng quan sát, tự mình cũng vẽ vô số lần. Đã liền như thế, Diệp Thanh Nhã vẫn là không dám đến mô chi tác thả tại trước mặt công chúng thi triển, mọi thứ liền sợ so sánh, dù sao Châu Ngọc phía trước. Hứa Thuần Lương chỉ viết một câu, tất cả mọi người trầm mặc xuống. Nhạc Thiên Sơn vốn là muốn cho tiểu tử này người trước bêu xấu, thật không nghĩ đến người ta là thật là có bản lĩnh. Chỉ viết một chữ liền kinh diễm đám người. Diệp Thanh Nhã nhìn qua Hứa Thuần Lương thư pháp đời sau phát hiện, hắn viết chữ tốc độ còn nhanh hơn chính mình nhiều, mà lại đặt bút cực kỳ chính xác, như khuất sắt đồng tâm, bởi vì cái gọi là thiên cốt tủ đẹp, giật thú hỏa nhã. Khó trách hắn nói mình bước kia từng tiếng chậm chỉ có 60 điểm, Diệp Thanh Nhã hiện tại đã là vui lòng phục tùng, nếu như nói hắn này tấm trồng trọt phương thơ thiếp chỉ có 70 phân, như vậy mình khẳng định không đạt được 60 điểm. Nhạc Thiên Sơn đã hoàn toàn thu hồi vừa mới bắt đầu khinh thường, tiểu tử này có cái gì a? Chỉ riêng xấu kim thể tới nói, hắn bức chữ này khẳng định phải so Diệp Thanh Nhã càng kiến công để. Diệp Thanh Nhã trong lòng thầm khen, Nam Minh kháng thanh anh hùng Trần Bang Ngạn từng bạt Triệu Cát gầy kim thư trồng trọt phương thơ thiếp tuyên hòa thư họa, siêu giật thiên cổ. Cuốn này lấy họa pháp làm sách, thoát đi bút mực huề kính, giữa các hàng như u lan bụi trúc, gió mát làm tiếng mưa gió, chân thần phẩm vậy. Dùng để tán thưởng người này thư pháp cũng không đủ. Hứa Thuần Lương viết xong trồng trọt phương thơ thiếp cũng không để danh. Diệp Thanh Nhã khen, chữ tốt, tiên sinh vì sao không đề cập tới bên trên tên của mình. Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, bắt trước chi tác, khó mà đến được nơi Thanh Nhã, vẫn là không viết tên, miễn cho làm trò hề cho thiên hạ. Nhạc Thiên Sơn trong lòng tự nhủ đều viết thành bộ dáng này, còn nói làm trò hề cho thiên hạ. Người cũng làm trò hề cho thiên hạ. Diệp Thanh Nhã làm sao bây giờ? Hắn cũng thừa nhận Hứa Thuần Lương xấu kim thể viết so Diệp Thanh Nhã càng tốt hơn. Diệp Thanh Nhã thản nhiên chỗ chi, cười nhạt một tiếng nói, như thế nói đến xấu kim thể cũng không phải là tiên sinh sở trường. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, ta am hiểu phải là hành thảo, nếu như nói ta xấu kim thể có 70 phân, như vậy hành thảo đại khái có thể có 90 điểm. Nhạc Thiên Sơn nói, tiểu hỏa tử, ngươi là sách hiệp A. Hắn từ tư duy theo quán tính xuất phát, cho rằng có thể viết xuất dạng này tiêu chuẩn thư pháp tác phẩm, tiểu tử này khẳng định gia nhập địa phương sách hiệp, cả nước sách hiệp cũng có khả năng, dù sao hội viên đông đảo, hắn cũng nhận không được đầy đủ, gần nhất một năm rất ít tham gia địa phương sách hiệp hoạt động, không nghĩ tới ra dạng này một vị tuổi trẻ nhà thư pháp. Hứa Thuần Lương lắc đầu, sách hiệp thì cái gì? Một đám sách hiệp nổi danh nhân vật sắc mặt lập tức bởi vì chìm xuống dưới, tiểu tử này cũng quá cuồng. Quay đầu điều tra thêm hắn tên gọi là gì, hắn về sau còn có muốn gia nhập hay không tổ chức.
Diệp Thanh Nhã chủ động giúp Hứa Thuần Lương đổi một chương giấy tuyên, vậy liền mời vị tiên sinh này lại ban thưởng một bức mặc bảo như thế nào. Từ nàng xưng hô Hứa Thuần Lương tiên sinh bắt đầu, liền đã nhận cùng tài hoa của hắn. Hứa Thuần Lương tự nhiên không có chúng đồ dừng lại ý tứ, Diệp Thanh Nhã đã mắc câu rồi, chỉ cần dựng vào đường này, không lo tìm không thấy mai như tuyết. Càng là tự cao tự đại người, người càng nịnh bợ người ta càng xem thường ngươi, nhất định phải biểu hiện ra suốt mình hơn người thực lực, để hắn, nàng kiến thức đến năng lực của ngươi, dạng này mới có thể lấy bình đẳng ánh mắt nhìn ngươi. Hứa Thuần Lương đổi một chi bút lông cừu, bút tẩu long xà, một khuyết thanh bình vui hiện ra người trước. Đừng đến xuân nửa, đập vào mắt nhu đứt ruột, xây hạ lạc mai như tuyết loạn, Phật một thân còn đầy. Nhạn đến tin tức không có bằng chứng, đường xa về mộng khó thành. Ly hận giống như xuân thảo, càng đi càng xa còn sinh. Diệp Thanh Nhã vừa mới bắt đầu là kinh diễm, chờ Hứa Thuần Lương viết xuống xây hạ lạc mai như tuyết loạn thời điểm, nàng tựa hồ minh bạch cái gì, khóe môi lộ xuất một tia giữ kín như bưng ý cười. Lần này Hứa Thuần Lương lưu lại tên của mình, nhìn thấy danh tự Diệp Thanh Nhã liền được đáp án. Vây xem đám này thư pháp giới danh gia, tất cả đều trầm mặc xuống, liền liền Nhạc Thiên Sơn đều không có làm suất đánh giá, hắn coi như có tự mình hiểu lấy, Hứa Thuần Lương chữ so với mình viết tốt, lúc đầu hắn hôm nay đến đây làm xong hiện trường để tự chuẩn bị, nhưng làm sao cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện cục diện trước mắt, vẫn là không muốn bêu xấu. Hứa Thuần Lương viết xong sau, một giọng nói quấy dày, tiếp lấy đi xem triển lãm tranh, chỉ để lại một bang âm thầm cảm thán danh lưu mọi người. Diệp Thanh Nhã bồi tiếp Nhạc Thiên Sơn một nhóm tiếp tục xem dương, không qua mọi người cũng mất tâm cảnh, cưỡi ngựa xem hoa qua loa một chút, Nhạc Khai Sơn bọn người liền cáo từ rời đi, bọn hắn nhận là tiểu tử này là cho Diệp Thanh Nhã khó coi, hôm nay bọn hắn liền không nên tới, bị Diệp Thanh Nhã liên lụy, vô tội bị một người trẻ tuổi đánh mặt, mặt mũi không ánh sáng a. Diệp Thanh Nhã đưa tiễn đám người kia, trở lại sảnh triển lãm, nhìn thấy Hứa Thuần Lương không đi, thả chậm bước chân đi vào bên cạnh hắn, Hứa tiên sinh còn chưa đi à. Hứa Thuần Lương cười nói, thưởng thức Diệp tiểu thư họa tác đâu. Diệp Thanh Nhã nói, chỉ sợ ta những sách này họa nhập không được Hứa tiên sinh pháp nhãn, bức kia thanh bình vui, viết thật sự là tốt, nhất là câu kia xây hạ lạc mai như tuyết loạn. Hứa Thuần Lương chuyển hướng Diệp Thanh Nhã, từ nàng đầy cõi lòng thâm ý ánh mắt đã biết đối phương đã đoán được mình đến đây mục đích. Hứa Thuần Lương vươn tay ra, vẫn là trước làm tự giới thiệu đi, ta gọi Hứa Thuần Lương, đến từ Đông Châu Trường Hưng Bệnh viện. Diệp Thanh Nhã cùng hắn nắm tay, mời hắn đi nghỉ ngơi thất uống trà. Phòng nghỉ cảnh quan không tệ, ngồi tại cửa sổ sát đất trước, viện bảo tàng mỹ thuật lâm viên cảnh sắc thu hết vào mắt. Hứa Thuần Lương nói, hôm nay tới chơi có chút mạo muội, mong rằng Diệp tiểu thư rộng lòng tha thứ. Diệp Thanh Nhã nói, ngươi cũng không phải hướng về phía ta tới. Hứa Thuần Lương cười nói, thực không dám giấu giếm, là muốn tìm ngài nghe ngóng một ít chuyện. Diệp Thanh Nhã nói, tiểu tuyết sự tình. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Diệp Thanh Nhã nói, ngươi lại không phải là không có nàng phương thức liên lạc, vì cái gì không trực tiếp tìm nàng. Hứa Thuần Lương ăn ngay nói thật, mình cho Mai Như Tuyết gọi qua điện thoại cũng phát qua tin tức, thế nhưng là nàng chưa hồi phục, có chút bận tâm nàng gặp phải phiền toái. Diệp Thanh Nhã nói, tiểu tuyết không điện thoại lại ngươi tự nhiên có lý do của nàng, giữa các ngươi sự tình ta không tiện nhúng tay, có một chút ta có thể nói cho ngươi, nàng êm đẹp không có bất cứ vấn đề gì. Hứa Thuần Lương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ ít biết Mai Như Tuyết bình an vô sự, cũng coi như không có đi một chuyến uổng công, hắn thành khẩn nói, Diệp tiểu thư có thể hay không nói cho ta làm sao có thể liên hệ với nàng. Diệp Thanh Nhã lắc đầu nói, không thể, ta nghĩ ngươi tìm nhầm người. Liên quan tới giữa ngươi và ta cái này lần gặp gỡ, ta sẽ giữ nghiêm bí mật, ta khuyên ngươi cũng không cần lại nghĩ những biện pháp khác đi tìm tiểu tuyết, nếu như nàng muốn gặp ngươi khẳng định sẽ chủ động liên hệ ngươi. Hứa Thuần Lương ý thức được từ Diệp Thanh Nhã nơi này rất khó được lấy được tiến triển, hắn cũng không phải quấn quýt chặt lấy người, mỉm cười nói, quấy dày. Đứng dậy cáo từ. Diệp Thanh Nhã đứng dậy đưa tới cửa. Hứa Thuần Lương quay người rời đi thời điểm nghe được Diệp Thanh Nhã nói. Có chút ước định thành tục quy tắc vẫn là không muốn nếm thử đi đánh vỡ, làm gì cho lẫn nhau tạo thành bối rối. Hứa Thuần Lương dừng lại một chút bước chân, sau đó tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Hứa Thuần Lương đi ra viện bảo tàng mỹ thuật thời điểm, cùng một vị thân mặc màu đen áo khoác nam tử gặp thoáng qua, tên nam tử kia thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang, hai người khóe mắt quét nhìn đều nhìn đối phương một chút, bất quá ai cũng không nói gì. Tên nam tử kia trực tiếp đi vào phòng nghỉ. Nhìn thấy Diệp Thanh Nhã ngay tại thu thập đồ uống trà,
ánh mắt quét qua liền đã đoán được nàng vừa tiếp đãi qua một vị khách nhân. Diệp Thanh Nhã nhìn thấy hắn, cười nói, Như Long, khó được ngươi qua đây cổ động. Hắn chính là Diệp Thanh Nhã trượng phu Kiều Như Long. Kiều Như Long lạnh nhạt cười nói, ngươi là nói ta cái này trượng phu quá không xứng chức. Hắn đi vào Diệp Thanh Nhã trước mặt, song tay vịn chặt bả vai của nàng nói, mấy ngày không gặp, ngươi lại đẹp lên. Diệp Thanh Nhã thở dài nói, vẫn là không nên miễn cưỡng chính mình nói những này trái lương tâm, ngồi đi, uống gì trà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kiều Như Long ở trên ghế salon tọa hạ, khách nhân vừa đi. Diệp Thanh Nhã lông mi đen dài phiến bỗng nhúc nhích, nhạc hội phó bọn hắn vừa đi không bao lâu. Kiều Như Long ha ha nở nụ cười, người biết ta nói đến không phải bọn hắn, ta vừa rồi tại cổng gặp một người, luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Diệp Thanh Nhã nói, gặp được người quen, nàng cho Kiều Như Long đưa lên một chén hồng trà. Kiều Như Long uống hai hớp trà nói, Hứa Thuần Lương đi. Diệp Thanh Nhã biết chuyện này đã không gạt được Kiều Như Long, nàng tại Kiều Như Long đối diện ngồi xuống, người gặp qua hắn. Kiều Như Long lắc đầu, đã thấy hình, cho nên mới liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, hắn tìm ngươi làm gì. Viện bảo tàng mỹ thuật như thế lớn, xử lý triển hội cũng không chỉ ta một cái, người xác định như vậy hắn là tìm ta sao? Kiều Như Long cười nói, để ta đoán một chút, hắn hẳn là nghe được quan hệ giữa chúng ta, cho nên muốn thông qua ngươi liên hệ với Tiểu Tuyết có đúng hay không? Diệp Thanh Nhã nói, hắn không hề nói gì, chính là lưu lại hai bức chữ, ngươi có muốn hay không nhìn? Kiều Như Long lắc đầu nói, ta đối thư pháp không có hứng thú gì. Diệp Thanh Nhã nhìn qua Kiều Như Long, thật không biết hắn cường thế có phải hay không bẩm sinh, nói lời nói này thời điểm có suy nghĩ hay không qua cảm thụ của mình. Có lẽ hắn chưa hề nghĩ qua, hôn nhân của bọn hắn cũng không phải là tự do yêu đương, hoàn toàn là an bài của trưởng bối, cùng nói là môn đăng hộ đối, không bằng nói là ra vì loại nào đó chính trị mục đích kết hợp. Kiều Như Long tại ngoài mặt vẫn là rất tôn trọng nàng. Nàng có thể tiếp tục mình thích công việc, tổ chức thư họa triển cũng không cần nàng đi quan tâm, Kiều Như Long sẽ cho người an bài tốt một cách, mỗi đến trọng yếu ngày lễ hắn cũng sẽ không quên đưa lên lễ vật. Có lẽ hắn không nhớ rõ, nhưng là phụ tá của hắn sẽ không quên. Hắn cũng coi như một cái tấn chức tấn trách trưởng phu, tỉ như nói hiện tại, hắn mới vừa từ nước ngoài trở về liền lập tức tới ngay thấy mình. Diệp Thanh Nhã quay đầu 5 năm này hôn nhân hẳn là tính hạnh phúc đi. Nhưng là loại hạnh phúc này càng giống là cố ý doanh tạo nên, dựa theo kịch bản từng bước một đi tới, nàng đã sớm đã biết kịch bản, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Nếu như nói hôn nhân bên trong tiếc nuối, đó chính là bọn họ bây giờ còn chưa có hài tử, Kiều Như Long là Kiều gia thế hệ này dòng độc đinh, trên người hắn gánh vác nối dõi tông đường trách nhiệm, nhưng là trên một điểm này, Kiều Như Long cũng chưa từng đã cho mình áp lực. Diệp Thanh Nhã nói, kỳ thật tình cảm của hai người không tới phiên bên ngoài người can thiệp. Kiều Như Long nhìn qua Diệp Thanh Nhã, người nói với hắn cái gì rồi? Diệp Thanh Nhã nói, người không tin ta. Kiều Như Long cười nói, đương nhiên tin tưởng, ta chỉ là không tin hắn. Hắn nhấp một ngụm trà, tính toán Hứa Thuần Lương tìm đến Diệp Thanh Nhã mục đích. Diệp Thanh Nhã đối cách làm người của hắn vẫn là có hiểu biết, nói khẽ, ta không nói gì, hắn hẳn là sẽ không tới tìm ta nữa. Kiều Như Long nói, một cái có thể để ngươi chủ động duy trì nam nhân hẳn là có hắn ưu tú chỗ. Diệp Thanh Nhã nhíu mày, Kiều Như Long câu nói này lại lần nữa đưa tới nàng khó chịu. Kiều Như Long nói, không có người can thiệp Tiểu Tuyết tình cảm, Kiều gia chúng ta mỗi người đối nàng đều yêu thương vô cùng, là nàng tự mình lựa chọn không thấy Hứa Thuần Lương. Diệp Thanh Nhã có chút phản cảm hắn bộ dáng bây giờ, khả năng Tiểu Tuyết là lo lắng có người tổn thương đến hắn. Kiều Như Long nói, ngươi cho rằng ta sẽ xuất tay đối phó hắn một người như vậy. Hắn lắc đầu nói, ngươi còn chưa đủ hiểu ta à, ta không có khả năng tại dạng này một cái tiểu nhân vật trên thân lãng phí tinh lực. Đúng, ngươi bức kia từng tiếng chậm lưu cho ta, Hoa Điện Lưu tỷ rất thích ngươi chữ. Rất không khéo, đã bán mất. Vậy liền lại viết một bức, ta đi trước, ban đêm còn có một cái xã giao. Kiều Như Long vỗ vỗ Diệp Thanh Nhã tay, đứng dậy rời đi. Hứa Thuần Lương trên đường trở về nhận được Cao Hiểu Bạch điện thoại, Cao Hiểu Bạch gọi cú điện thoại này là bởi vì ra ra duyên cớ. Cao Hoành Đường tiếp vào lão hữu đưa cho hắn thuốc đông y phi thường cảm động, nghe nói Hứa Thuần Lương tới, mình làm sao đều muốn chiêu đãi một chút. Hứa Thuần Lương vốn định chối từ, nhưng Cao Hiểu Bạch nói hắn vô luận như thế nào đều phải đáp ứng, ra ra phi thường coi trọng chuyện này, nhất định phải mời hắn ăn bữa cơm,
thịnh tình không thể chối từ, Hứa Thuần Lương chỉ có thể đáp ứng. Cao Hiểu Bạch hẹn hắn 5 giờ chiều tại Thủy Mộc hai cửa trường gặp mặt, cô nàng nhà liền tại phụ cận. Hứa Thuần Lương nghe nói đi cô nàng trong nhà ăn cơm, lần đầu đến nhà cũng không thể tay không, thế là tiện đường đi một chuyến thương trường, mua bộ nhi đồng đồ chơi, Cao Hoành Đường sở dĩ lưu ở kinh thành, chính là vì đưa đón ngoại tôn tử đi học. 4 giờ chiều 50, Hứa Thuần Lương đi vào hai cửa trường, không có đợi bao lâu liền thấy Cao Hiểu Bạch từ bên trong ra, còn chưa kịp cùng với nàng chào hỏi, nhìn thấy một người trung niên nam tử từ phía sau nàng chạy tới, đưa tay vỗ vỗ Cao Hiểu Bạch bả vai, Cao Hiểu Bạch quay người hướng người kia cười cười, hai người trò chuyện trong chốc lát, mới tương hỗ tạm biệt. Cao Hiểu Bạch đi tới cửa một chút đã tìm được ở nơi nào chờ Hứa Thuần Lương, bởi vì vừa rồi khúc nhạc dạo ngắn, nàng chậm 5 phút đồng hồ, không có ý tứ. Vừa gặp được ta một vị giáo sư, nhiều hàn huyên hai câu cho nên chậm trễ. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cẩn thận một chút a, kia hàng nhìn không phải vật gì tốt. Cao Hiểu Bạch khanh khách nở nụ cười, ngươi không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Ngươi còn không có tiến vào xã hội, không biết xã hội này hiểm ác, ta lần này tới thời điểm, Cao Thúc liền đặc biệt bàn giao, để cho ta chú ý ngươi chung quanh có hay không có chủ tâm không lương gia hỏa xuất hiện, vừa rồi kia cái gì thú, xem xét cũng không phải là người tốt. Hứa Thuần Lương kiến thức rộng rãi, xem xét kia hàng ánh mắt liền rõ ràng lấy hèn mọn, tuyệt bức không phải cái tốt Đông Tây. Cao Hiểu Bạch nói, ngươi để cho ta cha yên tâm, ta hiện tại hoàn toàn có thể bảo vệ mình. Chỉ ven đường chạy bằng điện xe đạp, sẽ cưỡi sao? Hứa Thuần Lương nói, xem thường ai đây? Cao Hoành Đường cùng nữ nhi nữ tế ở cùng một chỗ, mặc dù là 3 phòng ngủ 1 phòng khách phòng ở, nhưng tổng diện tích chỉ có 90. Cùng hắn tại Đông Châu dừng chân điều kiện không cách nào đánh đồng, không nói đến Cao Tân Hoa ở hơn 200 bình lớn bình tầng, chính là Cao Hoành Đường mình cũng ở 100 tiểu tam thất. Nếu như không phải nhìn xem nữ nhi nữ tế công việc vất vả, không ai đưa đón hài tử, hắn đã sớm vỗ mông trở về Đông Châu, mỗi ngày cùng đám bạn chí cốt nói chuyện phiếm đánh cờ, thời gian cỡ nào thiếp ý. Cao Hoành Đường thiêu đến một tay thức ăn ngon, vì mở tiệc chiêu đãi Hứa Thuần Lương, hôm nay hắn lựa chọn tự mình xuống bếp. Nữ nhi Cao Tân Duyệt đề nghị đi bên ngoài ăn, không cần thiết mệt mỏi như vậy, nhưng Cao Hoành Đường không phải kiên trì mình xuống bếp, người thế hệ trước luôn cảm thấy càng là thân cận quan hệ càng là muốn tại trong nhà chiêu đãi, lúc này mới có thể hiện ra đối với người ta coi trọng. Cao Tân Duyệt hai vợ chồng đều là tiền lương giai tầng, ở kinh thành phấn đấu 10 năm, cuối cùng cắm rễ nảy mầm, người một nhà đối Hứa Thuần Lương đến đều biểu thị hoan nghênh. Hứa Thuần Lương tướng đồ chơi đưa cho bọn hắn nhà tiểu tử béo Vương Huy Đằng. Tiểu tử béo mừng rỡ lập tức hủy đi dương mở chơi. Cao Tân Duyệt đi phòng bếp hỗ trợ, trượng phu Vương Phương Điền chào hỏi Hứa Thuần Lương ngồi xuống, cho hắn bên trên khói, Hứa Thuần Lương biểu thị sẽ không. Vương Phương Điền nói, hiện tại người trẻ tuổi không hút thuốc lá không nhiều a. Hứa Thuần Lương cười nói, ta từ nhỏ đối hút thuốc liền không có hứng thú gì. Vương Phương Điền gật đầu nói, thói quen tốt a. Cao Hiểu Bạch cho bọn hắn đưa tới 2 chén trà. Ngâm phải là Xuân Luân trà hoa nhài. Hứa Thuần Lương một giọng nói tạ ơn, Cao Hiểu Bạch để bọn hắn trò chuyện, bồi nhỏ biểu đệ chồng chất mộc đi, tiểu tử kia cũng không bớt lo. Vương Phương Điền là làm lâm viên thiết kế, Hứa Thuần Lương liền từ một điểm này bên trên cắt vào chủ đề, hắn hiện tại là hoa niên khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện Chu Hoài Kiến lập xử lý chủ nhiệm, đầu xuân liền phải đối mặt kiện khang dưỡng lão bệnh viện kiến thiết, gặp được Vương Phương Điền vị này nhân sĩ chuyên nghiệp, vừa vặn thỉnh giáo một chút. Vương Phương Điền để hắn đem khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện bản thiết kế lấy tới xem một chút, Hứa Thuần Lương trong điện thoại di động tồn lấy. Vương Phương Điền đơn giản nhìn một chút, liền sách xuất mấy điểm không đủ, tổng thể thiết kế vẫn là có thể, nhưng là hướng y thiên về đến tương đối nhiều, thiết kế bên trong nuôi nguyên tố thể hiện quá ít, đơn giản tới nói, chính là không có cân nhắc người già chân chính cần là cái gì, người tuổi tác càng lớn đối môi trường tự nhiên yêu cầu càng cao, càng là sẽ xảy ra xuất trở về tự nhiên tâm lý. Hứa Thuần Lương cho rằng Vương Phương Điền ý kiến phi thường đúng trọng tâm, hắn hướng Vương Phương Điền đưa ra mời, hy vọng hắn có thể bớt thời gian đi hiện trường nhìn xem. Vương Phương Điền dù sao Tết Xuân muốn về Đông Châu, thế là vui sướng đáp ứng Hứa Thuần Lương mời. Cao Tân Duyệt nói, Phương Duộng, qua đến giúp đỡ, người cùng Thuần Lương trò chuyện cái gì đâu. Vương Phương Điền cười nói, thiết kế bên trên sự tình. Cao Tân Duyệt nói, liền các người kia thiết kế viện đều nhanh đóng cửa. Còn có cái gì có thể thiết kế? Vương Phương Điền biểu lộ có chút xấu hổ, hắn gần nhất chức nghiệp tình trạng cũng không lạc quan. Cao Hoành Đường nói, đóng cửa liền ngã bế, cùng lắm thì mình làm một mình,
thực sự không được về Đông Châu mở trùng tu công ty. Hắn là sợ con rể trên mặt mũi không qua được, hắn cái này khuê nữ tính tình quá thẳng, đương nhiên cái này cũng cùng với nàng không có đem Hứa Thuần Lương xem như ngoại nhân có quan hệ. Cao Tân Duyệt để bọn hắn đi trước uống rượu, còn lại mình tới. Cao Hiểu Bạch chủ động tới thay nàng, thật sự là chịu không được nàng cái kia nhỏ biểu đệ, quá có thể dày vò. Nhìn qua tràn đầy một bàn phong phú thức ăn, Hứa Thuần Lương khen, Cao gia gia, ngài tay nghề này có thể so với khách sạn cấp sao đầu bếp A. Cao Hoành Đường cười nói, cũng tạm được, ta đều là những năm này cho bọn hắn đương bảo mẫu luyện ra được. Vương Phương Điền rất biết cách nói chuyện, thật đúng là, những năm này may mắn mà có cha ta, chúng ta công việc bận rộn, bình thường căn bản không có thời gian chiếu cố hài tử. Hắn mở một bình mao đài, Hứa Thuần Lương cướp cho bọn hắn rót, ở chỗ này hắn là vãn bối. Cao Tân Duyệt biết đại ca thích Hứa Thuần Lương, tuy nói hai nhà đi được gần, có thể lên lần gặp Hứa Thuần Lương hay là hắn khi còn bé, đã cơ hồ không có ấn tượng, trước mắt Hứa Thuần Lương thân hình cao lớn tướng mạo anh tuấn, ăn nói tự nhiên, đích thật là vị xuất sắc người trẻ tuổi. Cao Hoành Đường nâng chén hoan nghênh Hứa Thuần Lương tới làm khách, mọi người cùng nhau cạn ly rượu này. Cao Tân Duyệt gọi nhi tử tới dùng cơm, tiểu mập mạp chơi đến quên cả trời đất. Cao Tân Duyệt chỉ có thể thỉnh tốt đồ ăn cho hắn đưa qua, Cao Hoành Đường cảm thán nói, đứa nhỏ này ham chơi, vừa thấy được đồ chơi liền ăn cơm đều quên. Hứa Thuần Lương cười nói, là ta cho chiêu, mấy người đều nở nụ cười, Vương Phương Điền nói, với ngươi không quan hệ, đứa nhỏ này có chút đa động chứng. Cao Tân Duyệt trở về nghe được hắn nói như vậy, có chút không vui nói thế nào nhi tử, ngươi không nên tin những bác sĩ kia nói hưu nói vượn, nhi tử ta kiện kiện khang khang, có thể ăn có thể ngủ, làm sao lại đa động chứng. Vương Phương Điền cười khổ nói, đây không phải là Trần Quan Vân nói đến. Ngươi cái kia bạn học cũ, chính hắn tâm lý đều có mau bệnh, làm sao cho người khác xem bệnh. Thấy suất Cao Tân Duyệt trong nhà này rất cường thế, Cao Hoành Đường nói, tiểu Duyệt, ngươi đừng tại đây mà kéo dài làm hại chúng ta uống rượu, bồi huy đằng đi, tiểu tử này có thể dày vò đây. Cao Hiểu Bạch đem hầm tốt gà mái nấu đã bưng lên, giúp đỡ Hứa Thuần Lương bới thêm một chén nữa gà mái canh. Cao Hoành Đường để nàng cũng ngồi xuống ăn cơm, không cần bận rộn. Vương Phương Điền cùng Hứa Thuần Lương uống chén rượu, hỏi hắn lần này dự định ở kinh thành ngốc bao lâu. Hứa Thuần Lương nói cho hắn biết mình lần này cần ngốc đến sang năm số 10. Cao Hoành Đường nói, đến nửa tháng đâu, vậy sau này ngươi có thời gian liền tới dùng cơm, sớm cho Cao gia gia gọi điện thoại là được. Hứa Thuần Lương cười đáp ứng xuống. Vương Phương Điền uống vài chén rượu, sắc mặt trở nên có chút không dễ nhìn, ôm bụng nói, xin lỗi không tiếp được một chút, ta cái này túi mật viêm lại phạm vào. Cao Hiểu Bạch giải thích nói, ta cô phụ hắn túi mật kết sỏi, mãn tính túi mật viêm, đã sớm để hắn khai đao, nhưng hắn chính là không đi. Vương Phương Điền ăn hai mảnh thuốc giảm đau, vẫn là không thấy làm dịu, đau đến sắc mặt phát hoàng, ngồi ở trên ghế salon, đến nước tiểu nhiều lần mắc tiểu, lại đi phòng rửa tay, hết lần này tới lần khác tiểu mập mạp lúc này ở bên trong, Vương Phương Điền gấp đến độ gõ cửa. Cao Hoành Đường nói, Phương Điền, thực sự không được liền đi bệnh viện xem một chút đi. Vương Phương Điền ôm bụng từ bên trong ra, khoát tay áo nói, không có chuyện, bệnh cũ, ta nghỉ một lát liền tốt. Hứa Thuần Lương nói, Vương Thúc, muốn không giúp ngài nhìn xem. Vương Phương Điền nói, ngươi. Cao Hoành Đường nói, sao thế, ngươi đừng xem thường Thuần Lương, hắn nhưng là hồi Xuân Đường truyền nhân chính tông. Vương Phương Điền bồi cười nói, cha, ta cũng không có ý tứ kia, ta chính là không có ý tứ phiền phức. Ai u, hôm nay không biết thế nào đau đến đặc biệt lợi hại. Hứa Thuần Lương đi vào Vương Phương Điền trước mặt, nhìn mặt hắn sắc, giúp hắn cắt hạ mạch. Sau đó từ bên hông lấy ra túi châm. Cao Hiểu Bạch cùng cô liếc mắt nhìn nhau, tiểu tử này làm sao mang theo trong người châm cứu công cụ A. Mãn tính túi mật viêm, túi mật kết sỏi, thuộc về trung y uy hiếp đau phạm trù, bệnh vị trí tại gan, cùng can đảm trải qua tương quan, dương lăng suối là trị liệu uy hiếp đau mấu chốt yếu huyệt, thông huyền chỉ muốn phú bên trong viết, dưới sườn sườn bên cạnh người, đâm dương lăng mà liền ngừng lại. Hứa Thuần Lương lựa chọn phương án là kim châm thanh tả đảm kinh úc lửa, cho dương lăng suối thấu âm lăng suối, đi tả pháp. Dương lăng suối lại tên gân hội, dương chỉ âm dương, lăng có ý tứ là sơn lĩnh, suối là nước suối, dương lăng suối bởi vì huyệt đạo ở vào dưới gối ngoại liêm chỗ lõm xuống, còn như dãy núi dưới nước suối, lại ở dương bên cạnh, cho nên gọi tên. Gân, can đảm chỗ chủ chi phong, hội, giao nhau,
gần sẽ chỉ phải là đảm kinh thiên bộ phong vân ở đây tụ hợp. Giải phẫu vị trí, tại bắp chân trước phía ngoài thượng bộ, xương mác đầu nhỏ trước phía dưới chỗ lõm xuống, thuộc túc thiếu dương đảm kinh. Bản huyệt tính chất thuộc thổ, năm thua hợp huyệt, có thể thư gân linh hoạt, sơ lá gan lợi gan. Hứa Thuần Lương để Vương Phương Điền nằm ngửa ở trên ghế salon, thẳng đứng tiến kim châm hướng xương ống chân trước, kim châm cứu xuyên qua làn da xuyên thấu mỡ tầng, sau đó gặp da thịt tầng. Cây kim đến da thịt tầng đời sau, Vương Phương Điền sinh ra nhói nhói cảm giác, cây kim xuyên qua da thịt quá trình bên trong sinh ra mãnh liệt ê ẩm sưng cảm giác, loại cảm giác này dọc theo trải qua tự hướng phía dưới mở rộng đến mắt cá chân khớp nối, hướng lên mở rộng đến chi dưới các khớp nối, trải qua một loạt kích phát cùng dụ phát, mở rộng đến lộ phía trước gai. Hứa Thuần Lương chấn định tự nhiên, lấy tả pháp hành châm 3 phút, sau đó kim châm cứu tiếp tục hướng xuống đột phá, lúc này cây kim tiến vào cơ ở giữa tổ chức, kích phát thứ hai châm cảm. Vương Phương Điền cảm thấy kéo dài ê ẩm sưng cảm giác, so vừa rồi mãnh liệt mấy lần, hắn cắn chặt răng, toàn chứng cảm giác hướng phía dưới mở rộng đến toàn bộ mắt cá chân khớp nối, hướng lên đến đầu gối, hôm nay mở rộng đến vai trước cùng sau vai. Lúc này phải bên trên bụng hướng vai cõng bộ phóng xạ kịch liệt đau đớn đã hoàn toàn biến mất. Hứa Thuần Lương một châm thấy hiệu quả, Vương Phương Điền tựa như là một giấc mộng, nhìn thấy Hứa Thuần Lương thu châm, lúc này mới ý thức được đau đớn đã cách mình đi xa, hắn giải thư liễu nhất khí, thần A, tốt, ta không có chút nào đau, thực sự không có chút nào đau. Cao Hoành Đường vui mừng cười nói, ta cứ nói đi, hồi Xuân Đường truyền nhân chính tông, không sai được. Hứa Thuần Lương khiêm tốn nói, ta chỉ học đến ra ra một chút da lông. Cao Hoành Đường nói, ra ra ngươi một cọng lông cũng đủ người bình thường thụ dùng một đời. Hắn đối lão hữu y thuật cực kỳ tôn sùng, lại không biết Hứa Thuần Lương y thuật muốn siêu Hứa Trường Thiện rất nhiều. Hứa Thuần Lương hướng Vương Phương Điền nói, Vương Thúc, ngài có bệnh lịch sao? Hắn hiện tại cũng học được rất nhanh thức thời, nhìn Vương Phương Điền dĩ vãng bệnh lịch cùng siêu thanh báo cáo, Vương Phương Điền là phát thêm tính túi mật kết sỏi. Lớn nhất một viên đạt đến 15mm, dựa theo bệnh viện đề nghị, Vương Phương Điền sớm nên đi khai đao. Vương Phương Điền người này đi ngược chiều đao tồn tại không hiểu sợ hãi, bất quá nghe bác sĩ nói, nếu như hắn trường kỳ không khai đao, dễ dàng gây nên nham biến, hiện tại cũng suy nghĩ có phải hay không rút thời gian đi đem túi mật cho cắt. Hứa Thuần Lương hỏi một chút Vương Phương Điền tình huống, biết được hắn trời sinh tính rượu ngon, thích ăn dầu mỡ, mạch trượt đếm đọ sức chỉ, bựa lưỡi hoàng dày. Trứng thuộc nóng ướt tích lũy lâu ngày hóa lửa, gan thạch ngăn trệ gan đạo, hẳn là giúp cho thanh nhiệt lợi gan sắp xếp thạch. Hứa Thuần Lương để Cao Hiểu Bạch mang giấy bút tới, hiện trường cho Vương Phương Điền mở một tờ đơn thuốc. Xài hồ 25 cam, bạch thược 45 bộ xích thược 30 cam, chỉ thược 30 cam, úc kim 30 cam, hoạt thạch 30 cam, biển cát vàng 30 cam, đại hoàng 30 cam, thuốc đắng, sơn chi, mộc hương các 10 cam, đào nhân bùn, cam thảo các 50 cam. Xuyên cây nghiêu tất 30 cam, nhũ hương bảo, kê nội kim 10 giấm nguyên hồ như trà hòa thuốc vào nước, sun phát natri ngậm nước 15 cam phân sông, đại diệp tiền tài cỏ 120 mũ. Sắc lấy 600ml, sớm tối phân phục, ba tề sau căn cứ tình trạng tiến hành điều chỉnh. Cao Tân Duyệt nhìn thấy Hứa Thuần Lương sát có kỳ sự chẩn bệnh khai căn, trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm, dù sao tiểu tử này chỉ là cái tốt nghiệp trung học, liền viện y học đều không có trải qua. Liền xem như y học thế gia, nhưng Hứa Thuần Lương bộ dáng gì, đi qua nàng cũng nghe Cao Hiểu Bạch nói qua, nếu thật là để trượng phu dựa theo hắn đơn thuốc bốc thuốc, nàng còn có chút không yên lòng. Nhưng mới rồi Hứa Thuần Lương châm cứu quá trình nàng cũng nhìn thấy, nhắc tới tiểu tử cũng không phải một điểm bản lĩnh đều không có. Cao Hoành Đường nhìn thấy con rể đã khôi phục, để Hứa Thuần Lương rửa tay một cái về tới dùng cơm. Vương Phương Điền không dám uống rượu, chủ động đưa ra đi đốt cái canh. Cao Tân Duyệt đi theo hắn tiến vào phòng bếp, thấp giọng nói, người đến mai vẫn là đi bệnh viện nhìn xem, tuyệt đối đừng chậm trễ rồi. Vương Phương Điền nhẹ gật đầu, biết nàng đối Hứa Thuần Lương còn thiếu tín nhiệm, nhưng là vừa rồi châm cứu là mình tự mình cảm thụ qua, Hứa Thuần Lương một châm xuống dưới liền giải quyết hắn vấn đề, tiểu tử này lợi hại, hắn quyết định ăn trước Hứa Thuần Lương thuốc nhìn xem tình huống, nếu như không có hiệu quả, suy nghĩ thêm đi bệnh viện, hắn đi ngược chiều đao vẫn là kiêng kỵ. Có thể bảo thủ tận lượng vẫn là lựa chọn bảo thủ trị liệu. Hứa Thuần Lương cũng không trì hoãn quá lâu, lúc 8 giờ rưỡi liền đứng dậy cáo từ, Cao Hoành Đường nghĩ tiễn hắn, Cao Hiểu Bạch nói bên ngoài lạnh lẽo, vẫn là mình đi đưa. Hai người trẻ tuổi rời đi đời sau, Cao Tân Duyệt nói, cha, tiểu Hứa chính là ta ca nhìn chúng con rể a. Cao Hoành Đường nói,
người tuổi trẻ sự tình chúng ta mặc kệ. Vương Phương Điền nói, ta cảm thấy cái này Tiểu Hứa thật không tệ. Ngươi biết cái gì, hắn chính là cái tốt nghiệp trung học, Hiểu Bạch thế nhưng là thủy mộc nghiên cứu sinh. Cao Tân Duyệt cảm thấy không thích hợp, hai người chênh lệch quá lớn. Tiểu Mập Mạp bước đằng chạy tới, ca ca đâu? Cao Tân Duyệt trừng mắt liếc hắn một cái, đọc sách đi, cả ngày biết rõ nói chơi. Ngươi nhưng thật đáng ghét. Nói ai ngươi, tiểu tử, ngươi muốn ăn đòn có phải không? Cao Hiểu Bạch đưa đến dưới lầu, Hứa Thuần Lương nói, trở về đi, đêm hôm khuya khoát một cái nữ hài tử không an toàn. Cao Hiểu Bạch cười nói, kinh thành chị An rất tốt, ta còn là đưa ngươi đi chạm xe lửa đi, cổng có xe điện. Không cần, nơi này khoảng cách chỗ ta ở vẫn chưa tới 6 cây số, ta chạy tới, bình thường ban đêm đều rèn luyện. Cao Hiểu Bạch nhẹ gật đầu, vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút. Hứa Thuần Lương khoát tay áo. Đi theo Baidu hướng Đông Châu chú kinh bạn một đường chạy, đường băng nửa đường thời điểm nhận được Mặc Hàm điện thoại. Chỗ nào đâu? Bồi ra ra của ta xem tivi đâu? Hứa Thuần Lương nói láo há mồm liền ra. Biên, người tiếp lấy biên, ta mới từ hồi xuân đường ra. Hứa Thuần Lương cười nói, người đi hồi xuân đường làm gì? Bồi Hứa lão gia tử đánh cờ. Hứa Thuần Lương nói, ý của túy ông không phải ở rượu, Mặc Hàm, người có phải hay không coi trọng ta rồi? Ngoài miệng nhạo báng, nhưng trong lòng lại cảm thấy Mặc Hàm hướng hồi xuân đường đi cũng không có như vậy đơn giản, cô nàng này tâm nhãn đủ nhiều, trời sinh làm gián điệp tình báo công tác tài liệu tốt, không thể không để cho người ta hoài nghi nàng tiếp cận ra ra động cơ. Mặc Hàm nói, người kiểu nói này giống như cũng có một ít. Hứa Thuần Lương cười lên ha hả. Mặc Hàm nói, nhìn thấy Mai Như Tuyết rồi. Làm ngươi thí sự a. Hứa Thuần Lương lúc này có chút khí không thuận. Mặc Hàm cười nói, gấp, nếu không ta còn là giúp ngươi một chút đi. Được rồi, ta sự tình ngươi đừng mù lẫn vào. Sợ ta hại ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ngươi hại ta một chút thử một chút. Chó cắn Lữ Động Tân không biết nhân tâm tốt, Mặc Hàm mắng một câu đã cúp điện thoại. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, nhân tâm tốt, nếu không phải có mục đích khác, ta cùng ngươi họ. Hứa Thuần Lương trở lại Đông Châu tiệm cơm, khi thấy Nghiêm Kính Tùng ở bên ngoài tặng người. Chờ chiếc kia xe con Hồng Kỳ đi xa, Nghiêm Kính Tùng giơ lên tay mới buông xuống, nhìn thấy Hứa Thuần Lương, hắn vui ha ha nói, huynh đệ, chỗ nào tiêu sái trở về đây là? Hứa Thuần Lương nói, đi nhà bạn ăn cơm. Nghiêm Kính Tùng nhiệt tình giúp hắn kéo ra đại môn, chú kinh bạn cứ như vậy lớn một chút địa phương, Hứa Thuần Lương sáng nay trợ giúp Chu thư ký xoa bóp sự tình hắn cũng nghe nói. Hắn đối Hứa Thuần Lương bắt đầu có chút bội phục, đều đến một chỗ, một dạng bình đài. Người ta lập tức liền cùng đại lãnh đạo cùng một tuyến, mình liền đến gần dũng khí đều không có. Nghiêm Kính Tùng nhìn như khắp không trải qua thầm nghĩ, Chu thư ký lần này tới trường đảng học tập có phải hay không muốn ở nơi này. Hứa Thuần Lương nhìn hắn một cái, Nghiêm Kính Tùng cười rạng rỡ, thuận miệng hỏi một chút a. Hứa Thuần Lương nói, ta cùng hắn không quen. Nghiêm Kính Tùng trong lòng tự nhủ ngươi lừa gạt ai đây. Hai người trở về thời điểm ra đi. Vừa vặn Chu thư ký cùng mấy người đối diện đi xuất đến, Hứa Thuần Lương vốn định cúi đầu đi qua, không nghĩ tới Chu thư ký gọi lại hắn, "Tiểu Hứa." Hứa Thuần Lương đành phải cười nghênh đón tiếp lấy, "Chu thư ký." Chu thư ký đưa mắt liếc ra ý qua một cái, người bên cạnh lập tức biết điều né tránh đến một bên, Chu thư ký tìm Hứa Thuần Lương có việc, hắn nghe nói hồi xuân đường tổ truyền châm cứu trị liệu mặt đơ có hiệu quả, hắn có vị lão bằng hữu được mặt đơ, cái này đã có 2 năm, khôi phục từ đầu đến cuối không lý tưởng. Bởi vì thể nghiệm Hứa Thuần Lương thần kỳ thủ pháp đấm bóp, Chu thư ký nghĩ đến hắn hoặc Hứa có biện pháp. Hứa Thuần Lương đáp ứng Chu thư ký có thể cùng hắn đi xem một chút, hồi xuân đường tổ truyền châm cứu trị liệu mặt đơ, bình thường tới nói đều có thể trị hết, Chu thư ký liên tục gật đầu, lập tức đưa ra minh trên trời buổi trưa liền dẫn hắn đi. Hứa Thuần Lương nhìn thấy Chu thư ký trịnh trọng như vậy, đã đoán được người bệnh thân phận nhất định không hề tầm thường. Hứa Thuần Lương cùng Chu thư ký hẹn xong thời gian đợi sau. Đi vào thang máy trước, nhìn thấy Nghiêm Kính Tùng còn đang đợi mình, Hứa Thuần Lương cười nói, còn chưa lên đi à. Nghiêm Kính Tùng nói, đây không phải chờ ngươi trò chuyện 2 câu sao. Hứa Thuần Lương cùng hắn cùng nhau lên thang máy, Nghiêm Kính Tùng nói, ngày mai có thời gian không? Ta an bài một chiếc xe, chúng ta đi mộ ruộng dụ chơi đùa. Hứa Thuần Lương nói, ngày mai không thành, Chu thư ký ước hẹn. Nghiêm Kính Tùng cùng mình lôi kéo làm quen ý đồ quá rõ ràng. Hứa Thuần Lương coi như không có việc gì cũng không có ý định cùng hắn đi,
hai đại lão ra cùng một chỗ có ý gì? Nghiêm Kính Tùng cái eo không tự chủ được hướng xuống lại thấp một chút, cái này cùng Chu thư ký đến cùng quan hệ thế nào? Hẳn là đi qua liền nhận biết, xem ra rất không bình thường. Nghiêm Kính Tùng bồi tiếp Hứa Thuần Lương bên trên lầu 6, Hứa Thuần Lương nhắc nhở hắn giống như quên theo nút thang máy. Nghiêm Kính Tùng kỳ thật vốn là muốn cùng Hứa Thuần Lương đi trong phòng ngồi một chút, Hứa Thuần Lương không có mời hắn đi qua ý tứ, hắn cũng chỉ đành nói hồ đồ rồi. Hứa Thuần Lương đem hắn tâm tư thấy rõ ràng, nói một tiếng ngủ ngon trở về phòng. Vừa về đến phòng, Triệu Phi Dương liền gọi điện thoại đến đây, hỏi hắn có hay không đi Đông Châu chú kinh bạn. Truyền quốc dân đối với hắn thế nào? Hứa Thuần Lương nghe xong liền biết Triệu Phi Dương khẳng định trước cùng truyền quốc dân thông qua khí, hắn hướng Triệu Phi Dương biểu thị ra lòng biết ơn, đối với chuyện này Triệu Phi Dương hoàn toàn chính xác an bài đến tương đối đúng chỗ. Triệu Phi Dương cười nói, già phó cùng ta là mạc nghịch chi giao, đem người giao cho hắn ta yên tâm. Hứa Thuần Lương nói, phó chủ nhiệm cũng không có ít khen ngài. Triệu Phi Dương nói, có cái gì tốt thổi phồng đến mức A. Tại hoạn lộ bên trên, hắn cùng truyền quốc dân đều thuộc về thất bại cái chủng loại kia, truyền quốc dân thất bại là bởi vì quá coi trọng gia đình, mình thất bại là bởi vì tại công cùng tư ở giữa lựa chọn cái trước, bất quá hắn tin tưởng loại này thất bại chỉ là tạm thời, cuối cùng sẽ có một ngày hắn sẽ đi ra khốn cảnh. Hứa Thuần Lương nói, đúng rồi, ta hôm nay gặp được Chu thư ký. Triệu Phi Dương kỳ thật đã nghe truyền quốc dân nói qua chuyện này, cười nói, cho nên nói người trẻ tuổi chính là hẳn là thêm ra đi đi một chút. Bình thường ta muốn gặp Chu thư ký một mặt cũng khó khăn, ngươi vừa đi kinh thành liền gặp được. Hứa Thuần Lương nói, ta phát hiện chú kinh bạn thật sự là chỗ tốt, Đông Châu thị lớn tiểu cán bộ xuất hiện ở đây tần suất rất cao. Triệu Phi Dương nói, Đông Châu cán bộ đến kinh thành căn bản là không tính là cán bộ. Hắn nói xong ý thức được chính mình nói nhiều, nói tránh đi, ta cùng già phó nói qua, về sau ngươi đi kinh thành liền ở tại cái kia, có gì cần chuẩn bị ngươi một mực an bài, ta cho ngươi ôm lấy. Triệu Phi Dương tốt như thế ý vị rất đậm, Hứa Thuần Lương suy nghĩ một chút chẳng lẽ cùng Chu thư ký có quan hệ. Hắn phát hiện Triệu Phi Dương người này khả năng tuyển nhầm phương hướng, nếu như Triệu Phi Dương không có tử đi công chức, một mực lưu tại bên trong thể chế, có lẽ phát huy rảnh rỗi ở giữa lớn hơn. Triệu Phi Dương gọi cú điện thoại này thời điểm, người tại Nam Giang, hắn vốn định đi gặp Đường Kinh Vĩ, nhưng là đi vào Nam Giang đời sau, lại cải biến chủ ý, để hắn thay đổi chủ ý người kia là Từ Dĩnh. Từ Dĩnh quán trà đã khai trương, sinh ý từ đầu đến cuối thanh đạm, lúc này càng là không có khách nhân. Triệu Phi Dương lẳng lặng ngồi tại trong quán trà, Từ Dĩnh không nhanh không chậm nấu lấy trà, nghe hắn nói hắn tình cảnh trước mắt, Từ Dĩnh vốn cho rằng rời đi Đông Châu đi vào Nam Giang, liền có thể xa cách Triệu Phi Dương, thật không nghĩ đến hắn vẫn là như quá khứ như thế, gặp được phiền lòng sự tình kiểu gì cũng sẽ cái thứ nhất nghĩ đến chính mình. Từ Dĩnh thậm chí nghĩ, mình hẳn là cách càng xa một chút. Dạng này mới có thể triệt để thoát khỏi một chút bối rối, nhưng nàng lại lo lắng đi được quá xa lại nhiều lo lắng. Triệu Phi Dương nói, tổng nghe ta nói có đúng hay không phiền. Từ Dĩnh lạnh nhạt cười nói, ta tại Nam Giang bằng hữu không nhiều, người xa như vậy chạy tới có thể theo giúp ta trò chuyện, kỳ thật ta rất vui vẻ. Triệu Phi Dương nói, ta hiện tại có phải hay không càng lúc càng giống Tường Lâm Tẩu. Từ Dĩnh nói, Phi Dương, ta có một vấn đề, Trường Hưng là của ai? Triệu Phi Dương trong đầu hiển hiện xuất thứ một đáp án chính là mình, mặc dù hắn chưa hề hướng ra phía ngoài nói qua, nhưng là hắn sớm đã đem Trường Hưng trở thành mình một bộ phận, loại này cảm giác phi thường kỳ quái, hắn thậm chí hoài nghi tới đây là một loại tiềm ẩn tham lam. Hiện thực là Hoa Niên tập đoàn nắm trong tay Trường Hưng 80% cổ quyền, Trường Hưng là Hoa Niên. Cũng không hẳn vậy, trong thành phố có được 20% cổ phần, không nên xem thường cái này 20%, trong thành phố vẫn nắm Trường Hưng mệnh mạch. Cho dù Trường Hưng cổ quyền 100% thuộc về Hoa Niên, nhưng là tại Đông Châu trên mặt đất, mặc kệ là Đường Kinh Vĩ vẫn là Đường Kinh Luân, bọn hắn cũng phải cố kỵ 3 phần. Từ Dĩnh nói, người cảm thấy khó chịu là bởi vì người cố kỵ quá nhiều, kỳ thật một người miễn là còn sống liền không có tuyệt đối tự do có thể nói, người từ đi công chức, mặt ngoài lấy được tự do, nhưng là người quên nhất quan đỉnh một sự kiện, xí nghiệp tư nhân quản lý càng thêm dã man càng máu lạnh. Bọn hắn cần phải là một cái có thể vì bọn họ không ngừng sáng tạo giá trị người. Triệu Phi Dương uống trà, những đạo lý này hắn đều hiểu. Từ Dĩnh nói, tiểu Hứa có thể có được Đường Kinh Luân trọng dụng, không chỉ bởi vì năng lực của hắn, chủ yếu hơn là Đường Kinh Luân ra ngoài bố cục cần. Triệu Phi Dương nói, Đường Kinh Luân ngay tại một chút xíu phân mỏng quyền lực trong tay của ta.
Từ Dĩnh nói, ngươi vừa nói Bùi Lâm phải chịu trách nhiệm kiểm tra sức khỏe cùng y đẹp. Triệu Phi Dương gật đầu nói, ta để nàng không nên tiếp nhận, nhưng là nàng hết lần này tới lần khác không nghe. Từ Dĩnh nói, Đường Kinh Luân dùng nàng lại là vì cái gì? Triệu Phi Dương cười khổ nói, còn không phải là vì kiềm chế ta. Nói đến đây trong đầu hắn bỗng nhiên sáng lên, cái này chứng minh, chỉ tại trước mắt Đường Kinh Luân là không thể rời đi từ mình, không phải hắn cần gì phải vắt óc tìm mưu kế tướng Bùi Lâm dẫn vào trong cục, chẳng lẽ Đường Kinh Luân trước đó đối với mình lạnh nhạt nhưng thật ra là tại đợi chờ mình chủ động xuất kích. Từ Dĩnh từ Triệu Phi Dương trong ánh mắt đọc được cái gì, thở dài nói, Phi Dương, ta vốn không nên hỏi đến chuyện nhà của ngươi, thế nhưng là nếu như ngươi liền Bùi Lâm đều trưởng khống không được, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng bị loại. Triệu Phi Dương nhìn qua Từ Dĩnh, ta càng ngày càng phát hiện, nàng chỉ là một cái nông cạn nữ nhân. Khả năng ngươi chưa hề chân chính đi tìm hiểu qua nàng. Từ Dĩnh là Triệu Phi Dương thêm đầy trà, nàng cũng không cho rằng Bùi Lâm nông cạn. Triệu Phi Dương nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy một trận hối hận. Hắn bỗng nhiên ý thức được, mình cần đến chưa hề đều không phải là Bùi Lâm, nhưng hắn lại ma xui quỷ khiến tới mức độ này, từ bỏ đoạn hôn nhân này. Hắn không dám tưởng tượng làm như vậy hậu quả. Suốt cục, hắn một tay thúc đẩy cải chế, Trường Hưng trên tay hắn thu được tân sinh, còn chưa bay lên mình liền muốn ảm đạm rời sân. Hắn không cam tâm, mà lại hắn đã từ đi công chức, không có đường lui, bị loại liền mang ý nghĩa hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu, hắn lúc trước liền làm xong đập nồi dìm thuyền quyết định. Hắn thua không nổi. Triệu Phi Dương nội tâm đang kịch liệt đều tranh nhau, bởi vì xoắn suýt, hắn chăm chú kiếm lên quyền trái. Từ Dĩnh nhìn qua ngoài cửa sổ, một vầng minh nguyệt treo trên cao bầu trời đêm, Nam Giang ánh trăng cùng Đông Châu cũng không hề có sự khác biệt. Nàng biết Triệu Phi Dương khuyết thiếu chưa hề đều không phải là dũng khí, mà là hắn quan tâm đồ vật quá nhiều, mình có thể nhìn ra, người khác một dạng đó có thể thấy được. Pha lê phản chiếu xuất Triệu Phi Dương hơi mở cái bóng. Thấy không rõ mặt mũi của hắn, nhưng lại có thể xem thấu hắn tâm tư, Từ Dĩnh phảng phất nhìn thấy Triệu Phi Dương ngay tại một chút xíu hãm nhập vũng bùn, nàng rất muốn kéo hắn một thanh, nhưng lực lượng của nàng lại là có hạn, có thể thoát khỏi khốn cảnh chỉ có chính hắn. Đường Kinh Luân nhận được Triệu Phi Dương điện thoại, hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, Triệu Phi Dương cú điện thoại này sớm tối đều muốn đánh, chỉ là so với hắn dự liệu thời gian muốn thoáng chậm kia a một chút xíu. Dù sao cũng là thể chế xuất thân, Triệu Phi Dương trên thân vẫn là có như vậy điểm ngạo khí. Đường Kinh Luân nghe nói Triệu Phi Dương người tại Nam Giang, hẹn hắn đi tông núi gôn. Triệu Phi Dương sẽ không đánh gôn, đi vào hiện trường, Đường Kinh Luân cổ vũ hắn thử một chút, đánh mấy cái, phát hiện hắn lại có phương diện này thiên phú. Hai người vừa đi vừa nói, Đường Kinh Luân nói, Phi Dương a, người bây giờ theo tới không đồng dạng, phải học được thích ứng mới quản lý phương thức. Cũng muốn học sẽ hưởng thụ sinh hoạt. Hắn vung ra xinh đẹp một cây. Triệu Phi Dương nói, bóng tốt. Đường Kinh Luân nói, đừng nhìn ta đánh nhiều năm như vậy cầu, nhưng kỹ thuật bóng từ đầu đến cuối không có gì tiến bộ, ta kỹ thuật dẫn bóng cùng ta đại ca trình độ chơi bài không sai biệt lắm, ha ha ha. Triệu Phi Dương không nói chuyện, Đường Kinh Luân là ở bên trong hàm đại ca hắn cực chuyện tiền bạc sao. Hai người đi đến quả lĩnh, Đường Kinh Luân chỉ vào cách đó không xa từng tòa biệt thự nói. Nhìn thấy ngôi biệt thự kia không có. Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu, ngài. Đường Kinh Luân lắc đầu nói, ngươi. Triệu Phi Dương sửng sốt một chút, sau đó cười nói, vô công bất thụ lộc. Đường Kinh Luân nói, lần này hợp tác thành công ngươi dựng lên đầu công, ta đi qua đã cảm thấy ngươi tiền lương quá thấp, tập đoàn cũng không có cho ngươi tương ứng ban thưởng, nhưng khi đó ta không phụ trách lớn khỏe mạnh cái này một khối, hiện tại tập đoàn tầng quản lý điều chỉnh. Mọi người đề cử ta là công ty tân nhiệm có thể không, con người của ta phong cách làm việc chính là như vậy, có công tất thưởng, từng có định phạt. Triệu Phi Dương trong lòng tự nhủ Đường Kinh Luân xuất thủ cũng quá hào phóng, so với Đường Kinh Vĩ, hắn phong cách làm việc càng thêm khí quyển. Triệu Phi Dương cười nói, vậy vẫn là chờ ta tướng hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện dựng lên thời điểm, lại luận công hành thưởng đi. Đường Kinh Luân nói, ngươi chẳng những là Trường Hưng bệnh viện viện trưởng, ngươi hay là của ta muội phu. Chúng ta rất nhanh liền là người một nhà, không muốn cự tuyệt, biệt thự này là ta đưa cho các ngươi kết hôn lễ vật. Triệu Phi Dương nói, Đường Tổng, có chuyện ta muốn theo ngài thương lượng một chút. Nói, người một nhà, không có gì tốt khách khí. Đường Kinh Luân thân thiết vỗ vỗ bờ vai của hắn. Quyển 6, kinh thành thật lớn tuyết. Triệu Phi Dương nói, ta cảm thấy Bùi Lâm tiến vào lớn khỏe mạnh cấp lãnh đạo cũng không thỏa đáng. Đường Kinh Luân cười ha ha,
ngươi là muốn tránh hiểm nghi à, không quan hệ, chúng ta nâng hiền không tránh thân. Hắn đã sớm ngờ tới Triệu Phi Dương sẽ phản đối. Triệu Phi Dương gọn gàng dứt khoát nói, ta không cho rằng nàng có năng lực phụ trách ngài an bài công việc. Đường Kinh Luân cười tủm tỉm nói, ngươi nói là ánh mắt của ta có vấn đề. Triệu Phi Dương nói, ta không phải ý tứ này, ta đối nàng hay là vô cùng hiểu rõ, nàng cách đối nhân xử thế cách cục không đủ, nếu để cho nàng đảm nhiệm cái này chức vụ, ta lo lắng về sau sẽ ảnh hưởng đến chỉnh thể nghiệp vụ phát triển. Đường Kinh Luân nói, Phi Dương a, ngươi có phải hay không lo lắng ta muốn dùng Bùi Lâm đến kiểm chế ngươi? Ta không có nghĩ tới phương diện này qua, Triệu Phi Dương coi như suy nghĩ cũng sẽ không ở trước mặt thừa nhận. Đường Kinh Luân nói, đã ngươi nói như vậy, vậy không thể làm gì khác hơn là được rồi, bất quá cứ như vậy, ta cái kia em gái nuôi có thể sẽ thất vọng. Triệu Phi Dương không nghĩ tới chuyện này sẽ tiến hành đến thuận lợi như vậy, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngài yên tâm, ta sẽ giải thích với nàng rõ ràng. Đường Kinh Luân nói, đúng rồi, hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện bên kia công trình tiến triển như thế nào? Triệu Phi Dương nói, đã tiến vào nền tảng giai đoạn. Tốt, Phi Dương, ngươi trở về chuẩn bị một chút, khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện bên kia nhất định phải nhanh khởi công, hạng mục này là sang năm tập đoàn kiến thiết nặng bên trong chi. Triệu Phi Dương có loại dự cảm bất tường, Đông Châu bên này kiến thiết tiến độ rất có thể sẽ chịu ảnh hưởng, Đường Kinh Luân trong hồ lô đến tột cùng bán được thuốc gì. Hắn phi thường rõ ràng Hoa Niên trước mắt tình trạng tài chính, Đường Kinh Luân cử động lần này mang ý nghĩa công ty kinh doanh chiến lược chuyển di, cũng mang ý nghĩa đầu tư trọng điểm chuyển di. 9 giờ sáng, Hứa Thuần Lương sớm 5 phút đồng hồ đi vào Đông Châu tiệm cơm bãi đỗ xe, một cỗ giặt rửa đến sạch sẽ đừng khắc thương vụ đậu ở chỗ đó, lái xe ngay tại trước xe chờ đợi, Chu thư ký cùng thư ký Trương Tùng đến đúng giờ đến, hắn là cái thời gian quan niệm rất mạnh người. Sau khi lên xe, Chu thư ký nhìn đồng hồ tay một chút, hắn mang phải là một khối phổ thông thông Hải Âu biểu, may mắn là mùa đông, không phải Hứa Thuần Lương địch thông cầm liền có vẻ hơi chát nhãn, bất quá cũng không có gì, hắn quan quá nhỏ, đồng hồ cũng là phụ thân đưa cho hắn. Trương Tùng lúc này mới đem địa chỉ nói cho lái xe nắm lấy bọn hắn hướng mục đích chạy tới. Chu thư ký hướng Hứa Thuần Lương cười cười nói, tiểu Hứa, không muốn có bất kỳ áp lực tâm lý, ta vị lão bằng hữu này hắn 2 năm trước được mặt đơ. Khôi phục không tốt, đi thăm kinh thành danh y, bên trong tây y tất cả đều thử qua, người hết sức liền tốt. Hắn đối Hứa Thuần Lương là ôm có hy vọng, nhưng cũng không phải quá lớn, dù sao kinh thành chữa bệnh tài nguyên muốn so Đông Châu mạnh hơn nhiều. Hồi xuân đường tại Đông Châu được cho một khối biển chữ vàng, nhưng là ở kinh thành lại không có danh khí gì, Chu thư ký quyết định tướng Hứa Thuần Lương đề cử cho mình vị này bằng hữu, chủ nếu là bởi vì hắn tự mình thể nghiệm qua Hứa Thuần Lương thủ pháp. Hứa Thuần Lương không có bất kỳ cái gì áp lực, hắn biết Chu thư ký hôm nay dẫn hắn đi gặp người không phú thì quý, xa hành hơn 10 phút, liền đi tới một chỗ náo bên trong lấy tĩnh địa phương, Hứa Thuần Lương con đường không quen, bất quá nhìn tới cửa cảnh vệ, liền biết nơi này người bình thường vào không được. Chu thư ký thực hiện ước hẹn, thư ký Trương Tùng hạ đi công việc thủ tục, một lát sau, nhìn thấy một vị dáng người thẳng tắp quân nhân tới đón lấy, bọn hắn xe lúc này mới tiến vào cư xá. Quân nhân lấy một chiếc quân dụng Việt giã tại phía trước dẫn đường, đừng khắc xe chậm rãi theo ở phía sau. Hứa Thuần Lương phát hiện liền Chu thư ký hô hấp đều trở nên nhu hòa lên, hắn không nói thêm gì nữa, ánh mắt nhìn qua ngoài cửa sổ. Ô tô tại cây xanh thấp thoáng bên trong một tòa màu đỏ lầu nhỏ trước dừng lại, Chu thư ký để Trương Tùng cùng lái xe trong xe chờ lấy, mang theo Hứa Thuần Lương tiến vào trong nội viện, phổ thông thông tầng 2 lầu nhỏ. Viện tử rất lớn, một vị lão nhân đang ở trong sân đánh lấy ngũ cầm hí. Chu thư ký hướng lão nhân nhìn thoáng qua, không dám đánh nhiễu, hộ tống vị kia quân nhân tiếp tục hướng trong tiểu lâu đi đến. Bọn hắn cũng nhanh đi vào trước cửa thời điểm, đại môn đi ra, một vị thân hình cao lớn nam tử trung niên từ bên trong ra, cười nói, nghi phong đến rồi. Chu thư ký cười đến ấm áp bên trong mang theo vài phần thận trọng, Sương Nguyên huynh phong thái vẫn như cũ a. Hai người nắm tay, Hứa Thuần Lương lưu ý đến tên nam tử kia duỗi ra một cái tay, Chu thư ký là hai tay, xem ra quan hệ của hai người không hề chỉ là Chu thư ký nói tới lão bằng hữu. Chu thư ký tướng bên người Hứa Thuần Lương giới thiệu cho tên nam tử kia, vị này là chúng ta Đông Châu hồi xuân đường Hứa Thuần Lương, vị này. Nam tử trung niên giành nói, ta họ Diệp, Hứa tiên sinh tốt. Hắn chủ động vươn tay ra. Hứa Thuần Lương cùng Diệp Sương Nguyên nắm tay, phát hiện mặt của đối phương bộ biểu lộ không quá bình thường. Bên trái dưới khóe miệng rủ xuống, mũi khe môi ít đi.
Mặt đơ đa số tình huống là bởi vì phong hàn xâm nhập bộ mặt kinh lạc, trị liệu là lấy tán lạnh thông lạc làm chủ, cấp tính kỳ châm cứu tốt nhất, bình thường tới nói dự đoán bệnh tình tốt đẹp, nhưng là không bài trừ lặp đi lặp lại phát tác, thậm chí lưu lại nghiêm trọng di chứng. Diệp Sương Nguyên năm nay 54 tuổi, bởi vì được bảo dưỡng nương cho nên thoạt nhìn cũng chỉ là hơn 40 tuổi dáng vẻ, hắn đối tự thân hình tượng tương đương coi trọng, cho nên hiện tại cái dạng này để hắn phi thường bối rối. Chu thư ký có một chút không có nói sai, Diệp Sương Nguyên vì miệng méo sự tình đi thăm danh y, nhưng là nhiều lần trị liệu cũng không đổi thiện, hắn hiện tại đã dần dần tiếp nhận hiện thực. Nếu là vì trợ giúp Diệp Sương Nguyên xem bệnh mà đến, cho nên Hứa Thuần Lương đi thẳng vào vấn đề, hắn đưa ra là Diệp Sương Nguyên bắt mạch. Diệp Sương Nguyên đã sớm biết hắn đến đây mục đích, cho nên trực tiếp đưa tay cổ tay giao cho hắn. Hứa Thuần Lương là Diệp Sương Nguyên bắt mạch, Diệp Sương Nguyên mạch tượng cũng không khác thường, hắn quan sát một chút Diệp Sương Nguyên bộ mặt, để hắn phồng lên, Diệp Sương Nguyên miệng vẫn có chút hở, lại nhìn một chút Diệp Sương Nguyên bựa lưỡi. Hứa Thuần Lương nói, Diệp tiên sinh, ngài giống như không có bệnh a. Chu thư ký trong lòng thầm than, rõ ràng như vậy mau bệnh, ngay cả ta đều đã nhìn ra, người sao có thể nói không có bệnh đâu. Diệp Sương Nguyên nói, thân thể là không có gì mau bệnh, chỉ là khuôn mặt của ta bởi vì phải gió đời sau từ đầu đến cuối kéo dài không càng. Hứa Thuần Lương lắc đầu nói, không phải phải gió vấn đề. Ồ, Diệp Sương Nguyên vẫn là lần đầu nghe được dạng này thuyết pháp, tiểu tử này trẻ tuổi như vậy, xem ra cũng không có kinh nghiệm gì. Chu thư ký nói, trần bệnh không phải đã sớm minh xác sao? Hắn nhưng thật ra là đang nhắc nhở Hứa Thuần Lương, người ta không biết tìm nhiều ít danh y nhìn qua, trần bệnh phương bột đã không hề nghi ngờ. Hứa Thuần Lương nói, Diệp tiên sinh, xin hỏi ngài bộ mặt làm qua loại nào trị liệu? Diệp Sương Nguyên nói, châm cứu qua mấy lần, bất quá hiệu quả cũng không rõ ràng. Hứa Thuần Lương nói, ta chỉ đến không phải châm cứu. Diệp Sương Nguyên rõ ràng sửng sốt một chút, người trẻ tuổi kia đang nói cái gì? Hứa Thuần Lương nói, tha thứ ta nói thẳng, ngài bộ mặt hẳn là trong dược vật độc. Diệp Sương Nguyên lúc này đã hoàn toàn thu hồi khinh thị tâm lý, hắn là cái cực kỳ coi trọng bảo dưỡng người, cho nên hắn 5 năm trước liền bắt đầu tiêm vào thịt độc tố, nhưng là mặt của hắn cũng không phải là tiêm vào thịt độc tố đưa tới, trước đó đánh nhiều năm như vậy đều vô sự, hắn cũng hoài nghi tới, nhưng là trải qua chuyên nghiệp giám định cùng hắn tiêm vào thịt độc tố không quan hệ. Hứa Thuần Lương nói, đây cũng là ngài mấy lần châm cứu không có khôi phục nguyên nhân. Bình thường tới nói, nếu như phong hàn tập lạc, lấy khử gió tán lạnh, thư gân linh hoạt là pháp, có thể dùng ma hoàng phụ tử cây tế tân canh thêm giảm. Nếu như gió nóng tập lạc, lấy khử phong thanh nóng, hoạt huyết thông lạc là pháp, có thể dùng đại tần mạo xương canh thêm giảm. Nhưng ngài bột co quắp cả hai đều không là, cho nên muốn lấy bài độc làm chủ, chỉ cần thanh trừ thể nội độc tố, bộ mặt lập tức khôi phục như thường. Diệp Sương Nguyên từ đầu đến cuối cũng không có thừa nhận mình đánh qua thịt độc tố. Chu thư ký gặp hắn không nói lời nào chẳng khác nào là ngầm thừa nhận, trong lòng thầm than hắn cũng quá yêu quý hình không. Hứa Thuần Lương nói, Diệp tiên sinh nếu là đồng ý, ta hiện tại liền có thể là ngài châm cứu. Diệp Sương Nguyên hiện tại đã ý thức được trước mắt cái này vị trẻ tuổi thật có chút bản lĩnh, liền để hắn thử một chút cũng không sao. Hứa Thuần Lương bản ý là tìm thanh tĩnh gian phòng, nhưng Diệp Sương Nguyên biểu thị ở phòng khách là được. Hứa Thuần Lương cũng không phải là chọn lựa đầu tiên bộ mặt hành châm. Lấy ra kim châm cứu, thủ lấy ngoại quan huyệt. Ngoại quan huyệt ở vào cẳng tay bên lưng, đường dương ao cùng cùi trỏ liên tuyến thượng, cổ tay ngang lưng văn bên trên hai thốn, xương trụ cẳng tay cùng gốc xương ở giữa, thuộc, thủ thiếu dương tam tiêu kinh, chớ đi thủ quyết âm tâm bao kinh, thông tại dương duy mạch. Ngoại quan huyệt chính là tám mạch giao nhau chi huyệt, cùng lâm khóc phù hợp mắt sắc nhọn khóe mắt, sau tai, gò má bộ, cái cổ vai, châm cứu ngoại quan huyệt nhưng thư gân linh hoạt. Thanh nhiệt giải biểu, dùng thuốc lưu thông khí huyết giảm đau. Hứa Thuần Lương hạ châm đời sau, Diệp Sương Nguyên trước cảm thấy rất nhỏ đâm nhói, sau đó sinh ra căng đau cảm giác, lấy cây kim làm trung tâm, loại này căng đau cảm giác cấp tốc hướng chung quanh mở rộng, mờ u bàn tay như là bị người dùng lực nắm cầm, loại cảm giác này dọc theo kinh lạc hướng lên mở rộng đến khuỷu tay khớp nối, hướng phía dưới mở rộng tới tay lưng. Kim châm cứu tiếp tục thâm nhập sâu, cảm giác đau đớn gần như biến mất, chỉ còn lại nóng chứng cảm giác. Đây là thứ hai châm cảm, dọc theo kinh lạc mở rộng phạm vi càng lúc càng lớn, hướng phía dưới đến lòng bàn tay cùng ngón tay, lan tràn lên phía trên đến vai khớp nối. Hứa Thuần Lương lúc này tướng nội lực dọc theo kim châm cứu đầu nhập Diệp Sương Nguyên thể nội, một loại cảm giác kỳ quái điệp ra tại thứ hai châm cảm phía trên, Diệp Sương Nguyên bắt đầu coi là đau đớn,
rất nhanh phân biệt kia là một cỗ như tơ ý lạnh, khí lạnh dọc theo cánh tay hắn kinh lạc thẳng tới vai khóa khớp nối, dọc theo phần cổ của hắn tiếp tục mở rộng. Hứa Thuần Lương lúc này lấy một cây ba cạnh châm, đâm vào tay phải của hắn quan trùng huyệt bên trên. Quan trùng huyệt chính là thủ thiếu dương tam tiêu kinh tỉnh huyệt, quan chính là cửa ải, trùng chính là trùng xạ, quan trùng có ý tứ là tam tiêu kinh thể nội kinh mạch ấm áp hơi nước, bởi vậy bên ngoài sông bên ngoài thân kinh mạch, âm tính thủy dịch bị giam kẹt ở thể nội, ở vào người hai tay ngón áp út nhánh cuối thước bên cạnh, khoảng cách móng tay 0.1 tấc. Kim châm quan trùng huyệt, tả nóng thông khiếu, hoạt huyết thông lạc. Hứa Thuần Lương một nhát này tương đương tướng thủ thiếu dương tam tiêu kinh mở một cái cửa sổ, máu tươi từ quan trùng huyệt bên trong tuôn ra. Chu thư ký một bên thấy hãi hùng khiếp vía, châm cứu làm sao còn thấy máu. Diệp Sương Nguyên chấn định tự nhiên, nhìn lấy mình trên ngón vô danh toát ra huyết châu, cảm giác cái này máu tươi nhan sắc rõ ràng biến thành màu đen, để hắn kỳ quái hơn nữa chính là, hắn cảm giác thể nội tựa hồ có nhiệt khí trải qua quan trùng huyệt không ngừng tiết ra ngoài. Mình liền như là một trái bóng da. Loại này tả thân không ngừng cảm giác để Diệp Sương Nguyên có chút lo lắng, nếu như một mực tiếp tục như vậy, sẽ không phải ra cái gì đường rẽ a. Còn tốt sau 5 phút Hứa Thuần Lương liền phong bế hắn quan trùng huyệt, đổi châm về sau, tại Diệp Sương Nguyên bộ mặt hạ châm, lựa chọn dương bạch, tứ bạch, chán lao, gò má xe, kho, ế phong, thái dương là chủ huyệt theo thứ tự hạ châm. Chu thư ký nhìn thấy Diệp Sương Nguyên nửa bên phải trên hai gò má bị đâm hơn 10 chi kim châm cứu. Bộ mặt cơ bắp không ngừng run rẩy nhảy lên, cảm giác có chút tê cả da đầu, mình có phải hay không chủ quan, nếu là Hứa Thuần Lương tướng Diệp Sương Nguyên đâm ra một cái nguy hiểm tính mạng, mình chẳng phải là lòng tốt làm chuyện xấu. Diệp Sương Nguyên hiện ở trên mặt biểu lộ đã hoàn toàn không bị khống chế, bởi vì trên mặt cơ bắp co vào, cho nên biểu lộ cũng không ngừng biến ảo, trong thời gian ngắn hỉ nộ ai vui biểu lộ thay nhau ở trên mặt xuất hiện. Nếu như không phải sự tình biết tiên tri tình trạng, nhất định sẽ bị Diệp Sương Nguyên lúc này biểu lộ cho kinh sợ. Hứa Thuần Lương không chút hoang mang, cầm lấy trước đó chuẩn bị cồn khăn ướt xoa xoa tay, sau đó bưng lên trước mặt ly kia trà không nhanh không chậm uống. Chu thư ký nhỏ giọng hỏi, tiểu Hứa, trị liệu vẫn chưa xong à? Hứa Thuần Lương lắc đầu, cũng không khởi châm đâu, trị liệu làm sao có thể kết thúc? Nhìn ra Chu thư ký phi thường lo lắng, Hứa Thuần Lương nói, cần lưu châm một cái canh giờ. Lưu châm là chỉ tướng kim châm cứu dừng lại trên cơ thể người trong tổ chức đạt tới nhất định hiệu quả trị liệu thủ pháp, là châm cứu trị liệu một cái trọng yếu khâu. Linh khu ghi chép, bên trên thủ cơ người, biết thủ khí. Cơ chi không động đậy cách không trung người, biết khí chi hư thực, dùng châm chi từ tật vậy. Không trung cơ hội thanh tịnh lấy hơi người, châm lấy đến khí, mật ý thủ khí chớ mất. Lưu châm tùy từng người mà khác nhau, thân thể cường tráng người, nghi ở lâu. Lão niên cùng anh trẻ nhỏ lưu châm thời gian muốn ngắn, trọng yếu nhất là căn cứ khác biệt chứng bệnh, khác biệt hành châm thời gian cùng châm cảm mẫn cảm trình độ đến xác định lưu châm thời gian. Diệp Sương Nguyên bộ mặt cơ bắp bởi vì tấp nập co vào mà bắt đầu mỏi nhừ, ước chừng qua nửa giờ, bộ mặt đã chua xót đến khó mà chịu đựng, hết lần này tới lần khác tại cái này cái thời điểm, Hứa Thuần Lương bắt đầu dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào châm đuôi. Mỗi chạm thử liền như là có một cỗ yếu ớt dòng điện dọc theo bộ mặt mạch lạc hướng tai, bờ môi, con mắt, đầu lưỡi khuếch tán. Hứa Thuần Lương đụng vào vị đưa khác biệt, mang đến cho hắn một cảm giác cũng hoàn toàn khác biệt. Chu thư ký nhìn thấy Diệp Sương Nguyên ngũ quan như là khiêu vũ, thật sự là không đành lòng lại nhìn. Lúc này vừa rồi vị kia đánh thái cực quyền lão giả rèn luyện xong từ bên ngoài tiến đến, bởi vì Hứa Thuần Lương liền trong phòng khách là Diệp Sương Nguyên thi châm, cho nên hắn tiến đến sau liền thấy. Chu thư ký hoảng vội vàng đứng dậy hô, Diệp lão. Lão giả nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn ngồi xuống, có chút hăng hái nhìn qua trị liệu hiện trường, nói khẽ, châm cứu. Chu thư ký nói, ta từ Đông Châu mời tới bác sĩ. Hứa Thuần Lương trong lòng cười thầm, Chu thư ký nếu là biết mình liền cái bằng hành nghề thầy thuốc đều không có lăn lộn đến, chỉ sợ sẽ không tùy tiện đem mình mang tới giúp người châm cứu. Hứa Thuần Lương biết Diệp lão thân phận tôn long, nhưng là thời kỳ trị liệu ở giữa. Cần phải gìn giữ chuyên chú, cũng không cùng Diệp lão chào hỏi. Diệp lão đi trở về phòng, qua nửa giờ, hắn lại ra, vừa mới tắm rửa qua đổi một bộ quần áo, lần này trực tiếp tại ngồi xuống một bên đứng ngoài quan sát. Hứa Thuần Lương bắt đầu xoay tròn châm chuôi, lần này Diệp Sương Nguyên khuôn mặt bắt đầu trở nên vặn vẹo. Diệp lão nhìn trong chốc lát, cuối cùng nhìn không được hỏi, tiểu hỏa tử, ngươi có thể đem hắn miệng méo chữa khỏi sao? Chu thư ký có chút muốn cười.
loại lời này cũng chỉ có cha ruột dám nói. Hứa Thuần Lương lúc này mới hướng Diệp lão cười cười nói, lão gia tử, chỉ nói không luyện giả kỹ năng, đợi lát nữa ngài nhìn hiệu quả. Chu thư ký thầm than tiểu tử này có mắt không biết Thái Sơn, thế mà để người ta lão gia tử, bất quá nghĩ lại người không biết vô tội, huống chi Diệp lão không có chút nào để ý. Diệp lão nói, hắn gương mặt này châm qua nhiều lần, ta cảm giác càng châm càng sai lệch, hơn 50 tuổi người, lệch ra liền lệch ra thôi, cũng không phải tiểu cô nương, thật sự là già mồm. Diệp Sương Nguyên dở khóc dở cười, lão cha trước mặt nhiều người như vậy cứ như vậy nói, có suy nghĩ hay không cảm thụ của mình. Hắn có chút hối hận lựa chọn ở phòng khách trị bệnh. Hứa Thuần Lương nói, lão gia tử, ngài lời ấy sai rồi, thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, chỗ trống nữ dung mạo là từ các ngươi nơi đó truyền thừa tới, đương nhiên muốn phá lệ chân quý, nếu là buông xuôi bỏ mặc, tùy ý tiêu xài, đó mới là đối phụ mẫu lớn nhất bất kính. Diệp lão nói, tiểu hòa tử kiến thức có thể a. Hứa Thuần Lương nói, ta mặc dù không hiểu đại đạo lý, tiểu đạo lý vẫn là hiểu một chút. Diệp lão cười ha ha, thế mà chủ động cho Hứa Thuần Lương thêm đầy trà, bưng lên ly kia trà đưa cho hắn, tiểu hòa tử, uống trà. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, lại xoa xoa tay, hai tay tiếp nhận. Chu thư ký nhìn thấy Hứa Thuần Lương tại Diệp lão trước mặt không kiêu ngạo không tự ti, ăn nói tự nhiên, trong lòng thầm khen, tiểu tử này thật là có thể, đổi thành người khác chỉ sợ sớm đã e sợ trận, xem ra chưa nói cho hắn biết Diệp lão thân phận là đúng, người không biết không sợ. Diệp lão thế mà lấy điện thoại cầm tay ra nhắm ngay Diệp Sương Nguyên mặt chụp mấy bức. Người chung quanh không khỏi mỉm cười, đều nói người già như ngoan đồng, Diệp lão cũng là như thế. Diệp Sương Nguyên khổ vì trên mặt cắm hơn 20 dễ kim châm cứu, hiện tại cũng không dám mở miệng nói chuyện. Diệp lão nói, để ngươi xú mỹ, cắm vào cùng con nhím giống như. Lúc này, có người đi vào rồi, người tới vừa vào cửa lên đường, ra ra, ta trở về. Hứa Thuần Lương nghe thanh âm này có chút quen thuộc, quay người nhìn lại, lại là Diệp Thanh Nhã, trong lòng thầm than, thật sự là vô xảo bất thành thư, nguyên lai Diệp Thanh Nhã là vị này Diệp lão tôn nữ, Diệp gia cùng Kiều gia là quan hệ thông gia quan hệ, hai nhà khẳng định là môn đăng hộ đối. Diệp Thanh Nhã nhìn thấy trước mắt một màn cũng là lấy làm kinh hãi, làm rõ ràng tình trạng về sau, đầu tiên nghĩ đến chính là Hứa Thuần Lương thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào, mình không có giúp hắn liên hệ Mai Như Tuyết. Hắn thế mà nghĩ ra đường cong cứu quốc chủ ý. Chỉ là để nàng không nghĩ tới chính là, hắn chẳng những am hiểu thư pháp, thế mà lại còn châm cứu. Ngay tại sát có kỳ sự là lão ba hành châm đâu. Hứa Thuần Lương quét Diệp Thanh Nhã một chút, giả ra vốn không quen biết dáng vẻ tiếp tục là Diệp Sương Nguyên châm cứu. Diệp Sương Nguyên từ bắt đầu đau đớn đến ê ẩm sưng, hiện tại giao qua chết lặng, giống như gương mặt này đã không thuộc về mình. Diệp Sương Nguyên trong lòng thầm nghĩ sẽ không phải đem ta gương mặt này cho cả cứng a. Hứa Thuần Lương tướng ba cạnh châm trừ độc về sau, lựa chọn Diệp Sương Nguyên tả hữu tai nhĩ tiêm huyệt hạ châm, nói chúng tim đen, dùng miếng bông lau đi không ngừng bốc lên suốt huyết châu. Nói đến kỳ quái, theo nhĩ tiêm huyệt huyết châu chảy ra, Diệp Sương Nguyên bộ mặt cảm giác một chút xíu khôi phục. Đợi đến nhĩ tiêm huyệt máu rừng, Hứa Thuần Lương tướng Diệp Sương Nguyên bộ mặt kim châm cứu dần dần trừ bỏ. Tướng khăn mặt xuyên vào chuẩn bị xong trong nước nóng, vặn đi trình độ, tướng khăn nóng đắp lên Diệp Sương Nguyên trên mặt. Diệp Sương Nguyên cảm giác nóng khí liên tục không ngừng từ trong lỗ chân lông rót vào khuôn mặt của mình. Hứa Thuần Lương đã bắt đầu thu thập công cụ. Chu thư ký ân cần nói, như thế nào? Hứa Thuần Lương lắc đầu nói, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Diệp lão nói, kia muốn chờ tới khi nào? Diệp Thanh Nhã trong lòng tự nhủ người này chẳng lẽ tại giả thần giả quỷ? Nếu thật là đem cha ta đâm ra cái nguy hiểm tính mạng, ta không tha cho hắn. Hứa Thuần Lương nói, Diệp tiên sinh, ngài ngủ thiếp đi sao? Diệp Sương Nguyên lắc đầu. Hứa Thuần Lương nói, ngài tại sao không nói chuyện? Chu thư ký đáy lòng mắt lạnh, hỏng, tuyệt đối đừng cho đâm câm. Diệp Sương Nguyên chỉ trên mặt khăn mặt. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, tốt, kết thúc, ngài có thể đi lên. Diệp Sương Nguyên cầm xuống khăn mặt. Thở dài nhẹ nhõm nói, cuối cùng kết thúc. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Diệp Sương Nguyên khuôn mặt, Diệp Sương Nguyên nhìn không được cười nói, đều nhìn ta làm gì. Diệp lão chỉ vào miệng của hắn nói, không sai lệch, không có chút nào sai lệch. Diệp Thanh Nhã cũng phát hiện, bối rối phụ thân mặt đơ di chứng vấn đề rốt cục giải quyết. Diệp Sương Nguyên tiếp nhận cảnh vệ viên đưa tới tấm gương, đối tấm gương cẩn thận nhìn khuôn mặt của mình, thử nghiệm làm ra đủ loại biểu lộ.
quả nhiên một chút cũng không sai lệch. Diệp lão nói, như thế đại nhân, xú mỹ cái gì? Vào xem lấy soi gương, tranh thủ thời gian tạ ơn người ta. Trải qua phụ thân nhắc nhở, Diệp Sương Nguyên lúc này mới ý thức được mình chỉ lo cao hứng quên chuyện trọng yếu như vậy, áy náy nói, hứa bác sĩ, ta thật sự là mất lễ, tạ ơn, quá cảm ơn ngươi. Hắn duỗi ra hai tay cùng Hứa Thuần Lương nắm tay. Chu thư ký âm thầm thở dài một hơi, hôm nay châm cứu quá trình với hắn mà nói cũng là một loại dày vò. Diệp Sương Nguyên để cho người ta chuẩn bị cơm trưa, Chu thư ký nói không cần, hôm nay mời Hứa Thuần Lương tới chính là hỗ trợ xem bệnh, bọn hắn còn có việc muốn trở về. Diệp lão nói, trở về cũng là muốn ăn cơm nha, ăn cơm xong hãy đi. Diệp lão mở miệng, Chu thư ký đương nhiên không thể từ chối nữa. Diệp Sương Nguyên tìm Chu thư ký đơn độc phiếm vài câu, Diệp lão đối Hứa Thuần Lương sinh ra hứng thú nồng hậu, đem hắn gọi vào bên người, hướng hắn thỉnh giáo một chút dưỡng sinh chi đạo. Diệp Thanh Nhã đi phòng bếp an bài một chút, lúc đi ra, nhìn thấy Hứa Thuần Lương cùng Gia Gia trò chuyện vui vẻ, nàng nhưng rất ít nhìn Gia Gia vui vẻ như vậy qua, Hứa Thuần Lương thật có chút bản lĩnh, bất quá nhớ tới Hứa Thuần Lương có mục đích khác, Diệp Thanh Nhã đối người này liền càng phát ra cảnh giác lên. Diệp lão nói, Nhã Nhi, Như Long không có cùng ngươi cùng một chỗ tới. Diệp Thanh Nhã nói, tới gần cuối năm, hắn nghiệp vụ tương đối bận rộn, bất quá Tết Xuân khẳng định là muốn đi qua cho ngài chúc Tết. Diệp lão nói, bận bịu, cũng không biết hắn đang bận cái gì, người thư họa triển mở thế nào. Diệp Thanh Nhã đi tới, coi như thuận lợi đi, bất quá hôm qua có người đi hiện trường đập phá quán. Ánh mắt hữu ý vô ý nhìn Hứa Thuần Lương một chút. Hứa Thuần Lương biết nàng nói đến chính là mình. Diệp lão nói, ai? Ai dám nện ta tôn nữ bảo bối chàng tử, nói với ta, nhìn ta không gọt hắn. Diệp Thanh Nhã cười tại Gia Gia ngồi xuống bên người. Bất quá người kia một tay chữ viết đến hoàn toàn chính xác xinh đẹp, ta xem như biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Diệp lão nói, kia là đương nhiên, người cũng không cần hiểu ý, người còn trẻ như vậy, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Diệp Thanh Nhã nói, người kia so ta còn muốn trẻ tuổi. Diệp lão kinh ngạc nói, so người tuổi trẻ thư pháp còn có thể vượt qua ngươi. Ta không tin. Diệp Thanh Nhã nói, ngài nhưng không nên xem thường người trẻ tuổi. Tiểu Hứa bác sĩ mới đầu 20 thôi, cha ta tìm nhiều ít thâm niên lão trung y đều không có giải quyết hỏi đề, hắn vừa ra tay liền giải quyết. Diệp lão nói, người ta Tiểu Hứa là trung y thế gia, nhà bọn hắn hồi xuân đường tại Đông Châu rất nổi danh, tổ tiên vẫn là cung đình ngự y. Diệp Thanh Nhã nói, Hứa bác sĩ là Đông Châu người a. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, đúng, ta tại Đông Châu Trường Hưng bệnh viện công việc. Con hàng này ngụy trang rất khá, hào hoa phong nhã. Phảng phất lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Thanh Nhã đồng dạng. Diệp Thanh Nhã nói, Đông Châu nội thành sao? Hứa Thuần Lương nói, ta công việc cụ thể địa điểm tại Nguy Sơn Đảo phân viện. Diệp Thanh Nhã ra vẻ ngạc nhiên nói, Nguy Sơn Đảo. Người có biết hay không Mai Như Tuyết? Hứa Thuần Lương biết nàng là tại biết rõ còn cố hỏi. Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, nàng là Hồ Sơn Trấn trưởng trấn, làm sao? Diệp Tiểu Thư cũng nhận biết. Diệp Lão nói. Lão Kiều tôn nữ. Lúc này cảnh vệ tướng điện thoại cho hắn đưa tới, Diệp lão đi nghe thời điểm. Diệp Thanh Nhã nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, ta mặc kệ ngươi ra ngoài như thế nào mục đích, vẫn là khuyên ngươi một câu, không muốn chấp mê bất ngộ. Hứa Thuần Lương nói, nếu như ta nói sự tình hôm nay đơn thuần trùng hợp khẳng định ngươi sẽ không tin tưởng, bất quá đã chúng ta có thể gặp gỡ chứng minh nhiều ít vẫn là có chút duyên phận, xông vào ta giúp ngươi phụ thân giải trừ ốm đau phân thượng. Người có phải hay không hẳn là cho ta một chút như vậy hồi báo. Diệp Thanh Nhã nói, giữa các ngươi sự tình ta sẽ không nhúng tay. Sau bữa cơm trưa, Hứa Thuần Lương lại chỉ điểm Diệp lão ngũ cầm hí động tác, động không làm được vị không được kiện thân hiệu quả. Trên đường trở về, Chu thư ký tâm tình rất tốt, hắn chủ động tăng thêm Hứa Thuần Lương phương thức liên lạc, không có người sẽ cự tuyệt một vị y thuật cao siêu đại phu, liền Diệp lão đều lưu lại Hứa Thuần Lương điện thoại, nhìn đạt được hắn đối Hứa Thuần Lương thích vô cùng. Chu thư ký phát hiện tiểu tử này đối nhân xử thế phương diện rất có một bộ, không kiêu ngạo không tự ti vừa đúng, mà lại giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, hiểu được hợp ý. Tỷ như hắn vừa mới bỏ ra thời gian một tiếng cùng Diệp lão luận bàn ngũ cầm hí, nhưng thật ra là trợ giúp Diệp lão uốn nắn không quá tiêu chuẩn tư thế, muốn tiếp cận một cá nhân, đầu tiên liền muốn tìm tới một người cảm thấy hứng thú địa phương, cái này kêu là hợp ý, nói dễ nhưng làm rất khó. Thể chế bên trong hành tẩu thường xuyên đứng trước cùng thượng cấp câu thông thời điểm,
chỉ bằng ngôn ngữ câu thông thường thường không đạt được muốn hiệu quả, cái này liền cần tìm kiếm được một cái thích hợp cắt vào phương thức. Nhớ kỹ có câu quảng cáo từ, tặng lễ không bằng đưa khỏe mạnh, Chu thư ký thích ý nhìn qua ngoài cửa sổ xe, kinh thành hôm nay ánh nắng phá lệ tươi đẹp. Cách cửa sổ xe đều có thể cảm nhận được ánh nắng ấm áp. Mang Hứa Thuần Lương cho Diệp Sương Nguyên xem bệnh, chỉ là Chu thư ký một cái lớn mật nếm thử, hắn cùng Diệp Sương Nguyên nhận biết đã rất lâu rồi, bằng hữu chỉ là chính hắn đơn phương diện thuyết pháp, hắn cũng không cho rằng Diệp Sương Nguyên sẽ đem mình làm bằng hữu, mọi người xuất thân khác biệt, sự phát triển của tương lai cũng khác biệt, Chu thư ký đã 54 tuổi, hắn phi thường rõ ràng, sĩ đồ của mình đã không có hướng lên khả năng. Diệp Sương Nguyên mặc dù niên kỷ cũng không nhẹ, nhưng là người ta trưởng quản bộ môn tầm quan trọng cùng mình không thể so sánh nổi. Đông Châu thì tàu điện ngầm 2 kỳ 3 kỳ quy hoạch khi nào có thể trả lời là Chu thư ký trước mắt lớn nhất bối rối, tại hắn đảm nhiệm bên trên, hắn suy nghĩ nhiều là Đông Châu cái này tòa thành phố cổ xưa làm chút chuyện, tòa này Bình Hải lịch sử dài lâu nhất thành thị, trong lịch sử thế sự xoay vần chiến loạn binh ra vùng giao tranh, tại gần mấy chục năm đang phát triển đã lạc hậu. Trong tỉnh chính sách nặng nam nhẹ bắc, cái này khiến Đông Châu không thể không mang theo chung quanh mấy cái đồng dạng thất bại huynh đệ thành thị báo đoàn sưởi ấm. Chế tạo cái gọi là Đông Châu hạch tâm khu kinh tế. Nhưng cách chính sách quốc gia bồi dưỡng, muốn phát triển nói nghe thì dễ, Chu thư ký mấy năm này vì Đông Châu phát triển cũng thao nát tâm. Tàu điện ngầm đồng thời công trình thuận lợi kiến thiết, một hai hào tuyến đã thuận lợi khai thông. Vốn cho rằng ván đã đóng thuyền hai kỳ công trình báo cáo thật lâu vẫn không có đạt được phát đổi ủy trả lời, trước mắt chính gặp phải nghiêm khống thành thị tàu điện ngầm kiến thiết chính sách, Chu thư ký lần này tới kinh một cái khác nhiệm vụ chủ yếu chính là tranh thủ giải quyết cái này sự tình. Đông Châu vô luận nhân khẩu cơ số vẫn là thành thị định vị đều phù hợp thông tàu điện ngầm kiến thiết điều kiện, tuyến đường thiết kế đã hoàn thành, hiện tại liền chờ phát cải ủy phê duyệt. Chu thư ký đã từng làm qua Diệp Sương Nguyên phụ tá. Chỉ là hai người chân chính cộng sự thời gian cũng không dài, hắn đối Diệp Sương Nguyên còn hiểu rõ, người này làm việc công chính liêm minh, cẩn thận tỉ mỉ, mọi người đối với hắn đánh giá là một cái yêu quý lông vũ người, cũng là một cái không nể tình người. Cùng dạng này người liên hệ cũng không dễ dàng, nhưng mà công phu không uổng phí người hữu tâm, Chu thư ký rốt cục vẫn tìm được chính xác gõ cửa phương pháp. Hắn cũng không có tận lực hướng Hứa Thuần Lương biểu đạt cảm ơn, đến chú kinh bạn lúc chia tay, cùng Hứa Thuần Lương nắm tay. Nói một câu, về sau Đông Châu gặp được khó khăn gì, trực tiếp tìm ta. Câu nói này đã đầy đủ khẳng định Hứa Thuần Lương hôm nay công tích, Hứa Thuần Lương lúc này cũng không có ý thức đến hắn là Đông Châu làm ra bao lớn cống hiến. Chu thư ký dưới lầu cùng Hứa Thuần Lương lúc bắt tay, không ít người đều thấy được, cũng không phải bọn hắn nghĩ thấy cảnh này, chủ nếu là bởi vì trước mắt Đông Châu chú kinh bạn Chu thư ký là lớn nhất minh tinh, nhất cử nhất động của hắn đều nhận đám người chú mục. Liên đới lấy chú ý tới cùng Chu thư ký cùng một chỗ xuống xe cũng nắm tay nói từ biệt Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương trở về phòng thời điểm, tại hành lang gặp gỡ bất ngờ Đông Châu chú kinh bạn chủ nhiệm Tiễn Ái Quân, hai người ngay tại phòng tập thể thao gặp qua một lần, bất quá chưa nói qua lời nói, Tiễn Ái Quân xa xa liền chủ động hô, Hứa viện trưởng trở về. Hứa Thuần Lương nghe xong liền biết người ta đem lai lịch của mình hỏi thăm rõ ràng, thế là dừng bước lại đáp lại nói, tiền chủ nhiệm tốt. Tiễn Ái Quân cùng Hứa Thuần Lương nắm tay, Hứa viện trưởng, ta tìm ngài có chút việc. Hứa Thuần Lương cười nói, ngài nói. Tiễn Ái Quân nhìn một chút Hứa Thuần Lương cửa phòng, Hứa Thuần Lương thế mới biết hắn còn muốn đi vào, cười nói, không có ý tứ, mời đến. Móc ra thẻ phòng cửa phòng tướng Tiễn Ái Quân mời đi vào. Tiễn Ái Quân nói mình tối hôm qua đi ngủ rơi xuống gối, cho nên nghĩ mời Hứa Thuần Lương giúp hắn ân ấn. Hứa Thuần Lương đối yêu cầu như vậy không tiện cự tuyệt. Giúp đỡ căn cứ hai lần, lập tức liền đánh giá ra Tiễn Ái Quân căn bản không phải bị sái cổ, hắn chính là nghĩ mượn cớ cùng mình nhờ và chút quan hệ, muốn cùng một người kết giao tình, biện pháp tốt nhất liền là có chuyện muốn nhờ, vẫn là thể chế sáo lộ sâu a. Hứa Thuần Lương cũng không có vạch trần, làm bộ giúp đỡ Tiễn Ái Quân ấn mấy lần, để Tiễn Ái Quân hoạt động một chút phần cổ nhìn thấy thế nào. Tiễn Ái Quân cũng làm bộ hoạt động mấy lần, giả ra kinh hỉ vạn phần bộ dáng, thần ái, không có chút nào đau. Thần y, quả nhiên tên không giả truyền. Hứa Thuần Lương cười cười, trong lòng tự nhủ ngươi nha nguyên bản liền không sao, ta cũng căn bản không có xuất lực, chứa, tiếp tục giả bộ. Tiễn Ái Quân móc thuốc lá ra, Hứa Thuần Lương khoát tay áo biểu thị mình sẽ không. Tiễn Ái Quân đặt mông ở trên ghế salon tọa hạ, Hứa viện trưởng nhìn rất trẻ trung a. Hứa Thuần Lương nói, 22. Kia thật đúng là tuổi trẻ tài cao, ta đều 46 tuổi, lớn hơn ngươi hai bánh.
Hứa Thuần Lương nói, ngài quan lớn a, chờ ta 46 tuổi cũng đến không được ngài hiện tại độ cao. Tiễn Ái Quân nghe trong lòng thoải mái, mặt ngoài còn khiêm tốn nói, đâu có, ta cái tuổi này trên cơ bản đã không có gì lên cao không gian. Hắn vòng xem một chút Hứa Thuần Lương gian phòng, liền biết là Truyền Quốc Dân an bài cho hắn. Tiễn Ái Quân nói, Hứa viện trưởng. Hứa Thuần Lương nói, ngài vẫn là gọi ta tiểu Hứa đi, ta chính là Trường Hưng một cái nho nhỏ phân viện viện trưởng. Tiễn Ái Quân nói, vậy ta liền không khách khí, dạng này, ta so ngươi lớn nhiều như vậy, ta về sau liền bảo ngươi Thuần Lương, ngươi gọi ta Quân ca. Thích hợp sao? Thật thích hợp, ta thích nhất cùng người trẻ tuổi kết giao bằng hữu, đúng, quay đầu ta để cho người ta an bài cho ngươi cái cảng căn phòng tốt. Tiền chủ nhiệm quá khách khí. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ thế nào không còn sớm gặp ngươi như thế ân cần. Gọi Quân ca, ngươi giúp ta như thế đại ân, ta giúp ngươi đổi cái gian phòng còn không phải tiện tay mà thôi. Hứa Thuần Lương phi thường rõ ràng người ta cũng không phải nể mặt chính mình, khẳng định là cảm thấy mình cùng Chu thư ký đi được gần, cho nên ngay tiếp theo coi trọng mình mắt, bất quá Hứa Thuần Lương cũng không có biểu hiện được quá khách qua đường bộ. Quân ca, gian phòng kia vẫn là đừng đổi, ta ở chỗ này đều quen thuộc. Gian phòng là Truyền Quốc Dân an bài, Hứa Thuần Lương cho rằng hiện tại thay đổi gian phòng không phù hợp, mà lại hắn cũng không có cảm thấy gian phòng kia có cái gì không tốt. Vậy được, về sau có chuyện gì một mực nói một tiếng. Tiễn Ái Quân cũng không có ở lâu, đứng dậy cáo từ. Hứa Thuần Lương đem hắn đưa đến ngoài cửa, kéo cửa phòng ra, khi thấy đi tới Nghiêm Kính Tùng, Tiễn Ái Quân cùng Nghiêm Kính Tùng đánh cái đối mặt, đều biết đối phương mục đích là cái gì, lẫn nhau nhẹ gật đầu, xem như lên tiếng chào. Tiễn Ái Quân sau khi đi, Nghiêm Kính Tùng đi theo tiến đến. Hứa Thuần Lương nói, Nghiêm ca, người không phải đi mộ ruộng dụ sao? Nhanh như vậy liền trở lại rồi. Nghiêm Kính Tùng nói, người không đi, ta một người đi không có tí sức lực nào, ban đêm có sắp xếp không? Ta một anh em tốt an bài chúng ta ăn thịt vịt nướng đi. Hứa Thuần Lương cười nói, bằng hữu của ngươi mời khách ta liền không đi tham gia náo nhiệt. Này, ta người anh em này nhưng khó lường. Nhận thức một chút đối ngươi có chỗ tốt, hắn ở kinh thành giao du rộng khắp, cùng không ít cao tầng đều có giao tình, đúng, hắn cũng nhận biết Mai Như Tuyết. Gạch nối. Hứa Thuần Lương vốn là một chút đều không muốn đi, nhưng nghe đến đó, lập tức tâm động. Hắn mặc dù tìm được Mai Như Tuyết tẩu tử Diệp Thanh Nhã, nhưng người ta không chịu hỗ trợ, con đường này đã đi vào ngõ cụt, trước mắt xem ra cơ bản không có gì hy vọng. Lấy Hứa Thuần Lương đối Mai Như Tuyết hiểu rõ. Nàng không muốn gặp mình nhất định là có nguyên nhân, nàng hẳn là gặp phải phiền toái, mà lại nàng không muốn đem cái phiền toái này mang cho mình, Hứa Thuần Lương đối với mình có lòng tin, hắn đồng dạng đối Mai Như Tuyết có lòng tin. Nghiêm Kính Tùng người bạn này gọi Phổ Kiến, dựa theo lối nói của hắn là cái kỳ nhân, người này là làm đồ chơi văn hóa buôn bán, sau khi tốt nghiệp đại học liền đi tới Kinh Thành, vốn nghĩ Kinh Thành nhiều cơ hội, tới đây tìm một công việc thực hiện lập nghiệp mộng tưởng, nhưng hắn trình độ ở Kinh Thành thực sự không lấy ra được. Tại trước trên trận đụng đến đầu rơi máu chảy về sau, rút kinh nghiệm xương máu, quyết định phát triển nghề phụ, ra ra hắn bối chính là bán đồ chơi văn hóa, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, tại Phỉ Thúy Ngọc Thạch giám thưởng phương diện có rất sâu nghiên cứu. Đại lộ đi không thông đi đường nhỏ, từ vừa mới bắt đầu trải sạp bán hàng, càng về sau giúp người giám định, con hàng này luyện thành một đầu ba tấc không nát miệng lưỡi, cũng thông qua đồ chơi văn hóa cái này một nghề quen biết mấy cái phú thương cậu ấm. Bởi vì lưỡi rực rỡ hoa sen lại giỏi về đóng gói lẫn lộn, không biết nền tảng cũng coi hắn là thành một vị phú nhị đại, còn có đem hắn tôn làm chuyên gia đại sư. Đi toàn tụ Đức ăn thịt vịt nướng là Nghiêm Kính Tùng quyết định, Phổ Kiến cho rằng cái đồ chơi này chính là hống người bên ngoài, thịt vịt nướng có thể có cái gì ăn đâu. Còn không bằng Đông Châu bản dầu bỏng vịt ăn ngon, mà lại kinh thành người địa phương ai đi toàn tụ Đức a.